chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện chương 141, chúng mũi tên chi, thấy vạn kỵ bộ dáng này, trước hết nhất nhận được tin tức ra tới tô xuân sinh, liền mở miệng nói vạn tiêu đầu đại giá quan lâm thật đúng là làm chúng ta tô gia rồng đến nhà tôn a à. cũng không biết tiêu đầu hôm nay đến là vì ta tô xuân sinh chúc mừng vẫn là tới chiếu cố ta tô gia tửu lâu sinh ý ha ha nghe tô xuân sinh lời nói vạn kỵ liền cười lạnh như vậy tô án thủ cảm thấy y theo ngươi hành động bản tiêu đầu hẳn là xông hai cái này lý do đến sao Quát, phen cái này tô xuân sinh thật đúng là mặt dày vô sĩ a à. nghe vậy Tô Xuân Sinh liền nhìn một chút vạn kỵ và cùng hắn đồng hành những đại hán kia, lúc này mới mặt không đổi sắc nói. Nếu là tiêu đầu không phải là bởi vì hai cái này lý do đến, như vậy ta cũng không biết, tiêu đầu như thế là ý muốn như thế nào như thế nào. Tô Xuân Sinh, ngươi tên vương bác đảng này ngươi liền thiếu đi trang, nghe Tô Xuân Sinh, hoàn toàn là nhịn không được vạn trương, trực tiếp liền giận trống lên, là ngươi cái này hỗn đảng tính toán bản công tử, để bản công tử sai đánh kia ngô nhân bản công tử mới có thể bị ngô nhân trả thù, rơi xuống hiện tại loại tình trạng này. Dựa vào cái gì bản công tử tê liệt tại giường, ngươi lại cao trung án thủ, xuân phong đắc ý, ngươi nhất định phải cho bản công tử một cái thuyết pháp, nếu không bản công tử định cùng ngươi không chết không thôi. Nghe vạn trương lời này, hắn đây là tới tìm phiền toái, ở đây đều là cùng tô xuân sinh muốn tốt người, liền tất cả đều súng lại nói. Ngươi là đánh ngô nhân, bị ngô gia đánh thành dạng này các ngươi không đi tìm ngô gia phiền phức lại đến tìm tô gia đây cũng quá buồn cười đi đúng đấy chẳng lẽ là tô xuân sinh lôi kéo ngươi tay gọi ngươi đánh người nói cho cùng các ngươi chính là không thể trêu vào ngô gia liền lấy tô hạ trút giận thôi các ngươi nhìn những người này đều giúp đỡ tô xuân sinh nói chuyện vạn trượng tự nhiên là giận ngay tại hắn còn muốn mở miệng lúc vạn kỵ trực tiếp mở miệng đánh gãy hắn vạn kỵ nói bản tiêu đầu hoài nghi chuyện này là tô xuân sinh sở thiết một cái cục, cho nên tô xuân sinh ngươi nhất định phải cho bản tiêu đầu một cái thuyết pháp, nếu không hôm nay các ngươi tô gia tử lâu này liền mơ tưởng mở đại hà tiêu cục tại vân lý trấn, vậy nhưng coi là lớn nhất một cái tiêu cục, toàn bộ tiêu cục lên ngựa có hơn ba mươi tiêu sư, liền mới nhậm chức đình trưởng la thạch cũng phải cho vạn kỵ mấy phần chút tình mọn, cho nên nghe vạn kỵ ở đây không ít người đều đổi sắc mặt, huy cờ mờ tô đông sơn nghe cũng là nhịn không được mở miệng nói vạn tiêu đầu nói như thế, nhưng chính là ý thế hiếp người, ta Tô gia mặc dù không có các ngươi vạn gia quyền lớn thế lớn, nhưng cũng không phải là các ngươi nghĩ khi dễ liền có thể khi dễ, các ngươi hôm nay nếu là thật sự muốn làm cái gì, vậy ta Tô Đông Sơn cũng nhất định phụng bồi tới cùng. Thấy đại ca đi tới, Tô Xuân Sinh cũng là cười lạnh, đồng dạng hắn cũng tới trước nói. Ngươi vạn gia từ trước đến nay ngang ngược càng rỡ, vạn Trương tại cái này Vân Lý Trấn bên trên cũng là hoành hành bá đạo nhiều năm đã hôm nay các ngươi muốn ồn ào như vậy ta liền làm lớn chuyện thật tốt thanh toán một chút các ngươi vạn gia thiếu mọi người bút trướng này nhìn tô đông sơn tô xuân sơn huynh đệ hai cái không kiêu ngạo không tự ti cũng dám không muốn sống dáng vẻ đám người liếc mắt nhìn nhau nhao nhao tiến lên đây nói không sai những năm này mọi người chúng ta đều bị bắt nạt quá sức đã vạn kỵ ngươi hôm nay còn muốn náo như vậy mọi người liền phụng bồi tới cùng nói nhiều như vậy chạy đến uống rượu tịch bách tính thư sinh liền rối rít tiến lên cùng đại hà tiêu cục những cái kia tiêu sư giao đấu vạn kỵ hiển nhiên không nghĩ tới một cái nho nhỏ tô xuân sinh thế mà có nhiều người như vậy giúp hắn cho nên vạn kỵ tại chỗ liền đen mặt hắn nhìn xem đám người nghiến răng nghiến lợi nói bản tiêu đầu hôm nay chỉ là muốn vì con ta đòi cái công đạo nếu như các ngươi nhất định phải cùng bản tiêu đầu khó xử kia thì đừng trách ta không khách khí dù sao đều là một đám dân đen mà thôi bọn hắn từng cái đều là võ công cao cường tiêu sư chẳng lẽ còn sợ đánh không lại bọn hắn sao mắt nhìn lấy vạn kỵ phách lối vô cùng hôm nay không có ý định tùy tiện dừng tay đứng ở nơi đó nghe thật lâu tô hạ bảo lúc này đi ra tới nói vạn tiêu đầu muốn vì vạn trương đòi công đạo chẳng lẽ lại không có nghĩ qua các ngươi vạn gia phụ tử thiếu cái này vân lý trấn bên trên bách tính bao nhiêu công đạo sao các ngươi vạn gia phụ tử thật đúng là chỉ cho phép mình phóng hỏa lại không cho phép bách tính đốt đèn tự nhiên chúng ta cũng có thể cùng các ngươi náo muốn đánh muốn giết chúng ta cũng không sợ chỉ là tiêu đầu cần phải nghĩ kỹ các ngươi cái này đại hà tiêu cục về sau có còn muốn hay không mở đi ở đây mặc dù bách tính chiếm đa số thế nhưng là bên trong trừ tô xuân sinh cái này cao trung án thủ còn có không ít thi đậu tú tài những người này đều là trang hướng tương lai lương đóng quan huyện thấy đều phải lễ ngộ bọn hắn, nhưng vạn kỵ hôm nay lại đối bọn hắn kêu đánh kêu giết, thật chẳng lẽ không nghĩ tới cái này hậu quả, nho nhỏ nha đầu, ngươi lại dám uy hiếp ta. Nghe Tô Hạ Bảo lời nói, vạn kỵ liền trống giận, Tô Hạ Bảo nha đầu này, hắn là lại quá là rõ ràng, nguồn hố truyện hô com, tiếu gia cùng nghiêm gia rơi xuống hiện tại như thế cái cửa nát nhà tan tình trạng, đó cũng đều là Tô Hạ Bảo cái này nha đầu chết tiệt kia thủ bút, ha ha, nghe vạn kỵ hô to gọi nhỏ, tô hạ bảo liền cười lạnh không thôi, cũng vậy mà thôi, vạn tiêu đầu cũng nói như vậy không phải sao, ngươi. Nhìn xem tô hạ bảo một mặt xem thường hắn bộ dáng, vạn kỵ tức giận đến quả thực muốn vỡ ra, hắn không hề nghĩ ngợi liền rút ra bên cạnh thân đại đao, chỉ vào tô hạ bảo quát tốt, đã các ngươi không thừa nhận hại con ta, hôm nay ta liền lấy ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia khai đao, dừng tay. Lúc đầu vạn trương đối tô hạ bảo động đao, tô xuân sinh cùng tô đông sơn đều là quá sợ hãi bọn hắn muốn tiến lên đây hỗ trợ nhưng bọn hắn đều còn đến không kịp động tác một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên liền từ trên trời giáng xuống ngay sau đó lại lao ra một thanh lợi kiếm nhẹ nhõm đẩy ra vạn kỵ đại đao trở tay mấy chiêu liền cây đại đao áp chế lui ra phía sau thật xa tiếp theo tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm lục tấn an lại liên tiếp ra chiêu khi vạn kỵ hoàn toàn không chống đỡ được không có mấy chiêu liền rơi xuống ở trong tay đao cùng lúc đó lục tấn an kiếm trong tay lại không sai không kém gác ở vạn kỵ trên cổ hắn cười lạnh nhân tiện nói dám đối ta lục tấn an xuất giá thê tử động đao vạn kỵ a à, vạn kỵ thật là sống phải không kiên nhẫn ngươi vạn kỵ hiển nhiên không nghĩ tới gần đây liên tiếp xuất nhập trấn nha môn liền la thạch đều muốn đối với hắn cung cung kính kính đại nhân vật thế mà lại là tô hạ bảo vị hôn phu vạn kỵ tại chỗ dọa đến sắc mặt đều trở nên mặt xám như tro. Hắn còn đến không kịp đáp lời, nghe hỏi chạy tới Điền Khai Vân, cũng sắc mặt nghiêm túc xuất hiện, nhìn đại hà tiêu cục cái này chiến trận, Điền Khai Vân cười lạnh ta Điền Khai Vân chạy khắp giang hồ nhiều năm, vẫn luôn biết đi lại giang hồ chỉ dựa vào chính là một cái nghĩa tự, mà muốn tại một chỗ thăng bằng gót chân, liền dựa vào là một cái nhân chữ. Lại không nghĩ rằng ngươi đại hà tiêu cục bất nhân bất nghĩa, ức hiếp bách tính nhiều năm như vậy, còn không biết hối cải xem ra ta thế tất yếu tại trên giang hồ thật tốt nói một chút, gọi mọi người đều biết ngươi vạn kỵ bộ mặt thật. Nhìn xem ngươi cái này tiêu cục, như thế nào còn mở xuống dưới, không chỉ là lục tấn an, không nghĩ tới liền điền khai vân đều giúp đỡ tô gia, vạn kỵ hiện tại là tuyệt đối hoảng, hắn lập tức nhân tiện nói ruộng tông sư ngài đây là hiểu lầm rồi. Là tô gia tính toán con ta trước đây, ta chỉ là vì đòi cái công đạo A, phải biết điền khai vân bởi vì hắn cái này điền thị khí công, khi tại trên giang hồ địa vị là hết sức quan trọng, bọn hắn đại hà tiêu cục ăn chính là một bát giang hồ cơm, nhưng đắc tội không nổi Điền Khai Vân A. Chương 142, Các Hiển Thần Thông, thể hiện tài năng, ha ha, nghe vạn kỵ lời nói, Điền Khai Vân liền nở nụ cười. Sau đó nhìn lại đám người ta Điền Khai Vân mặc dù là sơ về vân lý trấn, nhưng là người này nhi tử làm người như thế nào, ta cũng là có nghe thấy, coi như hắn bị kia ngô nhân đánh gãy hai chân ngươi nói là cùng tô gia có quan hệ. Khi nhất định cũng là đệ đệ ngươi tính toán bọn hắn trước đây, chỉ có điều tự thực ác quả mà thôi, nói cho cùng đều là con trai của ngươi gieo gió gặt bão, ngươi có tư cách gì tìm tô gia phiền phức. Quát, không sai. Nghe Điền Khai Vân, mọi người vây xem là nhao nhao mở miệng phụ họa, nhớ ngày đó cái này vạn trương ngang ngược càng rỡ, đánh gãy ta kia đường thúc chân. Để ta đường thúc không có lao động lực, người một nhà đến tận đây trôi qua gian nan. Hắn hôm nay rơi xuống như thế hạ tràng, kia cũng là báo ứng. Đúng vậy a, à, chúng ta cùng thôn cô nương, cũng bởi vì ngày thường đẹp mắt, đến vân lý trấn mua đồ bị vạn trương nhìn trúng mắt. Hắn liền mở miệng đùa giỡn, còn đối con gái người ta lôi lôi kéo kéo, kết quả cô nương không chịu nhục nổi, trở về liền nhảy sông mà chết. Như thật muốn tính sổ sách, vạn đạt tiêu đầu bút trướng này lại thế nào tính, nhìn thấy đám người như thế tiếng oán than dậy đất, mới còn khí thế hùng hổ vạn kỵ, lập tức liền á khẩu không trả lời được, thấy thế, tô hạ bảo mới nói vạn lớn tiêu đầu, có nhân tất có quả. Hôm nay các ngươi vạn gia gánh chịu như vậy quả, kia đều là các ngươi nhà mình lúc trước gieo xuống, nếu như các ngươi thật muốn tiếp tục vi phú bất nhân, ngang ngược càng rỡ. Chắc hẳn kết quả của các ngươi, quả quyết cũng không khá hơn chút nào, tiếu gia cùng nghiêm gia, chính là bọn hắn vết xe đổ, ngươi nhìn xem tô hạ bảo kia một mặt không sợ bộ dáng vạn kỵ thật sự là tức giận đến phát điên lại không dám đối tô hạ bảo như thế nào mà tô xuân sinh cũng cười lạnh nói coi như các ngươi thật nuốt không trôi một hơi này không phải ấn định việc này là ta tô gia gây nên như vậy các ngươi đại khái có thể đi báo quan mời nha môn thật tốt điều tra việc này nhưng nếu các ngươi muốn ỷ vào người đông thế mạnh tư thiết nha môn đối ta tô gia như thế nào như vậy thật có lỗi ta tô gia tất nhiên không sẽ cùng các ngươi từ bỏ ý đồ, hắn bây giờ đều đã là tú tài, chắc chắn sẽ không giống lúc trước một nho nhỏ đồng sinh, cho phép người khác khi dễ nhà mình, nhìn cái này tô gia cái này ba đứa con cái, mỗi một cái đều là ngông nghênh kiên cường, thực sự là không dễ ức hiếp dáng vẻ. Vạn trương lại trong lòng oán hận, cũng chỉ có thể cắn răng nói tốt, vậy ta vạn kỵ hôm nay liền cho ruộng tông sư, cùng lục đại nhân một bộ mặt, trước không so đo với các ngươi, nhưng là tô xuân sinh tô hạ bảo, các ngươi huynh muội cho lão tử nghe kỹ, chuyện này bản tiêu sư nhất định sẽ truy xét đến cùng, nếu như thật là các ngươi hại con ta, ta nhất định sẽ gọi các ngươi trả giá đắt, vứt xuống lời này, thực sự là nuốt không trôi cơn giận này vạn kỵ, trực tiếp liền mang theo đám người hậm hực trời đi, mà tùy tiện cả một đời vạn trương, gặp hắn cha thế mà một điểm chỗ tốt đều không có chiếm được, cứ như vậy ủ rũ đi, huy. xe không hắn nằm tại đánh gậy bên trên, bị một bên kéo lấy đi, liền một bên chửi rủa cha ta nhưng không thể cứ như vậy xám xịt đi nha cái công đạo này không đòi lại đến lúc đó người khác khẳng định sẽ châm biếm chúng ta vạn gia về sau bọn hắn đại hà tiêu cục còn thế nào tại trên giang hồ hổn ngậm miệng vạn trương còn không phục vạn kỵ liền khí xoay tay lại liền vung hắn một bàn tay đều là ngươi náo ra đến sự tình ngươi còn cảm thấy mình có lý sao ngươi làm sao không nhìn tiếu gia cùng nghiêm gia hạ tràng chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống như bọn họ gọi chúng ta vạn gia cửa nát nhà tan hay sao dù sao tiếu gia cùng nghiêm gia một cái vì giàu một cái làm quan hai nhà này đều hủy ở tô gia trên tay bọn hắn vạn gia hiện tại lại có ưu thế gì ta à, bị vạn kỵ đánh vạn trương tại chỗ liền ngây người cái gì đều không dám lại nói mà vạn kỵ cũng tại không nói gì mang theo hắn những cái kia tiêu sư nổi giận đùng đùng liền đi tìm phiền toái người vừa đi người tô gia lập tức liền thở dài một hơi, nhất là tô đông sơn, trước hết nhất đi đến điền khai vân trước mặt. Vẻ mặt tươi cười nói, đa tạ sư phụ thay chúng ta nhà giải vây, nếu là không có sư phụ ra mặt, hôm nay chỉ sợ thiếu không được một trận ác chiến, chẳng qua hắn ngược lại là không nghĩ tới, sư phụ danh hiệu tại trên giang hồ thế mà dạng này vang dội, cái kia vạn kỵ gặp một lần sư phụ, thế mà liền cung cung kính kính, nói cái gì nói lời cảm tạ, cái này khách khí không phải nghe tô đông sơn lời nói điền khai vân liền cười lắc đầu có người tìm tô cô nương phiền phức ta tự nhiên là muốn ra mặt ta điền khai vân ân nhân cứu mạng đó cũng không phải là ai cũng có thế khi dễ nghe vậy tô hạ bảo cũng không nhịn được cười lên đa tại điền thúc trượng nghĩa giúp đỡ hạ bảo đều ghi tạc trong lòng thịt rượu đã chuẩn bị tốt mời điền thúc ngồi đi lập tức liền khai tiệc tốt nghe xong muốn khai tiệc vốn là thèm tô hạ bảo tay nghề điền khai vân cái này nhưng không do dự vui tươi hớn hở liền tiến cửu hương lâu đại môn tìm một chỗ ngồi xuống chờ lấy ăn ngon lên bàn mà vây xem những cái kia tân khách thấy đại hà tiêu cục người đều đi tự nhiên cũng liền không có xem náo nhiệt hào hứng đều về cửu hương lâu bên trong nguồn hố truyện hô trinh com chỉ còn lại hạ tô hạ bảo đứng tại chỗ có chút quán trách nhìn xem lục tấn an trước mặt mọi người lục đại ca ngươi làm sao nói mò ta lại không có cùng ngươi đính hôn làm sao liền thành ngươi chưa quá môn vợ rồi liền ngày ấy ở trước mặt cha mẹ nói qua đầy miệng cái này cũng không có quá quá bất luận cái gì lễ tiết sao có thể làm số đâu vừa rồi ta là gấp mới nói như vậy hạ bảo ngươi đừng nóng giận biết là hắn thất ngôn lục tấn an cũng có mấy phần ngượng ngùng thừa dịp bốn bề vắng lặng liền vụng trộm kéo tô hạ bảo tay mấy ngày nay sự tình của ta cũng xử lý không sai biệt lắm quay đầu liền mời bà mối đến nói cùng về sau lại chọn ngày tháng tốt đem thân đứng yên hạ bảo ngươi không có ý kiến a à. lục tấn an nói nghiêm túc tô hạ bảo nghe liền đỏ mặt chính không biết trả lời như thế nào lúc vui tươi hớn hở tề kính lãng liền vọt ra miệng bên trong hô hào hạ bảo lúc nào ăn cơm a à. thư viện các bạn cùng học biểu nháo chờ không nổi muốn nếm thử tay nghề của ngươi đâu tề kính lãng như thế xông lên ra tới tô hạ bảo lập xấu hổ rút tay mình về nàng vừa nói lập tức lập tức liền tốt sau đó vội vã liền xoay người tiếng cửu hương lâu đại môn ngược lại là tề kính lãng nhìn tô hạ bảo đi hắn liền đi tới lục tấn an trước mặt mặt mũi tràn đầy không vui nói ngươi gia hỏa này lại đối hạ bảo nói cái gì đó ngươi đừng tưởng rằng mới ngươi cứu nàng liền có thể chiếm hạ bảo tiện nghi chỉ cần có ta tề kính lãng tại ngươi liền mơ tưởng đem hạ bảo cướp đi hắn đã thông qua thi viện liền có thể thuyết phục cha mẹ mời bà mối tới cửa cầu hôn cái này lục tấn an chưa chắc là đối thủ của hắn ha ha chỉ là nghe tề kính lãng lời nói, lục tấn an đột nhiên liền nở nụ cười, hắn ngữ khí nhàn nhạt nhân tiện nói vậy chúng ta liền chờ xem đi, tiếp lấy lục tấn an liền cái gì không có lại nói, đi theo tô hạ bảo liền tiến cửu hương lâu đại môn, cửu hương lâu bên ngoài pháo, hồng hồng hỏa hỏa nổ rất lâu, lúc này mới yên tĩnh, mà yến hội vô cùng náo nhiệt, một mực ăn vào giữa trưa qua đi, đến khánh hòa đến người lúc này mới cơm nước no nê, tô hạ bảo vừa bận rộn xong. Chuẩn bị tới cửa thấu một lát khí, liền nhìn thấy trương gia xe ngựa đậu ở chỗ đó, trương Lan Trung cũng nhìn thấy, tiến đến cô Hạ Bảo bên tai nhân tiện nói không có nghĩ đến cái này trương gia tiểu thư, thế mà thật đúng là đến, đồ nhi A, à, vẫn là ngươi có bản lĩnh, chương 143, nhân tính cho phép, nàng chỉ là cùng ta có mấy phần hợp ý thôi, cùng có bản lĩnh không quan hệ. Nghe trương Lan Trung, cô Hạ Bảo liền cười cười, sau đó liền bước ra cửa, đi đón khách người đi, lúc này, trương tiểu thư liền bị nàng thiếp thân nha hoàng chậm rãi đỡ lấy xuống xe ngựa thấy nên tới tô hạ bảo một bộ sa mỏng che mặt trương thiên thiên liền nhàn nhạt cười xin lỗi tô cô nương ta đây chính là tới chậm chút không muộn không muộn ta vừa vặn làm xong có thể bồi trương tiểu thư nói chuyện so với trương tiểu thư thanh âm ấm ôm nhu nhu tô hạ bảo ngược lại là vui mừng rất nhiều lại nhìn đại đường bên kia khách nhân quá nhiều trương tiểu thư một cái khuê tú khẳng định là không nguyện ý gọi quá nhiều người nhìn thấy. Tô Hạ Bảo liền dẫn Trương Tiểu Thư, từ đại đường bên cạnh cửa vào phòng, sau đó trực tiếp đi Tô Hạ Bảo gian phòng. Quát! Phen suốt e, Trương Tiểu Thư nhìn Tô Hạ Bảo trong phòng, mặc dù không bằng khuê phòng của nàng bên trong, có nhiều như vậy tinh mỹ trang trí, đắt đỏ dụng cụ. Nhưng lại là mọi thứ đều không ít, bàn trang điểm tú bàn, giá áo giường nằm đều là mới mà lại nhìn không giống như là bên ngoài có thế mua được kiểu dáng, nên là nàng phụ huynh tỉ mỉ vì nàng chế tạo, Trương Tiểu Thư lập tức liền sinh lòng ao ước, mà Tô Hạ bảo đem Trương Tiểu Thư dẫn tới trong phòng về sau, lại xuống dưới phòng bếp lầu dưới, bưng rất nhiều bày bàn tinh xảo món ăn lên. Đều là nàng lúc trước đều chuẩn bị kỹ càng, phân ra đến một đĩa nhỏ tử, nàng một phía này lấy đồ ăn vào cửa, Trương Tiểu Thư nghe được mùi đồ ăn khí, liền không ngừng ánh mắt sáng lên nhìn tô hạ bảo đem đồ ăn đưa đến trước mặt nàng trương tiểu thư liền không nhịn được hỏi đây đều là tô cô nương thủ nghệ của mình nàng không chỉ có biết y thuật xem ra cái này trù nghệ cũng là xuất sắc nha đúng thế trương tiểu thư nếm thử nhìn xem có thể lành miệng vị tô hạ bảo cười liền đưa đũa đến trương tiểu thư trước mặt sư phụ nói trương tiểu thư là tâm bệnh đưa tới ghét động bệnh kén ăn cùng trần thị bệnh có chút tương tự nhưng lại so trần thị nghiêm trọng rất nhiều từng nhìn tô hạ bảo nhiệt tình như vậy, trương tiểu thư hiển nhiên cũng không tiện bắt mặt mũi của nàng, cố mà làm tiếp đũa, liền chọn một cây nhưỡng thịt rau giá, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng, chỉ có điều cái này đầu lưỡi thưởng thức đến tư vị, trương tiểu thư liền kinh ngạc, tựa như không tin cái mùi này, huy, mờ, tiếp lấy nàng lại nhiều kẹp mấy cây rau giá ăn, nếm thử vẫn là cái mùi kia. Nàng liền quay đầu lại ăn khối giao trụ, cùng cắt gọn giò phiến, còn nếm một thìa cấu tứ đậu hủ. Trương Tiểu Thư lúc này mới nhịn không được nói tô cô nương ngươi tay nghề này, đến tột cùng là phải ai chân truyền. Ta cái này ăn, thế mà cùng ta nương tay nghề giống nhau như đúc, Tiểu Thư thích. Nghe Trương Tiểu Thư nói như vậy, Tô Hạ Bảo liền cười, những cái này đồ ăn đều là ta bốn phía học được tay nghề, có thì là ta trầm tư suy nghĩ nghiên cứu ra được. Như thật cùng lệnh đường tay nghề tương tự, vậy cái này ngược lại là duyên phận, nếu là có cơ hội, ngày khác nhất định phải bái kiến bái kiến trương phu nhân, tốt cùng phu nhân thật tốt thỉnh giáo thỉnh giáo, chỉ nói là lên trương phu nhân, mới trương tiểu thư trong mắt ánh sáng, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, nàng đau khổ cười một tiếng, tràn đầy thương cảm bộ dáng mẹ ta sớm qua đời, đây đều là 10 năm trước sự tình, cái gì? Trương tiểu thư cái này không khỏi một câu, liền đem tô hạ bảo nói đến hồ đồ, cái này phương viên trăm dặm người đều biết, trương phu nhân thế nhưng là tỉnh thành tên Lưu Thiên Kim đến trương gia về sau, trương gia chuyện làm ăn kia thế nhưng là càng làm càng náo nhiệt, trương viên ngoại cùng trương phu nhân đó cũng là cầm sắc hòa minh, ân ái có thừa. Kiếp trước trương tiểu thư cũng bị trương phu nhân dốc lòng thu xếp đến tỉnh thành, thành kinh đô đại quan phu nhân, chỉ có điều không biết trương tiểu thư về sau bởi vì nguyên nhân gì hậm hực thành tật, thật sớm liền qua đời, làm sao trương tiểu thư lại nói, mẹ nàng đã sớm chết đây, tiểu thư, cái này cũng không dám nói lung tung. Nghe được Trương Tiểu Thư một giảng, nàng thiếp thân nha hoàng liền tranh thủ thời gian ở một bên nhắc nhở, ngược lại là Trương Tiểu Thư giơ tay lên một cái, thở dài nói không có gì đáng ngại, tô cô nương là người tốt, không cần giấu giếm, nói, Trương Tiểu Thư liền êm tai nói, bây giờ Trương Phu Nhân, kỳ thật cũng không phải là ta mẹ đẻ, mà là ta mẹ kế. Nàng mặc dù đợi ta thân dày, chẳng qua ta từ đầu đến cuối không có cách nào khác xem nàng như là mẹ ruột của ta kỳ thật mẫu thân của ta một người khác hoàn toàn, chỉ là tất cả mọi người không biết thôi. Mẹ ta cùng ta cha từ nhỏ liền thanh mai trúc mã, cha ta 13 tuổi liền đi ra ngoài sông sáo, thành gánh người bán hàng trong. Mẹ ta thì là xa gần nghe tiếng đầu bếp nữ, 15 tuổi liền gả cho cha ta, về sau mẹ ta tích lũy bạc, cùng ta cha mở cửa hàng, lại sinh ta. Thời gian mắt nhìn lấy một ngày một ngày tốt, mẹ ta lại vất vả lâu ngày thành tật, tại ta 6 tuổi lúc buông tay nhân gian nguồn hố truyện hô com về sau cha ta tái giá cứ chính là tỉnh thành nhà giàu nữ nhi của người ta lại về sau chúng ta trương gia liền sinh ý thịnh vượng một ngày thu đấu vàng thành xa gần nghe tiếng phú hộ cho nên tất cả mọi người biết cha ta cùng mẹ kế ân ái có thừa nhưng lại không biết lúc trước khổ nhất những ngày kia là mẹ ta theo giúp ta cha vượt đi qua hạ bảo ngươi nói nếu như ta nương dưới suối vàng có chi nàng sẽ oán hận cha ta sao bị trương tiểu thư nhìn như vậy lấy hỏi, tô hạ bảo liền nghĩ nghĩ, mới nói tiếp trương phu nhân có thể hay không oán, ta đương nhiên là nói không rõ ràng, chẳng qua nếu như đổi lại là ta, ta nên là sẽ không oán. Dù sao trương viên ngoại tái giá, cũng chỉ là nhân tính cho phép, tính không được sai, chí ít trương phu nhân sau khi đi, trương viên ngoại vẫn như cũ đối trương tiểu thư cực điểm yêu thương. Cũng rất khó cam đoan phần này yêu thương bên trong, không có cất giấu đối trương phu nhân tình nghĩa. Trương tiểu thư là chưa thấy qua giả đại vĩnh loại kia hỗn đảng làm được ác ta sự tình, mới có thể cảm thấy cha nàng cái này cách làm không đúng, nhưng tính cho phép, yên lặng lẩm bẩm, mấy chữ này, Trương tiểu thư tựa như là như có điều suy nghĩ, nếu như gọi Tô cô nương gặp phải cái phụ lòng người, hắn phụ lòng ngươi tình nghĩa, cô nương có hay không còn có thể như thế rộng rãi. Ha ha ha, nghe Trương tiểu thư lời nói, Tô hạ bảo liền không nhịn được cười. Tiểu thư, kỳ thật trong mắt của ta tình yêu nam nữ thật không có như vậy trọng yếu coi như ta một tấm chân tình đối xử mọi người nhà nhưng người ta phải mà không tiếc cái kia chỉ có thể nói người kia là âm tâm bạc tình hạng người ta là tuyệt không có khả năng bởi vì như thế người kiệt sức mình người yêu không sai nhưng trước tiên cần phải yêu mình nếu như chính chúng ta đều không thương tiếc mình lại có thể nào khát vọng người khác gấp bội trân quý nữ tử đứng ở thế gian cần phải có người yêu dũng khí đáng giá được người yêu lực lượng càng muốn có bị người phụ lòng chịu được lại có thế tập hợp lại kiên cường cho nên ta tin tưởng trước trương phu nhân chính là dưới suối vàng có biết cũng sẽ không oán quái trương viên ngoại khác cưới sự tình giống các nàng loại này chết qua một lần người mới sẽ không đi vì những cái kia không đáng nam tử xoắn suýt đâu mà tô hạ bảo một phen để trương tiểu thư nghe được sửng sốt một chút hơn nửa ngày nàng mới cười nói nghĩ không ra tô cô nương cùng ta một loại lớn lại hiểu phải nhiều như vậy đạo lý ngược lại để cho thiên thiên mặc cảm Trương tiểu thư quá khen, Trương tiểu thư chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, mới nhìn không thấu thôi. Nhìn ra Trương tiểu thư tâm kết là giải khai chút, Tô Hạ Bảo liền chỉ chỉ đầy bàn đồ ăn, tiểu thư ăn nhiều chút, chỉ cần đem thân thể dưỡng tốt, tiểu tỷ tỷ trong lòng khí nghi a, à, tự nhiên cũng liền thuận. Từng nhìn xem Tô Hạ Bảo mặt mày mỉm cười, Trương tiểu thư lại ăn không ít đồ vật, mãi cho đến trên bàn mấy chồng bát đĩa đều thấy đấy, Trương tiểu thư lúc này mới đứng dậy đến cáo từ khóe miệng đều treo cười, rời đi cửu hương lâu, mà trương tiểu thư cái này chân trước vừa đi, chân sau ngưu A Nguyệt ngưu An Khánh liền đi tới. Lôi kéo tô hạ bảo liền nói bảo nha đầu ngươi qua đây, Khánh thúc trọng yếu nói cho ngươi, chương 144, toàn thôn hy vọng, chuyện gì A Khánh thúc? Bị hán tử kia lôi kéo đi đến trong nội viện giếng trời chỗ, tô hạ bảo liền không nhịn được hỏi, hai ngày trước ngưu A Nguyệt mới bị minh gia rơi thai. Sau đó đưa về nhà mẹ đẻ. Tô Hạ Bảo vốn cho là trong nhà ra chuyện như vậy, Ngưu An Khánh là sẽ không đến ăn bữa tiệc này, không nghĩ tới đây là đến, mà bị Tô Hạ Bảo hỏi một chút, Ngưu An Khánh liền thở dài nói còn không phải là bởi vì A Nguyệt sự tình, lúc đầu ngươi thúc ta là thế nào đều không có ý tứ xong ngươi mở miệng, thế nhưng là ngươi thím suốt ngày trong nhà khóc. Ngươi cũng biết ánh mắt của nàng không tốt, lại khóc thật là muốn xảy ra chuyện. Quát, Tô Hạ Bảo liền biết, Ngưu An Khánh nhất định là vì Ngưu A Nguyệt mới tới nàng liền có chút bất đắc dĩ cười cười a nguyệt tỷ chuyện này đã thành kết cục đã định lúc ấy tình huống kia ta cũng ngăn không được cũng không biết khánh thúc hôm nay gọi ta tới đây là cái có ý tứ gì đây chính là ngưu a nguyệt mình náo ra đến nàng cũng là bị uy hiếp đi cùng nàng tô gia cũng không quan hệ cái này sao còn phải phiền phức ngươi nghe tô hạ bảo hỏi ngưu an khánh hiển nhiên liền cắn răng ta nghe a nguyệt ý tứ ngươi cùng kia tú phường nhị trưởng quỷ phu nhân quan hệ rất không tệ. Dạng này nếu không ngươi đi cùng nàng năng nỉ một chút, liền để nàng đem A Nguyệt cho thu đi. Dù sao đây cũng là vì bọn họ Minh Gia mang quá hài tử người, bọn hắn không thể khẽ đảo mặt đem hài tử cho đánh, cái này không nhận nợ nha. Nghe Ngưu An Khánh một phen, Tô Hạ bảo cuối cùng là biết, Ngưu A Nguyệt cái này không muốn mặc sức lực đến tột cùng là giống ai, cho nên Tô Hạ bảo cười rất xấu hổ xin lỗi thúc, lời này ta là không có cách nào đi cùng Minh Gia nói dù sao vì A Nguyệt tỷ chuyện này, Minh Gia Đại Gia cùng Minh Đại Phu Nhân đều nháo muốn cùng cách, còn phát mua một cái di nương, mà lại coi như A Nguyệt tỷ thật tiếng Minh Gia cửa, đây là đi theo hắn gia lão gia, vẫn là đi theo hắn gia công tử, cái này nhị phòng phu nhân có thể cho phép hạ nàng, cái này đại phòng phu nhân cùng thiếu phu nhân còn có thể cho phép hạ nàng sao, huống hồ giả gia bên kia vẫn là cái vấn đề, giả gia vô sĩ. Minh gia chỉ sợ cũng không nghĩ gây cái phiền toái này mà nghe Tô Hạ bảo một phen, hiển nhiên là không muốn giúp bận biệu. Ngưu An Khánh sắc mặt liền khó coi, ngữ điệu đều cao mấy cái độ ngươi nhìn một cái ngươi nha đầu này, hiện tại là ca ca thi đậu tú tài, mình cũng mở lên tử lâu, liền không nguyện ý giúp hương thân hương lý làm ít chuyện rồi. Cái này quản hắn minh gia bên kia nghĩ như thế nào, chỉ cần ta có thể vào làm phu nhân hưởng thanh phúc, với ai không phải cùng đâu. Lại nói giả gia bên kia, đã sớm không có ý định để A Nguyệt vào cửa, hô tuy cờ mờ, không có tú nương việc cần làm, bọn hắn đang định bỏ vợ khác cưới, xong đi trèo chức cao đâu. Về sau liền xem như A Nguyệt thành minh gia phu nhân, bọn hắn cũng không có mặt đến làm ầm ĩ cái này. Ngưu An Khánh cái này thật đúng là không có gì lễ nghĩa liêm sĩ, đoán chừng liền coi trọng minh gia vinh hoa phú quý, tô hạ bảo chính tổ chức ngôn ngữ, chuẩn bị kỹ càng tốt thẹn thẹn Ngưu An Khánh mặt mũi mặt lúc. Cũng không biết đem đối thoại của bọn họ nghe bao nhiêu thôn trưởng Ngưu An Phúc, liền trực tiếp đi tới bởi vì lấy ngưu an phúc là ngưu a nguyệt thân đại gia ngưu an khánh thân đại ca ngưu an phúc trực tiếp chính là đổ ập xuống mắng một chập ngươi cái này không biết xấu hổ đồ chơi ngươi nói là lời gì a nguyệt nha đầu này có thể dưỡng thành dạng này chính là ngươi tạo nghiệt cái này có thể hay không tiến minh gia cửa là bảo nha đầu định đoạt sao như thế mất mặt sự tình ngươi để bảo nha đầu đi mở miệng cái này không bày rõ ra để nàng đắc tội minh gia sao Nói Ngưu An Phúc lại đối Tô Hạ Bảo vẫy tay một cái bảo nha đầu ngươi đừng để ý đến hắn, chuyện này ngươi đừng quản. Tốt, có Ngưu An Phúc giải vây, Tô Hạ Bảo là ước gì? Ngược lại là Ngưu An khánh khí dơ chân đại ca ngươi làm cái gì vậy nha. Bây giờ giả gia nháo muốn bỏ vợ, minh gia lại vào không được, ngươi đây không phải bức A Nguyệt nha đầu này đi chết sao? Nhưng dù cho như thế, Ngưu An Phúc cũng không hề bị lay động bọn hắn giả gia nói bỏ vợ liền bỏ vợ a. Cái này trang hướng luật pháp cũng không phải bọn hắn định, không phải do bọn hắn. Ngươi. Ngưu An Phúc đầu này không đồng ý, Ngưu An Khánh cũng biết Tô Hạ Bảo không muốn giúp bận biệu, hắn tức bực dậm chân, sau đó liền nổi giận đùng đùng đi, mà chờ Ngưu An Khánh cùng đi, Ngưu An Phúc mới nói bảo nha đầu a, để ngươi chê cười. Bây giờ nhìn các ngươi một nhà có thể trôi qua tốt như vậy, phúc thúc thực sự là thật cao hứng a cày bừa vụ xuân thời điểm cũng là bởi vì ngươi cho mọi người mua gieo trồng vào mùa xuân bây giờ tất cả mọi người đã cây trồng vụ hè một nhóm mọi người cũng sẽ không lại đói bụng đây đều là nhờ hồng phúc của ngươi a à. phúc thúc khách khí trước kia kỳ thật mọi người cũng giúp chúng ta không ít nhà chúng ta đều nhớ nghe ngưu an phúc tô hạ bảo đỗ có chút ngượng ngùng nguồn hố truyện hô truyền com mà ngưu an phúc nhìn nhìn nhà bọn hắn viện này đột nhiên lại mở miệng nói đối hạ bảo quay đầu ngươi nếu là thật sự có cái gì kiếm tiền biện pháp có thể hay không cũng mang theo trong làng phụ nhân cô nương làm một đám ngươi cũng biết chúng ta ngư đầu thôn thổ địa càng cỗi chỉ dựa vào trồng trọt cùng các lão gia ra ngoài đánh cái tảng đá nhiều nhất có thế đồ cái ấm no nếu là tất cả mọi người có thế giống như ngươi tài giỏi liền không lo quá quá ngày tốt lành hắn thân là thôn trưởng thực sự là nhìn không được mọi người đói bụng a à. không nói những cái khác ngưu an phúc làm ngưu đầu thôn thôn trưởng ngược lại thật sự là chính là tận chức tận trách yêu dân như con chỉ là tô hạ bảo nghe hắn liền cười nói phúc thúc thật sự là coi trọng ta ta một cái mười sáu cô nương gia thực sự là không có cái gì có thể để cho mọi người cùng nhau kiếm tiền bản lĩnh nhưng nếu như về sau thật có biện pháp có thể giúp đỡ trong thôn ta tự nhiên sẽ không keo kiệt ha 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 tô hạ bảo như thế nhất lên ngưu an phúc lúc này mới nhớ tới tô hạ bảo nha đầu này xác thực cũng chỉ có mười sáu hắn liền không nhịn được cười, cũng là ngươi nha đầu này quá có bản lĩnh, ngươi không nói ta đều quên ngươi còn nhỏ, trong thôn những cái kia cùng tô hạ bảo cùng tuổi cô nương, chính là nói thân, cũng còn tại nương trong ngực nũng nịu đâu, giống cô hạ bảo đồng dạng mở tử lâu kiếm bạc, còn có thể đem thân ca ca đưa đi lên học đường thi đậu tú tài. Đừng nói là vân lý trấn. Sợ là toàn bộ thanh điền huyện cũng không tìm ra được cái thứ hai, cho nên tiếp xuống Ngưu An Phúc lại cùng Tô Hạ Bảo nói một lát lời nói, sau đó liền đi đằng trước đại đường, cùng đám người cùng một chỗ nói đùa. Ngược lại là lục cẩm tâm tại hai đầu nghe được đối thoại của bọn họ, xuống lầu lúc liền nhịn không được hỏi hạ bảo, người lúc trước còn nói về sau nếu là tử lâu mở tốt, muốn dẫn lấy người trong thôn cùng nhau kiếm tiền đâu. Khi vừa rồi thôn trưởng hỏi thời điểm, ngươi tại sao không nói đâu, mặc dù nàng không có tự tuyệt phải dứt khoát, không đến mức đắc tội thôn trưởng, nhưng là cũng không có gọi thôn trưởng cao hứng không phải, nghe vậy, cô hạ bảo chọn cười ta liền xem như có chủ ý cũng không thể thôn trưởng nhất lên ta liền miệng đầy đáp ứng a nguyên nhân có hai cái một cái là vạn nhất về sau không làm được không chỉ có là thôn trưởng bao quát người cả thôn đều sẽ cảm giác phải ta nói mạnh miệng đối ta sinh lòng bất mãn hai cái là ta như quá dễ nói chuyện bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy ta làm những này là hẳn là ta tái xuất tiền xuất lực bọn hắn ngược lại sẽ không cảm ơn cho nên trước cự tuyệt về sau muốn thật có biện pháp bọn hắn ngược lại càng vui vẻ hơn. Chương 145, không muốn khảo nghiệm nhân tính, Tô Hạ Bảo cái này đầu óc nho nhỏ, nhưng lại trơn trượt vô cùng, có thể nghĩ đến nàng hoàn toàn nghĩ không ra địa phương. Lục Cẩm Tâm nghe, nháy mắt liền hiểu được hóa ra là dạng này, vẫn là đầu óc ngươi dễ dùng, vừa rồi ta thế nhưng là làm sao đều không nghĩ ra đâu. Đó là bởi vì Cẩm Tâm ngươi gặp phải người tốt nhiều lắm, không cần ngươi đi nghĩ nhiều như vậy, đây là chuyện tốt nhìn lục cẩm tâm một mặt ngây thơ, tô hạ bảo là thật rất ao ước nàng, mặc dù gia đạo sa sút thế nhưng là lục lão phu nhân cùng lục đại ca đều đưa nàng bảo hộ nhiều tốt, cho nên nàng còn có loại kia quan gia tiểu thư đặc thù không tranh quyền thế, chỉ là tô hạ bảo lời này, lục cẩm tâm liền không tán đồng mới không phải đâu, từ kinh đô đến ngưu đầu thôn, ta cũng đã gặp qua rất nhiều người không tốt nha, một số thời khắc ta liền suy nghĩ. Nếu như ta có thế giống hạ bảo ngươi như thế hiểu chuyện, có lẽ liền có thể để ca ca ta nhẹ nhõm rất nhiều. Nghĩ đến cũng là chính ta quá đần, thấy lục cẩm tâm tự coi nhẹ mình, tô hạ bảo liền cười vỗ vỗ đầu của nàng, rất là nghiêm túc nói kỳ thật cẩm tâm ngươi đã rất tốt nha, nếu quả thật muốn học ta làm việc phương pháp, vậy liền nhìn nhiều nhiều suy nghĩ. Về sau ngươi gặp nhiều người, tự nhiên cũng liền biết, kiếp trước mở ra tử lâu, lại thêm giả gia cái này toàn gia cực phẩm, nàng cái gì ngư quỷ xà thần chưa thấy qua nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên nói chuyện xử sự bên trên liền biết được nắm. Quát, Ino, a, cô à, hạ bảo lời nói này quá huyền ảo, Lục Cẩm Tâm liền chớp mắt to nhìn xem nàng, chẳng lẽ liền không có cái gì quyết khiếu sao? Tính toán ra, nàng vẫn còn so sánh hạ bảo hơn cả năm đâu, mà lại nàng kinh đô đến, nhưng cùng tô hạ bảo so sánh, nàng thật cái gì cũng đều không hiểu. Từng nhìn Lục Cẩm Tâm hiếu kỳ như vậy, tô hạ bảo liền lại nghĩ nghĩ lúc này mới nói. Như thật muốn hỏi điều gì quyết khiếu, kia cũng chỉ có một, chính là không muốn đi khảo nghiệm nhân tính, trên thế giới này nhất không nhịn được khảo nghiệm, cũng chính là nhân tính. Nói xong lời này, Tô Hạ Bảo liền xoay người, đi đại đường, chỉ là nàng cái này vừa ra tới, ngưu đầu thôn một cái thím cái này giữ chặt. Nàng vẽ mặt tươi cười nói bảo nha đầu nha, ngươi tử lâu này thật đúng là mở ra dáng, thật gọi thím lau mắt mà nhìn chỉ là ngươi trong tiệm này còn cần hay không tiểu nhị nha. Ngươi xem một chút ngươi rất đệ năm nay đều 15, bình thường cũng là đi đứng nhanh nhẹn, miệng lại ngọt, có thể hay không gọi hắn tại ngươi trong tiệm làm cái tiểu nhị công việc, tiền công ngươi nhìn xem cho liền thành, dù sao hạ bảo nha đầu này khoan hậu, cùng một cái làng ra tới, cũng bạc đãi không được mọi người, huy. Cờ mờ, chỉ là một người này mở miệng, mặt khác mấy cái thúc bá cũng nối liền lời nói, đúng thế bảo nha đầu, ngươi nhìn tẩu tử ngươi cũng ở nhà nghỉ ngơi đâu ngươi ca cũng không có chuyện gì làm không bằng đều đến ngươi trong tiệm hỗ trợ đi tất cả mọi người ngóng trông giúp ngươi một chút hy vọng ngươi tốt đâu vừa nghe đến mọi người nhiệt tình như vậy tô hạ bảo liền nở nụ cười đang muốn cự tuyệt thời điểm lý nguyệt phân liền đi ra đến nói đoàn người thật sự là để mắt nhà chúng ta cho nên mọi người phần này tâm ý a à, nhà chúng ta là tâm lĩnh chỉ là cái này cửa hàng vừa mới mở lên có sinh ý không có sinh ý còn chưa nhất định đâu cho nên thực sự dùng không được nhiều người như vậy cho nên chỉ có thể nhìn về sau về sau nếu là có cần nhất định trước tăng cường người trong thôn cho việc làm nhìn liền nhỏ như vậy một cái tiệm cơm bếp sau có hạ bảo đầu bếp đằng trước có nàng cùng lục cẩm tâm vội vàng thu sổ sách ghi chép có lục lão phu nhân hoàn toàn giải quyết được lại thêm nhà nàng lão đầu tử cùng đông sơn nhàn rỗi cũng còn nhiều đây lý nguyệt phân ý tứ cũng chính là tô hạ bảo ý tứ nhìn đám người nghe lời này thần sắc đều có chút thất lạc bộ dáng tô hạ bảo nhân tiện nói ta biết năm ngoái tai năm cuộc sống của mọi người đều không dễ chịu cho nên cho mọi người nghĩ đến biện pháp đâu mọi người cũng chớ gấp chúng ta tô gia sẽ không quên mọi người dù sao tô gia khổ sở kia mấy năm hàng xóm không ít tiếp tế bọn hắn bọn hắn khả năng sống qua tới tốt tốt nghe nói hạ bảo ý tứ này giống như thật có biện pháp gì đám người nghe lúc này mới cao hứng trở lại trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười bởi vì cửu hương lâu khai trương tại vân lý trấn bên trên động tỉnh cũng là rất lớn cho nên buổi trưa tân khách tán đi về sau cái này vừa chưa tới một canh giờ cổng liền đến hai người xem bộ dáng là qua đường tiểu thương duỗi cổ tại cửa ra vào ngắm lục cẩm tâm ra tới lúc vừa vặn nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ nàng lập tức mở miệng nói khách quan là muốn ăn cơm sao mấy vị nha a à, hai chúng ta vị. Thấy đây đúng là tiệm cơm, khi hai cái tiểu thương lúc này mới đi đến, nguồn hố truyện hô truyền com một bên tọa hạ vừa nói hai tháng trước chúng ta đi ngang qua nơi này lúc, nơi này còn không có nhà này tiệm cơm đâu. Nhìn bên ngoài thả nhiều như vậy pháo, đây là vừa mới khai trương, không sai, chúng ta là hôm nay mới khai trương đâu. Nghe cái này nam tử, lục cẩm tâm liền cười cười, sau đó lại cầm trên mặt bàn đặt vào giấy da trâu bản, đưa tới nam tử kia trước mặt nói hai vị thế nhưng là biết chữ phía trên này là chúng ta menu hai vị có thể điểm mình muốn ăn đồ ăn sau đó để chúng ta bếp sau cho làm menu như thế hiếm lạ trước đó đi qua tiệm cơm đều là treo trên tường đồ ăn bài nhìn chúng liền phải cái này cái gì tử menu cũng là lần đầu tiên thấy cảm thấy mới lạ hai nam tử liền lật ra menu đến xem chỉ thấy cái kia menu bên trong không chỉ có tên món ăn món ăn giá cả. Còn hữu dụng vẽ ra đến món ăn bộ dáng, hoặc nhìn là giống như đúc. Một cái khác nam tử liền không nhịn được cười cái này cửu hương lâu có ý tứ, thế mà làm được như thế tri kỷ, họa cũng họa rất không sai. Đã như vậy, vậy liền tới này cái tươi măng thịt xào, xong tiêu canh chua cá, rau xanh xào cải ngọt, nguyên ương tươi canh đi, có ngay, mời hai vị chờ một lát. Ghi chép đồ ăn, lục cẩm tâm liền cười chạy tới phía sau nhà bếp. Tô Hạ Bảo cái này vừa mới quét dọn tốt phòng bếp đâu, Lục Cẩm Tâm liền mặt mày hớn hở tiến đến, nàng vẻ mặt tươi cười nhân tiện nói Hạ Bảo quá tốt, chúng ta mới khai trương ngày đầu tiên đâu, liền có khách nhân đến. Đây là khách nhân điểm đồ ăn, ngươi xem một chút, tốt, vậy ngươi đi đằng trước chiếu ứng đi, ta lập tức làm tốt đưa lên. Nghe Lục Cẩm Tâm lời nói, Tô Hạ Bảo liền gật gật đầu, cùng tiền thế so sánh, nàng đây đã là lần thứ hai mở tửu lâu mặc kệ là khu vực, vẫn là cửu hương lâu bên ngoài trang trí, đều sau một đời trước tốt quá nhiều, cho nên sẽ khách tới người, Tô Hạ Bảo không có chút nào kinh ngạc, chiếu vào khách nhân điểm đồ ăn, Tô Hạ Bảo trước tiên đem băng phiến cùng thịt đều cắt gọn, lại đi nhà bếp phía sau đại ca đặc biệt xây ra lũ lụt trong máng, bắt một đầu hoạt bát cá trắm cỏ lên. Nhanh chóng dết, tách ra xương cá cùng lát cá, lại cắt gọn đã sớm ướp cốt dưa chua, cùng xanh đỏ song tiêu làm phối đồ ăn. Lại thanh tẩy hái thức ăn ngon tâm, lại đem trứng gà lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng tách ra, phân biệt chứa ở hai cái trong tô, lại cắt trước kiều diễm ướt ác đỏ cà chua, hỏa hoạn rất nhanh liền đem nồi sắc thiêu đến đỏ rực, tô hạ bảo tại một cái trong nồi đem xương cá thêm dưa chua xào kỹ, gia nhập nước sôi hầm bên trên canh, lại đi mặt khác một nồi nhanh chóng lật xào cái tươi măng thịt, đợi đến canh cá mở nồi, canh hầm thành màu trắng sữa. Liền đem xương cá vớt ra nhanh chóng trượt vào lát cá về sau bên trên xanh đỏ tiêu tô điểm. Toàn bộ đều thịnh tiến một cái lớn chén bên trong, quay đầu lại xào một cái cải ngọt, đốt canh lúc cà chua gọt da xào nát, làm canh đấy. Nước mỡ sau lòng trắng trứng cùng lòng trắng trứng phân lần bỏng quen, lại thêm hành lá, đó chính là rực rỡ đẹp mắt, làm tốt những cái này, tô hạ bảo liền đem đồ ăn đưa đến đằng trước trên bàn, gặp một lần tô hạ bảo người, khách nhân kia lập tức nhân tiện nói ai, ngươi không phải cái kia bán rau muối tô cô nương sao chương 146, thu hoạch tương đối khá, không nghĩ tới khách nhân thế mà nhận biết nàng, tô hạ bảo ngẩn người. Nam tử kia lại nói hai tháng trước tại vạn bảo cư, ngươi cùng cái kia vạn bảo cư đầu bếp nghe A đại so trù tới. Lúc ấy chúng ta đều ở đây đâu, ngươi còn thắng cái kia nghe A đại không phải, lúc ấy ngươi làm đồ ăn cái kia hương siết, chúng ta sau khi trở về đều đang thở dài mình không có có lộc ăn ăn vào. Không nghĩ tới lúc này mới hai tháng, cô nương ngươi liền tự mình mở quán cơm hóa ra là hai vị nha quái lúc ấy nhiều người không có chú ý tới hai vị thật sự là ngượng ngùng nghe hai nam tử lời nói tô hạ bảo liền cười cười mà nam tử kia thì không kịp chờ đợi nhanh kẹp một đũa thịt cá bỏ vào trong miệng phát hiện thịt cá non nớt trơn bóng tiếng miệng biểu một cái liền nát mà lại đâm nhi đặc biệt thiếu hương vị còn tươi chua khai vị nam tử này lập tức liền sợ hãi thán phục không ngừng nói cô nương quả nhiên là hảo thủ nghệ, so với kia nghe A Đại không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, cũng không phải sao, một cái khác nam tử nếm tươi măng thịt, cũng là gật đầu như giả tỏi, mà lại vạn bảo cư đồ ăn còn đắt hơn, hương vị còn không tốt. Quay đầu ta thấy người quen biết, nhất định đề cử bọn hắn đến cô nương chỗ này. Quát! Phong, nói đến đây lời nói, khi hai nam tử lại nếm một chén canh. Cái này lập tức liền kinh diễn cái này trong canh hồng hồng đến tột cùng là cái gì? hương vị cư nhiên như thế thuần hậu lần thứ nhất ăn a à, nghĩ không ra bọn hắn vào nam ra bắt nhiều như vậy năm lại tại vân lý trấn như thế cái địa phương nhỏ ăn đã tới chưa nếm qua đồ vật hơn nữa còn mỹ vị tuyệt luân a à, đây là ta đánh chỗ rất xa mua được đồ ăn nếm qua người cũng tương đối ít hai vị nếu là thích liền ăn nhiều một chút thấy cái này hai nam tử kinh ngạc lần này cà tô hạ bảo liền cười cười sau đó đi bếp sau bận rộn đợi đến nam tử gọi tính tiền lúc Lục Cẩm Tâm xem xét trên bàn, ba món ăn một món canh, thế mà ăn đến một đũa đều không thừa, canh đều uống đến sạch sẽ. Lục Cẩm Tâm liền cười nói chúng ta trưởng quỷ nói, hai vị là chúng ta cửu hương lâu vị khách nhân thứ nhất, cho nên liền thu hai vị 500 văn, vậy liền đa tại trưởng quỷ, về sau chúng ta nhất định thường tới. Giá cả cũng là không đắt, hai vị nam tử rất là hài lòng, sau khi trả tiền, cái này cười rời đi cửu hương lâu, cái này bàn thứ nhất khách nhân vừa ra cửa bàn thứ hai khách nhân rất nhanh liền vào cửa, lần này tới, là ba cái vì mặt liền rất giản cứu một nam hai nữ, huy, Tom điểm cũng là hơi nhẹ nhạt miệng đồ ăn, phù dung tôm cầu, sườn xào chua ngọt, rau trộn thịt bò, muôn tí nhìn hồng cùng dây mướp ngọt canh, tô hạ bảo bận rộn một trận, rất nhanh liền đem đồ ăn cho đưa đi lên, bàn thứ hai khách nhân cũng thử gật đầu, liên tục khen không dứt miệng, bọn hắn đang lúc ăn lúc, cái này lại thứ ba bàn khách nhân lục cẩm tâm vội vàng ở phía trước chào hỏi tô hạ bảo thì ở phía sau trù bận rộn lục lão phu nhân giúp đỡ ký sổ phối hợp cũng là không chê vào đâu được mãi cho đến quá giờ cơm trời đều có chút cái đen trong tiệm tất cả khách nhân mới ăn xong rời đi tô hạ bảo vừa mới sau khi thu thập xong trù từ nhà bếp ra tới lục lão phu nhân bưng lấy sổ sách lại cười đến miệng không khép lại hôm nay mới làm nửa ngày sinh ý đâu thế mà doanh thu tám lượng bạc nhiều như vậy còn có cái ra tay xa xỉ phú gia công tử, cho thêm 200 văn tiền thưởng đâu, cũng không phải bởi vì tiền thưởng cho được nhiều cao hứng, thực sự là bởi vì người ta như thế hài lòng, đều là bởi vì thích hạ bảo tay nghề. Như vậy về sau quay đầu lại ăn, khẳng định cũng là thiếu không được. Hiệu quả kia cũng không tệ lắm, hôm nay thật sự là vất vả cẩm tâm cùng Lục Bá mẫu. Nghe được doanh thu 8 lượng bạc, Tô Hạ Bảo cũng là vui vẻ. Kiếp trước Cửu Hương lâu vừa mở, phía trước 3 tháng đều là thu thiệt ngay từ đầu là bởi vì trù nghệ cũng không có tốt như vậy, hai là bởi vì khu vực chọn phải không tốt, rất nhiều người cũng không biết cửu hương lâu, ba là bởi vì tử lâu bận trước bận sau đều là tự mình một người, một số thời khắc chào hỏi không chu toàn, liền lãnh đạm khách nhân. Có khi khách nhân ăn hay chưa giao bạc, trực tiếp liền vung tay rời đi, liền bởi vì cái này, giả đại vĩnh mỗi ngày nhao nhao gọi nàng đóng cửa, hơi một tí còn cùng nàng động thủ, nàng một mực cắn răng kiên trì đến sau ba tháng, cửu hương lâu mới chậm rãi lợi nhuận. Lúc kia một ngày, nhiều nhất liền kiếm một lượng bạc, nhưng hôm nay cái này tám lượng bạc, nhiều nhất đào đi ba bốn lượng bạc tiền vốn, cũng có tốt mấy lượng bạc lợi nhuận, chúng ta đều là người một nhà, nói những lời này làm gì. Nghe được tô hạ bảo khách khí, lục lão phu nhân liền cười cười, nguồn hố truyện hô com lục cẩm tâm cũng lắc đầu đúng thế, nhìn xem trong tiệm sinh ý tốt như vậy, ta cũng vui vẻ. Dù sao ta đã lớn như vậy, còn không có học mình kiếm quá bạc đâu. Mà cũng liền tại tô hạ bảo cùng lục cẩm tâm bọn hắn lúc nói chuyện, bị tô hạ bảo chi về ngưu đầu thôn, đi đào măng tô xuân sinh cùng tô đông sơn liền trở lại. Lần này bọn hắn là mượn cái xe bò đi, hoa trồng trả tam đại cái sọt trở về, gần như đều chất đầy toàn cái xe bò. Vừa vào cửa, tô đông sơn nhân tiện nói hạ bảo ngươi nhìn một chút, nhiều như vậy măng tử thế nhưng là đủ rồi. Hôm nay bọn hắn trở về xem xét thấy tô hạ bảo thế mà phòng ngừa chu đáo, tại kia sơn tuyền bên cạnh chung nhiều như vậy măng tử, bọn hắn đáng kinh ngạc xấu, cái này không hứng thú giặt giàu đào đến trưa, kia phiến măng trong đất cũng còn thừa một chút đâu. nghe vậy, tô hạ bảo nhìn nhiều như vậy măng tử, liền gật đầu nói đủ rồi. một hồi ta đem những này dọn dẹp một chút ướp ra tới, ngày mai nhị ca cùng đại ca, các ngươi riêng phần mình đi bên cạnh trên ghế bày quầy bán hàng, ta phải dùng thời gian ngắn nhất đem cửu hương lâu danh khí đánh đi ra, ừm, Tô Hạ Bảo nói có lý, Tô Xuân Sinh cùng Tô Đông Sơn tự nhiên không có phản đối. Ngược lại là Lý Nguyệt Phân từ trên lầu đi xuống xem xét, liền không nhịn được kinh ngạc nói cái này đều mùa hè, bảo muội liền xem như những cái kia măng tử ngươi dùng thổ chôn xuống, cũng hẳn là lão nha, làm sao những cái này măng tử còn như thế tươi non đâu, có lẽ là mảnh đất kia không có mặt trời, cho nên mới như thế tươi non đi. Vì cái gì mảnh đất kia dáng dấp đồ vật lại mập lại lớn, còn không dễ dàng lão, tô hạ bảo cũng nói không nên lời nguyên nhân tới, liền tùy tiện tìm cái lý do, nói cho Lý Nguyệt Phân nghe, lục cẩm tâm thì ở một bên nói. Chỉ là hạ bảo, cái này càng là về sau đầu lời nói, cái này măng tử coi như càng là khó được, thoáng một cái tất cả đều làm rau muối bán đi, quay đầu ta lại dùng, nhưng liền không có, liên quan tới cái này, tô hạ bảo nghe liền nói liền điểm kia măng tử sợ là lại đào một đào, cũng liền nếu không có, đương nhiên không thể dựa vào cái kia, dù sao chúng ta muốn mở tốt Cửu Hương lâu, chỉ những thứ này nguyên liệu nấu ăn là không được, quay đầu ta còn phải đi Trương gia một chuyến, cùng Trương viên ngoại nói một câu, từ bọn hắn Trương gia hàng tiếng lên nguyên liệu nấu ăn sự tình, mà lại kiếp trước mình đem Cửu Hương lâu mở hồng như vậy lửa, Trương gia hàng đi cho tốt nguyên liệu nấu ăn, cũng là có một phần công lao, nghe Tô Hạ Bảo đã sớm chuẩn bị Lục Cẩm Tâm bọn hắn liền quay đầu liếc nhau một cái, hiển nhiên là yên tâm, mà cũng liền tại bọn hắn cười cười nói nói, được không vui vẻ thời điểm, một đoàn người tử quan binh, đột nhiên liền đến Cửu Hương lâu trước cửa, khí thế hùng hổ đem Cửu Hương lâu bao vây lại. Chương 147, hoan án sửa lại án xử sai, các ngươi. Các ngươi là ai nha? Muốn làm gì? Đột nhiên nhìn thấy những quan binh này, Lý Nguyệt Vân liền giật nảy mình, nhanh bảo vệ đứng tại nàng bên cạnh tô hạ bảo tô xuân sinh cùng tô đông sơn cũng sắc mặt nghiêm túc lên không biết đây là xảy ra đại sự gì ngược lại là lục lão phu nhân cùng lục cẩm tâm liếc nhau một cái trong lòng nhất thời liền có mấy phần số mà vừa lúc lúc này đi ra một cái quan văn bộ dáng nam nhân hắn nhìn đứng ở cổng tô hạ bảo nhàn nhạc nhân tiện nói xin hỏi nơi đây có phải là hay không lục tấn an lục tướng quân nhà hóa ra là tìm lục tấn an Lý Nguyệt Phân đột nhiên liền thở dài một hơi, mồ hôi lạnh trên trán đều rơi xuống. Mà Lục Cẩm Tâm thì có chút kích động trả lời đúng vậy A à Đại Nhân, đây chính là ta đại ca Lục Tấn An nhà. Xin hỏi có phải là hay không chúng ta Lục Gia oan tình sửa lại án xử sai rồi, đương kim thánh thượng biết chúng ta là bị oan uổng rồi, nguyên lai vị này chính là Lục Tiểu Thư A, nghe Lục Cẩm Tâm, kia quan văn liền nhẹ gật đầu. Quáp. Phong suốt e! Hắn lúc này mới nói tiếp lục tiểu thư nói không sai, đại lý tự bên kia đã đem lục gia oan án điều tra đến một nửa, chứng minh lục gia đúng là bị oan uổng, cho nên thánh thượng hạ chỉ vì lục gia sửa lại án xử sai. Từ hôm nay trở đi, lục gia liền đã không phải là tội thần, lục tướng quân cũng quan phục nguyên chức, đại lý tự càng sẽ đem lục gia oan án cẩn thận thẩm tra, truy cứu hết thể tạo thành cái này oan án tất cả mọi người, còn lục gia một cái công đạo, quá tốt nghe được cái này quan văn nói như vậy lục cẩm tâm lập tức liền kích động khóc ra thành tiếng nàng còn quay đầu lôi kéo lục lão phu nhân tay không ngừng nói nương ngài đã nghe chưa lúc này mới không đến một năm a à, đại ca liền để chúng ta oan tình sửa lại án xử sai chúng ta không phải tội thần người khác cũng sẽ không đi oan mắng cha cũng không phải sao nghe cái này quan văn lời nói lục lão phu nhân cũng kích động đến thẳng lau nước mắt ngược lại là trông thấy bọn hắn hai mẹ con cao hứng đem những cái kia quan sai cùng cái này quan văn gạt tại một bên cô hạ bảo liền trực tiếp đi lên phía trước nói còn muốn đa tạ đại nhân đem cái này tin tức cốt truyền đến trong nhà trời nóng đi đường chắc hẳn các vị đại nhân là vừa khác vừa mệt mỏi còn mời các vị đại nhân vào nhà một tòa uống chút nước trà nghỉ chân một chút dù sao lục đại ca có việc đi ra ngoài vẫn chưa về khả năng còn cần các vị chờ một lát một lát, nghe Tô Hạ bảo như thế một giảng, cái kia quan văn liền lắc đầu nói cô nương khách khí, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, không thể ở chỗ này nghỉ ngơi, hô tuy. Cờ mờ, cho nên mong rằng cô nương báo cho chúng ta lục tướng quân chỗ, chúng ta truyền xong ý chỉ về sau, còn cần lập tức trở về, vừa rồi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hạ bảo. Thứ nhất trực giác liền cho rằng Tô Hạ Bảo là lục cẩm tâm, dù sao kinh đô đều truyền, lục hầu gia nhà tiểu nữ nhi là cái hiếm có mỹ nhân lại không nghĩ tới cái kia tương đối kém một điểm mới là lục cẩm tâm vậy cái này môi hồng răng trắng lại linh khí bức người cô nương lại là nhà nào nữ nhi a à, đã như vậy vậy ta liền không ở thêm đại nhân lục đại ca đi trấn nha môn làm việc đi bây giờ hẳn là ở nơi đó các ngươi đi xem một chút có thể hay không tìm tới nghe được cái này quan văn kiểu nói này tô hạ bảo tranh thủ thời gian nói cho bọn hắn lục tấn an ở nơi nào nói xong tô hạ bảo lại quay đầu lại, đi nhà bếp phía sau trong chung nước, lấy ra mấy lớn ống trúc băng tốt giải nóng nước ô mai, thừa dịp cái kia quan văn còn chưa đi, trực tiếp đem những này đưa cho bọn hắn. Nàng còn cười nói đây là tiệm chúng ta bên trong đặc sắc nước ô mai, không chỉ có thanh nhiệt giải nóng, mà lại chua thoải mái khai vị. Các vị đi đường sốt ruột, liền liền lưu tại trên đường uống đi, nghe được tô hạ bảo như thế một giảng, cái này quan văn mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn là sảng khoái đón lấy vậy liền đa tạ cô nương ý tốt ngày khác nếu như có cơ hội bản quan nhất định lưu lại thật tốt nếm thử cô nương trong điện tay nghề nói xong lời này cái này quan văn lúc này mới mang theo đám người sau đó quay người đi mà chỉ lo cao hứng lục cẩm tâm cùng lục lão phu nhân mãi cho đến người đều đi ra thật xa các nàng lúc này mới nói trời ạ à, vừa rồi người ta là đến truyền tin vui chúng ta thế mà liền chút nước trà tiền đều không cho thật sự là thất lễ, kinh đô trong thành phép tắc, phàm là truyền đến tin mừng người, đều là muốn cho đối phương một chút nước trà tiền. Các nàng hôm nay quên cho, quay đầu người khác nên muốn cảm thấy, bọn hắn lục gia không hiểu quy củ, ngược lại là tô hạ bảo biết các nàng không có kịp phản ứng, liền liền cười nói nhìn cái kia cầm đầu đại nhân, cũng không phải cái lòng tham, cho nên cùng bọn hắn trang mấy bình nước ô mai, cái này ngược lại là tâm ý khó được. Lục bá mẫu cẩm tâm các ngươi cứ yên tâm đi, nên không có vấn đề, nguồn hố truyện hotrin.com, đúng vậy a, à, nói như vậy cũng có đạo lý, vẫn là hạ bảo nghĩ chu đáo. Nghe Tô Hạ Bảo lời nói, Lục lão phu nhân liền nhẹ gật đầu, ngược lại là Lục Cẩm Tân cười, một cái liền kéo lại Tô Hạ Bảo cánh tay, nàng còn đem đầu tựa ở Tô Hạ Bảo trên bờ vai, rất là tự hào nói. Nhìn chúng ta Hạ Bảo như thế sẽ xử sự làm người, về sau nhất định có thể trở thành một cái rất hợp cách đại tẩu về sau chúng ta lục gia coi như sẽ càng ngày càng tốt đúng vậy a à, nói lên chuyện này lục lão phu nhân cũng dáng vẻ rất vui vẻ trong nội tâm cũng đang suy nghĩ quá hai ngày còn phải đi mời cái đáng tin cậy bà mối đem cái này đến hôn quá trình đi một chút bây giờ trong nhà oan án sửa lại án xử sai chắc hẳn tấn an tiểu tử kia cũng sẽ không lại nói muốn chờ nhất đẳng không biết là bởi vì trấn nha môn sự tình quá nhiều hay là bởi vì những người kia đi tìm lục tấn an cho nên Lục Tấn An rất muộn mới trở lại Tô gia, hắn sau khi vào cửa, Tô Hạ Bảo ngay tại nhà bếp bên trong ước mang phiến, Lục Tấn An liền đi thẳng vào, đầy mặt nụ cười nhìn nàng Hạ Bảo, "Ngươi qua đây, quá tới làm cái gì?" "Ta vội vàng đâu." Nhìn Lục Tấn An một chút, Tô Hạ Bảo tâm tình có chút cái phức tạp, liền liền cúi đầu bận rộn, thật sợ Lục Tấn An nhìn ra cái gì không đúng, mà Lục Tấn An thì đi vào từ trong ngực móc ra một chi rất là đẹp mắt xuân màu trâm gài tóc, nhẹ nhàng cắm ở tô hạ bảo trên búi tóc, nhìn rất là đẹp mắt, Lục Tấn An mới cười lần đầu tiên nhìn cái này cây trâm thời điểm, ta liền cảm giác nó rất thích hợp hạ bảo, trực tiếp liền ra mua. Hiện tại xem xét, quả nhiên mua phải không lỗ, cái này. Đem cái này trâm gài tóc gỡ xuống xem xét, thấy mặc kệ là trâm gài tóc phía trên bàn kim hoa, vẫn là rơi tại trâm gài tóc rơi tuệ phần đuôi trân châu, Đều là cực kỳ tinh tế, Tô Hạ bảo liền đem nhướng mày nói nhìn tay nghề này, đây cũng không phải là vân lý trấn có thể mua được. Lục đại ca ngươi đi Thanh Điền huyện rồi, nghe Tô Hạ bảo hỏi, Lục Tấn An liền nở nụ cười không phải đi Thanh Điền huyện, là đi Càng Châu. Trong nhà oan án bị sửa lại án xử sai, có một ít chuyện cần xử lý, cho nên lúc này mới chậm trễ thời gian khá lâu. À, nghe Lục Tấn An nói như vậy, Tô Hạ bảo liền có chút thất lạc lên tiếng. Sau đó nàng cúi đầu xuống lại bận việc trong chốc lát, thẳng đến nàng đều coi là Lục Tấn An đi. Lục Tấn An đột nhiên liền mở miệng hỏi nàng làm sao hạ bảo? Là ta có chỗ nào làm không đúng? Gọi ngươi không vui sao? Chương 148, chúng ta đính hôn có được hay không? Không có không có, nhìn Lục Tấn An là hiểu lầm, Tô Hạ Bảo liền vội vàng lắc đầu, thế nhưng là nghĩ nghĩ, nàng lại nhịn không được đỏ trong mắt. Tô Hạ Bảo cũng sợ Lục Tấn An thấy được nàng cái dạng này nàng liền đem đầu chôn trầm thấp nói: Lục đại ca, nhà các ngươi tại kinh đô nhất định rất có uy vọng đúng hay không? Khi lần này bị sửa lại án xử sai, ngươi hẳn là cũng quan phục nguyên chức rồi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi quan chức hẳn là rất cao a. Phải biết đương nhiệm vân lý trấn đình trưởng la thạch là lục tấn an cái kia bạn tốt thủ hạ, mà lục tấn an cái kia bạn tốt nhìn quan uy liền rất lớn, xem xét chính là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ chắc hẳn lục tấn an cùng hắn kia bạn tốt quan cũng hẳn là tương xứng dù sao lần trước lục đại ca cũng đã nói la thạch sở dĩ sẽ làm vân lý trấn đình trưởng đều là bởi vì vân lý trấn tình huống đặc thù quát phong dựa theo la thạch tại ngay trong đại quân địa vị làm một cái huyện lệnh cũng là dư xài cái này cũng vẫn tốt chứ chẳng qua một cái nho nhỏ tiên phong tham tướng mà thôi tính không được cái gì nghe tô hạ bảo lời nói lục tấn an đột nhiên liền ý thức được cô hạ bảo viên này cái đầu đang suy nghĩ gì hắn liền nhịn không được cười cười lúc này mới nói chỉ tiếc nha đời ta sẽ không có cái gì đại hành động dù sao mặc dù bây giờ bị sửa lại án xử sai nhưng là về sau thánh thượng vừa nhìn thấy ta đoán chừng liền sẽ nghĩ đến hắn hoang ủng chuyện của ta cái kia hẳn là cũng sẽ không trọng dụng ta chỉ là hạ bảo ngươi có thể hay không bởi vì ta về sau sẽ không làm đại quan liền ghét bỏ ta nha làm sao có thể ta làm sao lại ghét bỏ ngươi. Lúc đầu Tô Hạ bảo chính khổ sở đâu, nghe xong Lục Tấn An lời nói, nàng lập tức liền ngẩng đầu nói lời này, nhưng khi nàng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Lục Tấn An ý cười nhàn nhạt bộ dáng, Tô Hạ bảo mới ý thức tới mình bị đùa nghịch, nàng liền không nhịn được vẫn lên quyệt miệng, có chút nhục chí nói. Lục đại ca liền biết hống ta, ngươi là không thể nào không có đại hành động, chỉ sợ ngươi về sau, sẽ còn địa vị cực cao cũng nói không chừng đấy chứ kiếp trước lục tấn an đó là thật làm được dưới một người trên vạn người trang hướng ngàn ngàn vạn vạn bách tính đối cái này vương khác họ gia đều là kính yêu có thừa chỉ tiếc mình cái này không bản lãnh chút nào dáng vẻ như thế nào xứng với về sau sẽ cực kỳ hiển quý lục tấn an kia về sau sự tình ai biết được nhìn tô hạ bảo như thế chắc chắn tựa như là thật biết hắn đời trước làm trấn quốc vương giống như lục tấn an liền cười trực tiếp kéo tô hạ bảo tay hô tuy cờ mờ ngữ khí bình tĩnh nói, "Chỉ là mặc kệ về sau như thế nào, chỉ cần có hạ bảo ngươi bồi tiếp ta, ta như thế nào đều là vui vẻ. Ngươi nói thật chứ?" Nghe Lục Tấn An, Tô Hạ Bảo liền nâng lên một đôi sáng lóng lánh con ngươi, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lục Tấn An. Kinh đô trong thành đại gia khuê tú, đây chính là muốn mới có mới, muốn mạo có mạo đây này. Lục đại ca liền không sợ thật sớm nói với ta định, đến lúc đó lại hối hận dù sao so với cẩm tâm như vậy đại gia khuê tú đến, tô hạ bảo thực sự là cảm thấy, mình không đủ ôn nhu, cũng không đủ tài tình, ha ha, cái này nho nhỏ nha đầu, thế mà còn thăm dò bên trên hắn, lục tấn an nghe lời nói này, quả thực đều nhanh muốn cười chết rồi, hắn liền không nhịn được tay giơ lên, sờ sờ tô hạ bảo lặng lẽ ưỡng lên cái mũi nhỏ nha đầu ngốc, nếu là không lấy được ngươi, ta mới thật phải hối hận, kiếp trước đợi đến nàng bị giả gia kia toàn gia súc sinh hại chết. Lục Tấn An mới giật mình mất đi âu yếm nữ tử, liền xem như hắn không để ý người trong thiên hạ chỉ trích, vì hạ bảo lật quan án, đồng thời đưa nàng phong quan đại tán, thế nhưng là cái này đều đền bù không được, trong lòng của hắn khối kia thường xuyên sẽ đau vết thương, cũng là lão thiên gia đại hắn không tệ, để hắn một lần nữa về đến lúc này, đến trân quý trước mắt hẳn là trân quý người, ta không cùng ngươi nói, bị Lục Tấn An ánh mắt ngoắt ngoắt nhìn xem, tô hạ bảo quả thực là xấu hổ không được hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đem tất cả đồ ăn chuẩn bị xong về sau, nàng liền đắp lên cái nắp, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, dù sao trong nhà người đều ngủ lại, chỉ còn lại bọn hắn còn chưa có trở về phòng, chẳng qua nàng muốn đi, lục tấn an lại ngăn lại nàng, tiếp lấy mặt dày mày dạng đem người kéo, còn cần cái cầm vuốt ve nàng đen nhánh vừa mềm thuận tóc, tiếp lấy lục tấn an mới thanh âm nhu nhu nói. Hạ bảo, hai ngày này ta liền tìm người chính là cùng bá phụ bá mẫu cầu hôn được chứ chúng ta lục gia oan án sửa lại án xử sai ta liền có thể danh chính ngôn thuận cùng ngươi đính hôn thành thân ừm nghe lục tấn an trên thân truyền đến dễ ngửi xà phòng hương tô hạ bảo đỏ mặt giống trà chua đồng dạng mà lại nóng không có cách nào nói mà lục tấn an đạt được đáp lại thì cúi đầu xuống hôn một chút tô hạ bảo cái tráng vậy thì tốt vậy chúng ta coi như nói định không cho phép đổi ý nguồn hố truyện hô com, không đổi ý, yên tâm đi ngươi. Gia hỏa này thế mà thân nàng, tô hạ bảo lần này liền cùng con thỏ con bị giật mình giống như, nàng một cái liền đẩy ra lục tấn an lồng ngực, tiếp lấy cũng không quay đầu lại liền chạy lên lầu, còn bột một tiếng đóng cửa lại, ngược lại là lục tấn an đứng tại chỗ, nhìn xem trên lầu cửa phòng đóng chặt, nhìn không được liền nở nụ cười, cái này một đêm trôi qua. Lục Tấn An cùng Tô Hạ Bảo đều ngủ được 10 phần tốt, trời chưa sáng thời điểm lục tấn an lại đi bận rộn tô hạ bảo lên thời điểm cũng không thấy bóng người nhưng là tô hạ bảo cũng không phải rất để ý cái này quay đầu liền đi bận rộn chính mình sự tình đi đem ướp tốt đồ ăn phân biệt chia ba phần một phần để tô xuân sinh cùng lý tùy hiếu cầm tới sát vách rồng cầu trấn đi bán một phần để tô đông sơn cùng lục cẩm tâm cầm tới một cái khác lớn nhất trấn thuần rồng trấn đi bán còn lại một phần giữ lại mình bày quầy bán hàng nghĩ đến thật sớm bán xong còn phải đi trương gia một chuyến. Cái này đều làm tốt thu xếp về sau, đến qua điểm tâm, mọi người liền riêng phần mình xuất phát. Tô Hạ Bảo cũng tại cửu hương lâu cổng chi tốt bày, cái này thành phố là vừa có người đến, nàng cửa tiệm trước liền vây chật như nêm cuối, chẳng qua thời gian trong nháy mắt, ướp tốt chua cây măng phiến. Cùng trong đêm làm tốt mấy chục cân sông tiêu thỏ đinh, cái này bị quét sạch sành xanh, đợi cho đám người tán đi về sau, Tô Hạ Bảo một bên kiểm điểm trong hộp bạc vụn cùng tiền đồng vừa nghĩ một hồi đi trương gia bên kia, thế nào cùng trương viên ngoại đàm phán, mới có thể không dự chi tiền đặt cọc, đem những cái kia đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn đều mua về. Chỉ là ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, Tô Hạ Bảo đột nhiên đã cảm thấy một trận hoảng hốt, ngay sau đó trước mắt đột nhiên liền xuất hiện, ánh lửa ngập trời hình tượng, lửa lớn rừng rực bên trong, trương viên ngoại toàn gia đều dãy dụa lấy ra bên ngoài chạy, mà thế lửa lại rất mạnh, dần dần người liền đều thiêu chết ở bên trong, vừa nhìn thấy hình tượng này, Tô Hạ Bảo lập tức liền trong lòng giật mình, sau đó cẩn thận tính một cái thời gian, Tô Hạ Bảo liền kỳ quái tại sao sẽ như vậy chứ. Mặc dù kiếp trước Trương gia đúng là phát một trận đại hỏa, nhưng là cũng không có thiêu chết người, làm sao lần này trong tấm hình, bọn hắn cả nhà đều sẽ chôn thay biển lửa đâu? Chẳng lẽ sau khi trùng sinh, rất nhiều chuyện đều thay đổi sao? Nghĩ đến cái này, Tô Hạ Bảo liền có chút kinh hồn bạc vía, nàng lập tức đem tất cả ngân lượng đều thu lại chuẩn bị nhanh đi trương gia một chuyến. Nào biết cái này vừa mới đứng dậy, không biết lúc nào đến trước mặt nàng Trần Thị. Đột nhiên liền gọi nàng lại hạ bảo A, à, thiếm có một kiện chuyện quan trọng, muốn mời ngươi giúp đỡ chút A, à, chương 149, giúp không được, thiếm, lại thế nào rồi? Tô hạ bảo không có nghĩ đến cái này thời điểm Trần Thị sẽ đến, nàng liền có vẻ hơi ngoài ý muốn, mà Trần Thị lại lôi kéo nàng, trực tiếp quay người liền đi Trần Gia bên kia, chỉ là mới vừa vào cửa, cô hạ bảo liền thấy nằm tại trần gia trong sân vườn uống đến say như chết trần khánh điển trần thị lúc này mới nói bởi vì lấy hôm qua cái mời bà mối đi vương gia làm mai lại bị cự tuyệt sự tình hắn cái này uống cái tên đỉnh say mềm, buổi sáng mới trở về Quát. phe ng ta liền biết vương gia nha đầu này chính là chúng ta nhà khắc tinh cho nên mới không đồng ý cửa hôn sự này hạ bảo a thím vẫn là thích ngươi ngươi liền khuyên nhủ con ta gọi hắn đừng phải thương tâm đi nguyên lai vương vũ chỉ thật cự cử tuyệt cửa hôn sự này nàng quả nhiên là cái có cốt khí cô nương cho nên nghe trần thị lời nói tô hạ bảo liền cười cười xin lỗi thím chuyện này ta không có cách nào khuyên có thể giúp trần đại ca ta đều đã giúp bây giờ là trần đại ca mình tổn thương vương gia cô nương tâm nhân duyên này sợ cũng là bỏ lỡ lúc đầu ngay từ đầu nói thật tốt làm sao trần khánh điển mình có tâm tư khác cái này cũng chẳng trách ai, ngược lại là nhìn Tô Hạ Bảo thái độ, Trần Thị trong lòng tự nhiên là không chắc, nàng liền lôi kéo Tô Hạ Bảo cánh tay, đầy mắt mong đợi nói. Hạ Bảo A, à, không phải ngươi lại nghe thím một lời khuyên, ngươi liền, nhưng lần này, Tô Hạ Bảo không đợi Trần Thị nói hết lời, liền trực tiếp đánh gãy nàng thím, ta đã nói qua thân. Lại có hai ngày, sợ sẽ là muốn chính thức đính hôn, thím nếu như còn đọc dĩ vãng ta đối với các ngươi nhà tốt, liền chớ có nói những cái này hoang đường quay đầu bị ta làm mai nhà kia nghe thấy thật là liền hủy ta nhân duyên tô hạ bảo là đem lời nói tuyệt trần thị liền xem như còn muốn có tâm tư gì cũng biết là không thể nào nàng nghĩ đi nghĩ lại liền không nhịn được bôi lên nước mắt đến thôi cũng là chúng ta trần gia không có cái này phúc khí cưới được ngươi tốt như vậy cô nương về sau chuyện này thím liền cũng không đề cập tới nữa từng trần thị cuối cùng là nghĩ thông suốt tô hạ bảo nghe nàng lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó nàng lại nói kia đã như vậy, ta liền đi về trước. Trần đại ca cũng chỉ là uống say mà thôi, ngươi để hắn nằm hai canh giờ, chính hắn liền tỉnh, tốt, tốt. Có lẽ là tô hạ bảo cự tuyệt quá dứt khoát, trần thị lộ ra có mấy phần ngượng ngùng, liền một bên gật đầu, một bên đem tô hạ bảo cho đưa ra cửa, huy, cờ mờ, mà tô hạ bảo sau khi trở về, đầu tiên là đem bày thu vào. Lại dặn dò lục lão phu nhân, nhìn xem chút cửa tiệm bên này nàng liền trực tiếp xuyên qua đường đi đi trương viên ngoại nhà bên kia chỉ là nàng cái này vừa mới đến trương viên ngoại ngoài cửa phủ liền thấy có mấy cái nam tử lén lén lúc lúc tại trương gia bên ngoài đi tới đi lui mà vừa nhìn thấy tô hạ bảo tới bọn hắn liền giả dạng làm qua đường người tranh thủ thời gian đi tới một bên đi tô hạ bảo cũng giả vờ như không nhìn thấy bọn hắn đẩy ra trương gia cửa về sau liền đi thẳng vào bởi vì tô hạ bảo trước đó tới qua một lần người trương gia đối nàng đều có chút lễ ngộ dáng vẻ cho nên tô hạ bảo sau khi vào cửa trương gia quản gia liền trực tiếp dẫn nàng đi gặp trương viên ngoại ngược lại là mặt mũi hiền lành trương viên ngoại gặp một lần tô hạ bảo lập tức ra đón nói hóa ra là tô tiểu thần y đến a à, mau mời ngồi mau mời ngồi tô hạ bảo đương nhiên không nghĩ tới trương viên ngoại thế mà lại như thế xưng hô nàng tại chỗ liền ngượng ngùng nàng lên đường trương viên ngoại khách khí ngài câu này thần y ta thế nhưng là không dám nhận tô đại phu khách khí nghe tô hạ bảo lời nói trương viên ngoại vẫn như cũ kiên trì phải biết tiểu nữ gần đây cái này hai ba tháng kia nhưng là cái gì đều ăn không vô mắt nhìn lấy nhân nhật biến mất dần gầy chỉ có thể dùng canh xâm linh chi bổ khí sâu mệnh lão phu là không có biện pháp nào thế nhưng là tô tiểu thần y lại có biện pháp gọi chúng ta nhà thiên thiên ăn nhiều đồ như vậy xuống dưới Lão phu thật sự là vô cùng cảm kích a, à, về sau Tô tiểu thần y nếu là có dùng đến lấy ta Trương gia địa phương, như vậy mời cứ mở miệng. Chỉ cần ta Trương toàn chính có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không chối từ, nhìn thuận nói được chỗ này, Tô hạ bảo liền cười cười, tiếp lấy mới nói đã Trương viên ngoại đều nói như vậy, vậy ta liền không cùng viên ngoại khách khí. Kỳ thật hôm nay sở dĩ sẽ lên cửa, xác thực cũng có chuyện muốn nhờ, ồ. Nghe vậy trương viên ngoại liền hứng thú dáng vẻ đến tột cùng là cái gì tô tiểu thần y liền mời nói thẳng đi nghe vậy tô hạ bảo tự nhiên cũng liền không khách khí nhân tiện nói nhưng thật ra là để ta tự lâu nhập hàng sự tình bởi vì tại vân lý trấn bên trên có thể mua được nguyên liệu nấu ăn đều là chút phổ thông nguồn hố truyện hô chấm com giống tốt một chút nguyên liệu nấu ăn hoặc là hoa quả khô hải sản kia là tìm cũng tìm không thấy cho nên đoán chừng liền phải xin nhờ trương viên ngoại hàng đi giúp đỡ tiếng những cái này nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là nghe Tô Hạ Bảo nói chuyện, trương viên ngoại mới đầu cảm thấy là có đạo lý, chậm rãi hắn liền nhíu mày. Nghe Tô Hạ Bảo nói xong, hắn mới nói Tô Tiểu Thần y a à, mặc dù lời của ngươi nói là có đạo lý, vân lý trấn xác thực mua không được quá cao cấp nguyên liệu nấu ăn, nhưng là tại ta vân lý trấn cái này địa phương nhỏ, xác thực cũng không dùng được quá cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Ta đúng là có thể giúp tiểu thần y ngươi tiến những cái này nguyên liệu nấu ăn, dù sao hàng của ta đi cũng đang giúp tửu lâu khác ăn tài giúp ngươi cũng chỉ là thuận tay sự tình nhưng là nếu là những cái này nguyên liệu nấu ăn tiến trở về nhưng lại không có nguồn tiêu thụ đây cũng là muốn lỗ lớn bản dù sao lấy cô hạ bảo trước mắt tửu lâu quy mô cái này một nhóm nguyên liệu nấu ăn xuống tới chỉ sợ có thể để nàng tán gia bại sản hắn kinh thương nhiều năm tự nhiên không thể nhìn bọn hắn trương gia ân nhân liền rơi vào như thế cái trong hố a biết trương viên ngoại là lo lắng nàng cho nên thiện ý nhắc nhở. Tô Hạ Bảo vẫn như cũ tiếp tục cười viên ngoại nói có đạo lý, những cái này nguyên liệu nấu ăn nguồn tiêu thụ đúng là cái vấn đề. Dù sao những vấn đề này ta như không có nghĩ qua, cũng sẽ không tùy tiện đến tìm viên ngoại. Dù sao trước mắt tử lâu của ta tuy nhỏ, nhưng là ta tin tưởng không ra hai tháng, ta là có thể đem tử lâu làm được vân lý trấn lớn nhất. Đến lúc đó những cái này nguyên liệu nấu ăn, đều là không thể thiếu, cho nên chuyện này, thật đúng là cần trương viên ngoại giúp đỡ một đám, nhìn tô hạ bảo ý tứ này, nàng là quyết định chủ ý, sẽ không sửa đổi, trương viên ngoại liền thở dài, lúc này mới nói. Tốt, đã tô tiểu thần y đã quyết định, vậy lão phu cũng liền không khuyên giải, quay lại tiểu thần y cần gì nguyên liệu nấu ăn, liệt một cái danh sách cho ta liền tốt, nhiều nhất 7 ngày ta là có thể đem cần thiết nguyên liệu nấu ăn vận đến vân lý trấn. Dù sao trước tiên đem đồ vật giúp nàng mua về, quay đầu như thật bán không được, hắn lại giúp Tô Hạ Bảo chuyển tay xử lý cũng là có thể. Đa tạ viên ngoại, cái này danh sách ta đã sớm liệt tốt, mời viên ngoại xem qua. Kiếp trước liền cùng trương viên ngoại làm qua sinh ý, Tô Hạ Bảo tự nhiên hiểu được quy củ của hắn. Danh sách đưa tới về sau, Tô Hạ Bảo lại nói chỉ là gần viên ngoại nhập hàng, là cần tiền đặt cọc. Nhưng lần này ta chỉ sợ không thể trước cho viên ngoại bạc, chủ yếu là ta nhị ca phải đi thái học giám đọc sách, góp đủ mấy trăm lượng buộc tu, trong nhà bạc đúng là không đủ. Cho nên trương viên ngoại có thể để ta mắc nợ mấy ngày. Chương 150, có qua có lại, nhìn tô hạ bảo một mặt chân thành, trương viên ngoại liền cười lên tô tiểu thần y đây là khách khí, nhờ có ngươi cho tiểu nữ trị liệu, tiểu nữ mới chuyển biến tốt đẹp, đừng nói là thiếu cái này một hai trăm hai tiền đặt cọc, chính là toàn miễn lần này hàng tiền, đó cũng là có thể, còn nữa cái này tô hạ bảo vẫn là trương lan trung ái đồ, mới lên án thủ tô xuân sinh thân muội muội như thế bối cảnh nói không chừng về sau trương gia còn nhiều có yêu cầu bọn hắn giúp thời điểm bận rộn đâu nghe trương viên ngoại nói như vậy tô hạ bảo lập tức lắc đầu không được không được bạc là nhất định phải cho ta chỗ này viết xuống một tấm phiếu nợ cho viên ngoại thu nhiều nhất trong một tháng ta chắc chắn liền tiền đặt cọc mang tiền đặt cọc toàn bộ trả nợ dù sao dựa theo kiếp trước thời gian tính toán nửa tháng trái phải sẽ có một món làm ăn lớn đến lúc đó cửu hương lâu triệt để lên, cũng liền không lo không có bạc tiến cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Ha ha, liền phiếu nợ đều viết xong, nhìn Tô Hạ bảo là đã sớm chuẩn bị, trương viên ngoại liền càng nhịn không được cười. Quát! Phong, hắn lại tiếp nhận Tô Hạ bảo viết phiếu nợ, nhìn phía trên xinh đẹp chữ nhỏ dấu vết. Nhìn Tô Hạ bảo cũng là đọc qua sách, lại văn thải không tầm thường nữ tử. Trương viên ngoại nhân tiện nói vậy thì tốt, đã tô tiểu thần y đều cũng định tốt, lão phu ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sau 7 ngày, nhất định đúng thời hạn đem tiểu thần y cần thiết nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó sẽ đưa đến tiểu thần y trong tiệm, ngươi liền cứ việc yên tâm đi. Trương viên ngoại không chỉ có là vân lý trấn xa gần nghe tiếng phú hộ, mà lại sinh ý làm được lớn, thanh danh cũng là rất đáng tin cậy. Tô Hạ Bảo kiếp trước cùng hắn đánh qua rất nhiều quan hệ, cũng biết hắn nói chuyện cơ hồ là không có xuất nhập, cho nên tự nhiên là yên tâm chỉ là nhìn mình muốn làm sự tình trò chuyện xong tô hạ bảo nhớ tới hôm nay nhìn thấy hình ảnh kia lúc này mới nói đối trương viên ngoại ngày gần đây không có chọc tới cái gì không nên dây vào người a vừa rồi ta từ bên ngoài phủ lúc tiến vào trông thấy có mấy người lén lén lúc lúc tại bên ngoài nhìn chằm chằm ta xưa nay nhìn người vẫn tương đối chuẩn còn hy vọng viên ngoại một nhà phải nhiều hơn đề phòng a mặc dù một lúc bắt đầu tô hạ bảo nghĩ đến có lẽ có thể tại trương phủ lửa cháy trước đó đem trương gia người tất cả đều len lén làm đi ra thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại trương gia tính cả phục vụ người chí ít đều có hơn mấy chục miệng mình dù là coi như nói ra cái lớn ngày qua cũng không thể để trương viên ngoại nâng nhà rời đi cho nên duy nhất có thể làm chính là mượn cớ nhắc nhở bọn hắn cái này nói nhiều lắm ngược lại sẽ để cho bọn hắn hoài nghi nàng tô hạ bảo mà nghe được tô hạ bảo kiểu nói này trương viên ngoại hiển nhiên ngẩn người. Lúc này mới nói, tô tiểu thần y lo ngại, lão phu từ trước đến nay đối xử mọi người hiền lành, cho tới bây giờ liền không có cái gì cừu nhân, muốn nói chọc tới người nào, đó chính là hướng phía trước đẩy cái ba bốn mươi năm cũng là không có, huy. C không em mờ, có lẽ là tô tiểu thần y nhìn lầm, mới suy nghĩ nhiều đi, đúng vậy a à, trương viên ngoại là xa gần nghe tiếng đại thiện nhân. Xác thực chưa nghe nói qua hắn đắc tội quá ai, cho nên nghe trương viên ngoại tô hạ bảo cũng biết nàng lúc này là khuyên không được cho nên tô hạ bảo liền cười nói có lẽ là ta nhìn lầm ngượng ngùng trương viên ngoại muốn nói với ngươi như thế mạo phạm không mạo phạm không mạo phạm tô tiểu thần y là thiện tâm người lão phu nên cảm kích ngươi nhìn xem tô hạ bảo nụ cười bất đắc dĩ trương viên ngoại liền gật đầu như thế nói đến cũng chính là lúc này nghe nói tô hạ bảo đến trương tiểu thư liền từ hậu viện đến phòng trước vừa thấy được tô hạ bảo trương thiên thiên bộ dáng rất là cao hứng hạ bảo ngươi đến ngươi thế nhưng là tới tìm ta thấy trương thiên thiên cười đến vui vẻ như vậy tô hạ bảo tự nhiên không quét nàng hưng liền gật đầu nói đúng nha ta lại nghiên cứu mới đồ ăn hơn nữa còn cùng sư phụ ta thương lượng một cái cho trương tiểu thư chữa bệnh biện pháp cho nên muốn mời trương tiểu thư trễ một chút thời điểm đi ta chỗ ấy không biết trương tiểu thư có đáp ứng hay không tô hạ bảo nhớ kỹ Lúc ấy nhìn thấy ánh lửa ngút trời Trương phủ, kia là tại lúc buổi tối, nếu không thể để Trương viên ngoại nâng nhà rời đi, chí ít hẳn là trước tiên đem Trương tiểu thư làm đi ra, bởi vì Tô Hạ Bảo ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này tuyệt đối cùng Trương tiểu thư thoát không ra quan hệ, như vậy sao? Nghe Tô Hạ Bảo lời nói, Trương Thiên Thiên liền có chút lo lắng quay đầu nhìn Trương viên ngoại, "Cha, ta có thể đi Hạ Bảo chỗ ấy sao?" "Đương nhiên có thể, Tô Hạ Bảo nói là có tân pháp tử cho Trương Thiên Thiên chữa bệnh." trương viên ngoại kia là cầu còn không được, mà thấy trương viên ngoại đáp ứng, tô hạ bảo liền nói bổ sung bởi vì ta còn muốn trở về điều thuốc, khả năng chạm vạn tối lúc mới có thể tới tiếp trương tiểu thư, trị liệu thời gian có lẽ tương đối lâu, trương viên ngoại có thế yên tâm, để tiểu thư tại ta chỗ ấy đợi một đêm, đối tô hạ bảo cùng trương lan trung nhân phẩm, trương viên ngoại kia là tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên trương viên ngoại nói thẳng tô tiểu thần y nói lời này coi như khách khí không phải. Có được ngươi cùng tiểu nữ hợp ý, lão phu há có không yên lòng lý lẽ, nguồn hố truyện hô truyền com trễ một chút thời điểm lão phu thân phái xe ngựa đưa thiên thiên đi qua, cái này không cần tô tiểu thần y tự mình tới đón, tốt, khi quyết định như vậy. Chuyện này cũng giảng tốt, tô hạ bảo liền xong trương gia cha con cười cười, khi đã như vậy, ta liền đi về trước, hai vị cáo từ, cáo biệt về sau, tô hạ bảo, tự nhiên là trực tiếp rời đi trương gia mà đợi nàng từ trương gia ra tới, lại nhìn thấy trước đó mấy cái kia lén lén lúc lúc nam tử, vẫn tại giao lộ bên đường du lịch du đảng đảng, nhìn liền lòng mang ý đồ xấu, tô hạ bảo cũng không nói gì, trực tiếp liền rời đi trương gia, chỉ là mắt nhìn lấy sắp đến cửu hương lâu, sáng sớm đi qua nha môn một chuyến chuẩn bị đi trở về lục tấn an, liền cưỡi ngựa đi ngang qua bên cạnh của nàng, hạ bảo, cái này sáng sớm bên trên, ngươi đi đâu vậy rồi? Trông thấy tô hạ bảo rầu rĩ không vui, lục tấn an liền trực tiếp từ lập tức đến ngay sau đó bồi tiếp nàng đi bộ mà tô hạ bảo nghĩ nghĩ thì quay đầu nhìn xem lục tấn an lục đại ca ta vừa rồi đi trương gia thời điểm nhìn thấy mấy cái người khả nghi ta mơ hồ cảm thấy trương gia sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì cho nên thấy trương viên ngoại thời điểm ta có đề cập với hắn hai câu nhưng là trương viên ngoại không để trong lòng ta liền có chút cái sốt ruột không biết lục đại ca có thể hay không phái người đi trương gia bên kia nhìn chầm chầm một chút dù sao trương gia như vậy mấy chục nhân khẩu nếu thật là trơ mắt nhìn bọn hắn chôn thay biển lửa tô hạ bảo cảm thấy mình cả đời này chỉ sợ đều sẽ lương tâm khó có thể bình an trương gia thế nhưng là tấm kia chính toàn viên ngoại gia nghe được tô hạ bảo nói như vậy lục tấn an liền sắc mặt chìm xuống đúng a à, tô hạ bảo không rõ nhất lên cái này trương gia vì cái gì lục đại ca sắc mặt liền biến nàng liền mở to một đôi mắt to nhìn chầm chầm lục tấn an làm sao lục đại ca cảm thấy cái này trương gia có vấn đề gì sao, trương viên ngoại thế nhưng là xa gần nghe tiếng đại thiện nhân A, cùng cái kia tiếu viên ngoại cũng không đồng dạng, cho dù là kiếp trước sống đến cuối cùng, trương gia dần dần lạc bại. Cũng không có truyền ra cái gì, trương gia làm qua cái gì không tốt sự tình thanh danh A, chương 151, đi thảm trương gia, vấn đề đều không có, chỉ là giống như có chút quen tai. Thấy Tô Hạ Bảo Hiếu Kỳ nhìn chầm chầm hắn, lục tấn an liền tùy ý tìm cái đáp án giật ra trong lòng vẫn đang suy nghĩ kiếp trước mình thanh tra mã tần một nhà chỗ phạm tội hành chi lúc trong đó có một tấm bản án chính là liên quan tới cái này trương gia trương gia gần trăm miệng người toàn bộ đều chết bởi mã tần phụ thân tay nguyên nhân tựa như là bởi vì kia trương gia tiểu thư trương thiên thiên chỉ chẳng qua khi đó hắn thanh tra thời điểm người trương gia đã sớm chết hết một người cũng không còn cho nên chân tướng đến tột cùng như thế nào cũng liền không được biết a à, nhìn lục tấn an giống như có chút kỳ quái dáng vẻ tô hạ bảo liền như có điều suy nghĩ gật đầu Quát! phong có phải là hướng trương gia bên kia phái người đi sự tình là không quá dễ dàng làm như thật không dễ dàng kia lục đại ca liền không nên làm khó dù sao hắn nhìn quan chức mặc dù so la thạch cao thế nhưng là la thạch bây giờ mới là trấn nha môn đình trưởng lục đại ca là cái chính trực người gọi hắn bao biện làm thay đúng là không tốt lắm, không làm khó dễ, ta chỉ là mới đang suy nghĩ chuyện gì mà thôi. Nghe Tô Hạ bảo lời nói, Lục Tấn An đột nhiên liền cười, sau đó liền vươn tay ra, vỗ vỗ nàng cái đầu ngươi yên tâm đi, đã ngươi lo lắng trương gia lời nói, quay đầu ta liền phái mấy người đi nhìn chầm chầm trương gia bên kia, thuận tiện xác nhận xác nhận, những cái kia người khả nghi có phải là chính là mã tần người, nếu quả thật đúng vậy, vậy cái này cũng là vạn ngã mã tần kia toàn gia lòng mang ý đồ xấu, cũng có thế sớm không ít, tốt, nghe lục tấn an thật đáp ứng, tô hạ bảo tự nhiên là thật cao hứng, sau đó nàng liền vui tươi hớn hở cùng lục tấn an cùng một chỗ, trực tiếp về cửu hương lâu, chờ bọn hắn đến thời điểm, đi mua thức nhắm tô xuân sinh tô đông sơn hai huynh đệ, cùng lục cẩm tâm bọn hắn đều trở về, còn đem các nàng bán thức nhắm được đến đồng tiền, cùng bạc vụn đều chồng trên bàn kiểm kê. Vừa nhìn thấy tô hạ bảo từ bên ngoài trở về, lần thứ nhất làm ăn tầm tới nhiều như vậy ngân lượng tô xuân sinh, lập tức liền nở nụ cười, hạ bảo ngươi mau tới nhìn, cái này có nhiều bạc như vậy đâu. Nếu là dựa theo nhà chúng ta trước kia cách sống, cái này chỉ sợ đều có thể ăn được 2-3 năm, dù sao hắn từ nhỏ muốn đọc sách, mà lại thân thể cốt cách cũng không tốt lắm, luôn luôn người yếu nhiều bệnh, người một nhà vì hắn bớt ăn, đều trôi qua kham khổ nhiều đâu, huy. Cờ mờ thế nhưng là cái này hiện tại lại không thể như trước kia so chúng ta về sau muốn quá đỉnh tốt thời gian mới không uổng phí lấy trước như vậy vất vả nhìn tô xuân sinh cao hứng như thế tô hạ bảo lại cảm thấy có chút lòng chua xót mà lý nguyệt phân thì đi tới đạo đúng vậy a à, tăng thêm trước đó hạ giao cho ta những cái kia bạc lại trừ bỏ khoảng thời gian này tiêu xài cùng mở tửu lâu tiền nhà ta cũng còn còn lại hơn năm trăm hai đâu về sau là không gặp qua thời gian khổ cực những cái này cũng còn phải là nhà bọn hắn hạ bảo nha đầu công lao, không phải đoán chừng bây giờ bọn hắn còn tại ngưu đầu thôn, vì một ngày này sinh kế phát sầu đâu, như thế vẫn chưa đủ, vẫn là túng quẩn nhiều đâu. Mẫu thân là quá quen thời gian khổ cực, đột nhiên trong tay nắm mấy trăm lạng bạc trồng, cái này vừa lòng thỏa ý. Tô Hạ Bảo nghe xong liền lắc đầu lần trước Thái học đại nhân đến thời điểm, ta trộn đạo lấy hỏi qua Thái học dám muốn buộc tu đại khái là bao nhiêu. Thái học đại nhân nói, chí ít đều phải 300 lượng, cho nên chụp tới cái này 300 lượng, nhà ta cũng liền chỉ còn lại 200 lượng. Cái này 200 lượng còn phải ăn tài, còn phải duy trì cửu hương lâu vận chuyển bình thường, chỉ là còn đủ mà thôi. Mà nghe Tô Hạ bảo như thế một giảng, mới vừa rồi còn cảm thấy 500 lượng đặc biệt nhiều Lý Nguyệt Phân, lập tức liền có chút cười không nổi, ngược lại là mới đồng dạng cười Tô Xuân Sinh nghe lời này, lập tức chính là một hồi lâu lòng chua xót. Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, với người nhà nhóm thật sâu không người chào. Lúc này mới nói. Vì ta đọc sách, thật sự là gọi mọi người chịu khổ, ta nhất định sẽ cố gắng khảo thủ công danh, không để các ngươi thất vọng. Kỳ thật tại mấy tháng trước đó, Tô Xuân Sinh nhìn xem trong nhà đều đã bụng ăn không no, cũng có nghĩ qua muốn từ bỏ đọc sách suy nghĩ, thế nhưng là nghĩ lại, trong nhà ra nhiều bạc như vậy tiễn hắn đọc sách. Cái này như bỏ dở nửa chừng, mới thật sự là phụ lòng bọn hắn cho nên tô xuân sinh quyết định chủ ý nhất định phải thảo thủ công danh làm rạng rỡ tổ tông chúng ta đều là người một nhà liền không nói những lời này nhìn xem tô xuân sinh con mắt đều đỏ tô hạ bảo liền vội vàng chuyển hướng chủ đề tiếp lấy tiếp xuống người một nhà nói chuyện lời nói liền tương đối ấm áp lại nhẹ nhõm cùng bọn hắn nói trong chốc lát tô hạ bảo nhìn cũng đã gần muốn tới giữa trưa khách nhân hẳn là đều nhanh muốn lên cửa nàng liền trở lại nhà bếp bắt đầu thanh tẩy rau quả trái cây cùng sớm cắt gọn ướp gia vị các loại loại thịt cái này vừa mới bận rộn đến một nửa tô hạ bảo liền nghe được cổng có tiếng bước chân nhìn lại liền gặp là vương vũ chỉ đến tô hạ bảo cũng không kịp mở miệng nói chuyện vương mưa tử thì dành nói hôm nay nhà ta đậu hũ bán xong sớm cho nên ta liền đến giúp hạ bảo ngươi thế nào cần ta làm những gì nguồn hố truyện hô trinh com ngươi giúp ta tẩy tẩy những cái này đồ ăn liền có thể cái khác đều không khác mấy nhìn vương vũ chỉ người có chút tiều tụy, hiển nhiên còn đang vì Trần Khánh điển sự tình mà thương tâm, tô hạ bảo bận biểu trong chốc lát, lại coi như vô tình nói. Buổi sáng hôm nay ta lúc ra cửa, nhìn thấy sát vách Trần Đại ca. Uống không ít rượu, nhìn rất thương tâm bộ dáng, vũ chỉ ngươi thật nghĩ kỹ, muốn cự cử tuyệt cửa hôn sự này sao, từng, nghe tô hạ bảo nhất lên cái này, vương vũ chỉ chỉ có nhẹ gật đầu, ta chỉ là không muốn gả một cái, trong lòng không được đầy đủ không là người của ta thôi. Dạng này tránh khỏi đôi bên đau khổ, đến lúc đó cả một đời đều hủy, chẳng qua cũng may hiện tại, cô cô ta cùng thúc thúc ta kia hai nhà phiền phức, cũng đều yên tĩnh không ít. Ta nói hay không thân, dạng này trải qua đều rất tốt, xem ra Trần Khánh Điển không đủ chuyên tình, để Vương Vũ chỉ thực sự là rất khó quá, Tô Hạ Bảo không biết nên khuyên như thế nào, tự nhiên cũng liền không có lại cắm miệng, mà đằng trước chỉ chốc lát sau, liền đến hai bàn khách nhân. Tô Hạ Bảo còn vội vàng muốn nấu ăn, càng là không có thời gian cùng Vương Vũ chỉ nói chuyện phím, mà từ nhanh giữa trưa bắt đầu, đằng trước khách nhân liền không có từng đứt đoạn. Lục tục ngo ngoe, một đợt lại một đợt tới, Tô Hạ Bảo ngẫu nhiên có thời gian nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa vặn thở tới khí, đằng trước khách nhân liền lại đến, cho nên cứ như vậy không ngủ không nghỉ, Tô Hạ Bảo liền bận đến trời tối thời điểm. Bên ngoài người đi đường ít, Cửu Hương lâu khách nhân cũng mới dần dần tán đi, mà nhìn cái này ngày kế, chỉ là đại đại thỏi bạc đều thu 17, 18 cái. Còn có không ít một chuỗi một chuỗi đồng tiền, Lục lão phu nhân là mừng rỡ uống không khép miệng, chỉnh lý tốt khoản về sau, liền đưa tới cô Hạ Bảo trước mặt Hạ Bảo ngươi nhìn, ta hôm nay kiếm những bạc này đâu. Mà lại khách nhân đều khen Hạ Bảo tay nghề tốt, còn nói về sau sẽ lại đến, đó là đương nhiên a, à, bọn hắn khẳng định sẽ lại đến chúng ta Cửu Hương lâu nói lên cái này tô hạ bảo ngược lại là rất tự tin chủ yếu là kiếp trước cửu hương lâu sinh ý tốt như vậy đa số đều là khách quen chồng chất lên hôm nay sinh ý sở dĩ khá tốt đoán chừng cũng là bởi vì ngày hôm qua hai cái quán nhỏ phiến lan truyền ra ngoài cho nên tất cả mọi người hiếu kỳ cửu hương lâu liền liền đều đến nếm hương vị ngươi nha đầu này thật đúng là lợi hại nhìn tô hạ bảo một năm tự tin lục lão phu nhân liền không nhịn được sông nàng giơ ngón tay cái mà lúc này, cửu hương lâu bên ngoài xe ngựa đinh đương vang, tại bên ngoài trên bậc thang ngồi tô xuân sinh, liền vội vã đi tới nói. Hạ bảo, trương gia xe ngựa đến rồi. Chương 152, giết người phóng hỏa, vừa nghe đến tô xuân sinh nói như vậy, mới vừa rồi còn ngồi tô hạ bảo lập tức liền đứng dậy, mà lúc này trương thiên thiên, đã tại nha hoàng nân đỡ trực tiếp tiến cửu hương lâu đại môn, xem xét cái này cả sảnh đường khói lửa, cùng bọn hắn trên mặt mọi người giàu dạt nụ cười. Trương Thiên Thiên nhân tiện nói chắc hẳn hai ngày này khai trương, cửu hương lâu sinh ý thật là tốt, vậy liền chúc mừng các vị tài nguyên rộng tiếng, từng bước mây xanh, mượn tiểu thư các ngôn A, thấy Trương Tiểu Thư đúng giờ phó ước, Tô Hạ Bảo liền cười cười. Quát! Phong! Lại bởi vì phía dưới có Nam Đinh Tại, Trương Tiểu Thư một giới nữ tử ở lại đây không quá phù hợp. Nàng cái này dẫn Trương Tiểu Thư, thẳng lên lầu bên trên gian phòng của nàng, một mực chờ đến Trương Tiểu Thư ngồi xuống. Cô Hạ Bảo liền mượn xuống lầu cho nàng chuẩn bị món ăn lý do, xuống lầu tìm được Lục Tấn An, nói rõ với hắn tình huống về sau. Lục Tấn An cái này ra ngoài một chuyến, chỉ chốc lát sau Trương Gia xe ngựa liền rời đi cửu hương lâu. Bên ngoài nhìn chầm chầm Trương Gia xe ngựa những người kia, tự nhiên cũng liền lặng lẽ rút lui. Đợi đến Lục Tấn An đem người đều chi đi, Hạ Bảo lúc này mới yên tâm về nhà bếp làm đồ ăn, dùng thịt gà, thịt cá, thịt heo ba loại thịt hoặc làm thịt nát, trộn lẫn dập tươi non đậu hũ tới hoàn toàn hỗn hợp, làm thành mới đậu hũ hình dạng, bên trên nồi chưng đến định hình, lại ở phía trên tô điểm một điểm cẩu kỹ. Mô phỏng làm tam bảo đậu hũ, nhìn tinh xảo lại đẹp mắt, sau đó lại dùng chịu phải tươi hương thuần hậu xương trâu canh gà, điều nhập bí đỏ nước, lại câu nhập mỏng kiếm, làm cho nước canh đậm đặc, lại sẽ canh chứa vào rộng miệng trong chén, phối vào bụng tia dăm bông măng tây tam sắc phối đồ ăn, làm thành tam tiên nồng canh. Cuối cùng đem rau xanh gọt da đi gân, chọn lá non thanh thủy nhập nồi, có chút đốt lên sau hầm bên trên một lát, tăng thêm muối ăn. Đơn giản thanh thủy cải trắng, vậy liền coi là là xong rồi, mà đợi đến cô hạ bảo đem đồ ăn bưng lên lúc, trương tiểu thư xa xa nghe được hương vị, liền không nhịn được có chút thèm, cho nên đồ ăn đưa đến trước mặt, trương tiểu thư vừa ăn, liền một bên khen hạ bảo ngươi thật đúng là lợi hại, những cái này món ăn hương vị, nhiệt độ cùng phối màu đều vừa vặn, liền xem như mẹ ta ở đây, chỉ sợ cũng làm không được ăn ngon như vậy. Khó trách hạ bảo có thể làm tủ lâu lão bản, mà mẫu thân nàng cũng chỉ có thể đi người khác phủ thường, làm một cái nhìn người khác sắc mặt đầu bếp nữ. Trương Tiểu Thư thích liền tốt, trông thấy Trương Thiên Thiên ăn nàng làm đồ ăn, kia là mỹ vị có phải hay không? Đều không giống như là một cái bệnh kén ăn bệnh nhân, Tô Hạ Bảo tự nhiên cảm thấy vui vẻ, cho nên nàng liền nhìn xem Trương Thiên Thiên ăn, thẳng đến Trương Thiên Thiên ăn không sai biệt lắm. Tô Hạ Bảo mới nói đã Trương Tiểu Thư ăn no, như vậy chúng ta liền bắt đầu chữa bệnh đi. Ừm, tốt. Nguyên bản Trương Thiên Thiên coi là Tô Hạ Bảo nói chữa bệnh chỉ là cái cớ, liền vì gọi nàng ra tới thấu khẩu khí, cái này không nghĩ tới thật đúng là muốn trị bệnh, nàng sau khi kinh ngạc, lại cảm thấy mình đem Tô Hạ Bảo nghĩ quá phức tạp, mà mắt nhìn lấy bên ngoài trời cũng đã khuya lắm rồi, Tô Hạ Bảo cùng Trương Thiên Thiên thiếp thân nha hoàn cùng một chỗ đem trên mặt bàn bát đũa đều thu thập đến phía dưới nhà bếp huy cờ mờ tiếp lấy tô hạ bảo liền trở về phòng để trương thiên thiên nằm tại trên giường của nàng sau đó điểm một chung huân hương, hương đặt ở kia đầu giường mắt nhìn lấy cũng chính là thời gian trong nháy mắt vừa mới nằm xuống trương thiên thiên liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi tính cả trương thiên thiên nha hoàng thu hà cũng nằm sấp trên bàn nặng nề ngủ thiếp đi xem bọn hắn hai chủ tớ người ngủ được như thế thơm ngọt nghĩ đến một lát cũng là không hồi tỉnh Tô Hạ Bảo lúc này mới cầm Trương Thiên Thiên áo khoác ngoài, trực tiếp tròn tại trên người mình. Sau đó từ trên lầu đi xuống, thừa dịp không ai lặng lẽ sờ lấy ra đại môn. Cũng chính là lúc này, Trương gia xe ngựa lại trở về, Tô Hạ Bảo thấy thế liền bò lên. Ngay sau đó xe ngựa cũng không chút ngừng, liền thừa dịp bóng đêm, vội vã hướng Trương Phủ bên kia đi. Mà trong xe ngựa lục tấn an thẳng đến trời đi cửu hương lâu cổng thật xa, lúc này mới thả xuống xe ngựa màn xe, rất là yên tâm nói quả nhiên trương tiểu thư không ra những người kia đều tại cửu hương lâu cổng nhìn chằm chằm bây giờ ngược lại là tất cả đều theo tới xem ra quả thật là nhìn chằm chằm trương tiểu thư mà nghe lục tấn an lời nói tô hạ bảo liền không nhịn được nhíu mày kia lục đại ca trương gia tình huống bên kia thế nào rồi như hôm nay đều đã đen thành cái dạng này mắt nhìn lấy những người kia hẳn là liền phải động thủ không sợ chúng ta người đều nhìn chằm chằm đâu nhìn tô hạ bảo khẩn trương như vậy trương gia Lục Tấn An liền cười cười, rất nhanh, xe ngựa của bọn hắn liền đến trương phủ cổng, ở trong màn đêm, xe ngựa trực tiếp từ trượng phu hậu viện lái vào trong viện, trong xe người cũng không có xuống tới, mà vẫn luôn tại bên ngoài nhìn chầm chầm người, trông thấy trương thiên thiên trở về, lập tức liền phát ra ám hiệu, ngay sau đó tất cả mọi người liền thừa dịp ánh trăng, súng lại đến trương gia bên tường, cấp tốc nhóm lửa cây đuốc trong tay, sau đó trực tiếp đem bó đuốc ném qua trương gia tường vây, ném đến trong viện mà ngay sau đó không bao lâu, tường vây bên trong liền truyền đến hoảng hốt sợ hãi nữ tử tiếng thét chói tai. nguồn hố truyện hô chấm com a à. có lửa a à. cứu mạng a à. lại tận lực bồi tiếp một trận rối loạn thanh âm, trương gia hiển nhiên là toàn loạn. nghe được thanh âm này, những hắc y nhân kia tự nhiên đều coi là đại công cáo thành, liền chuẩn bị vụn trộn rời đi. mà liền tại những hắc y nhân kia đắc ý thời điểm, đột nhiên liền từ bốn phía tràn ra số lượng không ít nha dịch trực tiếp đem bọn hắn vây chặt đến không lọc một giọt nước, ngược lại là trương gia tường viện bên trong, trương viên ngoại nhìn từ bên ngoài bay vào bó đuốc, toàn bộ đều rơi vào bọn hắn trước đó dựa theo lục tấn an phân phó, đặt ở trong nội viện bốn phía trong thùng nước, trương viên ngoại sắc mặt, kia là khó coi tới cực điểm đến tục cùng là chuyện gì xảy ra. Ta trương gia xưa nay không cùng người làm địch, vì sao lại có người muốn đối nhà ta hạ như thế xấu tay, nếu như hôm nay không phải tô hạ bảo cùng lục tấn an ra tay giúp đỡ, chỉ sợ bọn họ trương gia gần trăm miệng người liền phải bị mấy tên khốn kiếp này ác ý phóng hỏa tất cả đều chôn thay biển lửa mà nhìn trương viên ngoại như thế tức giận lục tấn an thì nói bọn hắn đến tột cùng vì sao muốn như thế làm thẩm nhất thẩm liền biết lục tướng quân cái này làm sao thẩm nghe lục tấn an trương viên ngoại hiển nhiên có chút kỳ quái ngược lại là lục tấn an cái gì đều không có giảng liền để nha môn người đem những cái kia phóng hỏa người toàn bộ đều bắt giữ lấy trương phủ trong sân vườn sau đó lục tấn an chuyển một tấm ghế ngồi tại bậc thang chỗ tương đối cao chung quanh bọn nha dịch trong tay đều dẫn theo đèn lồng không e dè chiếu vào những cái kia quỳ trên mặt đất người áo đen gặp bọn họ cả đám đều cúi đầu lục tấn an thì nói nói đi các ngươi vì sao muốn đối trương gia thành lửa chỉ cần các ngươi chi tiết đưa tới bản tướng quân có lẽ có thế đối các ngươi từ nhẹ xử phạt chỉ là nghe lục tấn an nói như thế những cái này phóng hỏa người áo đen thì là thẳng thắng cương nghị bớt nói nhảm thắng làm vua thua làm giặc muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được các ngươi nếu là nghĩ từ lão tử miệng bên trong moi ra lời nói đến kia là mơ tưởng nói xong cái này những hắc y nhân kia liền cúi đầu đánh chết cũng không chịu nói thêm câu nào ngược lại là trương viên ngoại nghe vậy khí quá sức liền nổi giận mắng các ngươi những cái này đáng ghét người ta trương gia khi nào đắc tội các ngươi rồi. Các ngươi muốn như thế đuổi giết đến cùng, liền xem như muốn đuổi giết đến cùng, cũng phải cho lão phu một cái lý do không phải, ngược lại là lục tấn an nhìn trương viên ngoại kích động như thế, hắn đột nhiên nhân tiện nói những người này đều đến từ kinh đô, chẳng lẽ viên ngoại là không có chút nào biết sao, cái này chưa hẳn a. À. Chương 153, giết người diệt khẩu, kinh đô. Nghe xong lời này, trương viên ngoại sắc mặt nháy mắt liền biến, sau đó hắn quay đầu nhìn xem cùng tô hạ bảo đứng chung một chỗ chưa tỉnh hồn trương thiên thiên lúc này mới nói chẳng lẽ là tiểu tử kia chúng ta trương gia cứu hắn một mạng hắn trở về kinh đô lại nghĩ trăm phương ngàn kế muốn diệt chúng ta một nhà quả thật là lòng người hiểm ác cái này người tốt không chịu nổi a à? không không có khả năng được nghe trương lan trung lời nói trương thiên thiên liền có phần bị đã kích dáng vẻ suýt nữa đứng không vững vẫn là tô hạ bảo tay mắt lanh lẹ đưa nàng đỡ lấy chỉ nghe trương thiên thiên ngơ ngác nói coi như hắn không nguyện ý thực hiện lời hứa trở về cũng không đáng muốn giết chúng ta a à. ngược lại là trương viên ngoại nhìn trương thiên thiên đến bây giờ còn u mê không tỉnh ngộ liền cả giận nói nếu không phải người kia kia lại có ai vẫn là từ kinh đô đến ngược lại muốn giết chúng ta thiên thiên a à, đây chính là lúc trước cha vì sao không đồng ý vụ hôn nhân này nguyên nhân người kia xem xét chính là người bạc tình căn bản liền không thể tin, nói, trương viên ngoại lại quay đầu nhìn xem lục tấn an, cung cung kính kính nói. Lục đại nhân, chuyện này còn cầu lục đại nhân nhất định giúp lão phu thật tốt ra một chút, coi như đối phương có quyền thế, ta trương chính toàn cũng không thể đem bọn hắn như thế nào. Nhưng là lão phu cũng phải hiểu rõ, hắn vì sao như thế đối ta trương gia, không phải thiên thiên nha đầu này, chỉ sợ cả đời này đều sẽ chui tại rút vào sừng trâu bên trong không ra, tốt, trương viên ngoại yên tâm, chuyện này bản tướng quân nhất định sẽ truy ra đi xuống, bởi vì Lục Tấn An đã sớm biết những người này là mã tần phái tới người, cho nên lúc đầu cũng không có tính toán muốn khoanh tay đứng nhìn. Khóa Phong. Phong, lại thêm trương gia tiểu thư cùng hạ bảo rất hợp ý dáng vẻ, vì nàng tiểu tỷ muội cũng là đáng phí tâm tư này. Lúc đầu Trương Thiên Thiên cũng không tin chuyện này là người kia gây nên, hiện tại nghe Trương Lan Trung nhận định, nàng liền gấp đến độ khóc dậm chân một cái, sau đó chạy đi, Thiên Thiên nhìn thấy trương thiên thiên chạy đi tô hạ bảo liền nhanh đuổi theo trương thiên thiên sở dĩ sẽ bệnh đều là bởi vì tâm kết quấy phá bây giờ liên lụy ra tới cái này đến từ kinh đô công tử chỉ sợ đây chính là trương thiên thiên khúc mắt chỗ một đường đi theo trương thiên thiên đuổi tới tô hạ bảo liền theo vào trương thiên thiên ở viện tử nàng vừa chạy về khuê phòng liền nằm lì ở trên giường không ngừng khóc nhìn đây là sự thực thương tâm thấu tiểu thư trương thiên thiên nha hoàng nhìn trương thiên thiên khổ sở thành dạng này cũng là nước mắt trưng trưng đứng ở một bên huy cờ mờ thấy tô hạ bảo cùng theo vào nha hoàng kia liền hỏi tô đại phu tiểu thư nhà chúng ta đây là làm sao rồi mấy ngày nay có tô đại phu khuyên bảo tiểu thư không phải đều thật nhiều sao ngươi đi ra ngoài trước đi ta cùng nhà các ngươi tiểu thư trò chuyện biết nha hoàng này lo lắm tô hạ bảo liền đối nàng phất phất tay gọi nàng đi ra ngoài trước cái này Minh Bạch Tô Hạ bảo đây là muốn cùng tiểu thư nói lời trong lòng, nha đầu này lúc này mới tâm không cam tình không nguyện ra ngoài, đợi đến nha hoàng này đi, Tô Hạ bảo lúc này mới tại Trương Thiên Thiên ngồi xuống bên người tới. Nói khẽ Thiên Thiên đừng khóc, ngươi có thể nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra sao, như người kia thật là bị oan uổng, lục đại ca đi thăm dò ngược lại có thể vì hắn chính danh, không? Nhất định sẽ không là hắn, được nghe Tô Hạ bảo lời nói, mặt mũi tràn đầy nước mắt Trương Thiên Thiên liền ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, không tin hắn sẽ giết ta, còn muốn diệt chúng ta Trương gia. Hạ Bảo, nếu như có một ngày ngươi cùng Lục đại nhân tách ra, đột nhiên đến một đám tử người muốn giết người phóng hỏa, trùng hợp những người kia cùng Lục đại nhân là đồng hương, ngươi liền có thể tin tưởng là Lục đại nhân hành động sao? Xem ra Trương Thiên Thiên cũng là đối người kia dùng tình sâu vô cùng, Tô Hạ Bảo liền thở dài một hơi, sau đó nàng mới nói tiếp ta tự nhiên là không tin. Cho nên Trương Viên ngoại đi thăm dò là xấu sự tình cũng là chuyện tốt. Vạn nhất thật không phải hắn làm, ngược lại sẽ giải trừ cái này hiểu lầm ta. Nói lên cái này, Trương Thiên Thiên hiển nhiên cũng không phải rất có lòng tin dáng vẻ, nàng muốn nói lại thôi tốt một phen, mới nói giải trừ hiểu lầm cũng không có gì hay, hắn sẽ không lại trở về, cha cũng sẽ không đồng ý ta gả cho hắn, lại gặp Tô Hạ Bảo không nói gì, chỉ là không hiểu ra sao nhìn xem nàng Trương Thiên Thiên lúc này mới êm tai nói năm ngoái cũng là lúc này ta đi bên hồ thưởng hà cứu cái kinh đô chỗ này tìm thân nam tử mang về nhà bên trong về sau sai người cẩn thận chăm sóc không nghĩ lại lâu ngày sinh tình nào biết bị cha phản đối ta vì hắn cùng cha dựa vào lý lẽ biện luận kết quả hắn nhưng lưu lại thư rời khỏi nơi này còn nói sẽ quay lại tìm ta chứng minh ta tuyệt không nhìn lầm người thế nhưng là đã một năm qua hắn từ đầu đến cuối không đến khả năng hạ bảo ngươi nghe, đây coi là không làm cái đại sự gì. Dù sao ta cùng hắn từ đầu đến cuối đều tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, tuyệt không vượt khuôn, thế nhưng là mỗi lần nhớ tới hắn hống ta gạt ta, ta liền cảm thấy sống không bằng chết, lời nói này Trương Thiên Thiên nói đến bình tĩnh, thế nhưng là ánh mắt của nàng ảm đạm vô quan, nước mắt nhưng cũng không cầm được chảy xuống, nguồn hố truyện hô com, nghe vậy, tô hạ bảo liền cúi đầu, lập tức liền ngắm thấy Trương Thiên Thiên trên cổ tay kia lít nha lít nhít sẹo, những cái này đều rõ ràng nói cho Tô Hạ bảo, Trương Thiên Thiên lại biến thành hôm nay dạng này, đều là bởi vì nam tử kia quan hệ, cho nên Tô Hạ bảo liền nhẹ nhàng đập vỗ tay của nàng, nói khẽ Thiên Thiên có lẽ người kia hắn cũng là nghĩ trở về, nhưng là bị sự tình gì ngăn trở tay chân đâu, mà lại liền xem như hắn phụ lòng, nhưng là, đây đều là người kia sai. Mất đi ngươi cái này si tình người là tổn thất của hắn, ngươi làm gì vì sai lầm của người khác đến thương tổn tới mình, Tô Hạ bảo nhớ kỹ, kiếp trước Trương Thiên Thiên mặc dù cũng là gã đi kinh đô, thế nhưng là kia phu quân lại là hiện tại Trương Phu Nhân nghĩ hết biện pháp chọn, nghĩ đến định không phải Trương Tiểu Thư bây giờ chính mình coi trọng cái này một cái A, à. cho nên nam tử này, hơn phân nữa là phụ Trương Tiểu Thư, nói thì nói như thế, thế nhưng là Hạ bảo A, à, ta thực sự là không nghĩ ra A. À. Nhìn Tô Hạ Bảo cũng là lý giải nàng, Trương Thiên Thiên liền kéo lại Tô Hạ Bảo tay, nàng còn không nghe mà hỏi Hạ Bảo, ngươi nói ta đến tột cùng là nơi nào không tốt. Ta nơi nào không tốt hắn mới có thể như thế đối ta, Trương Thiên Thiên càng là xoắn suýt vấn đề này, nàng cảm xúc thì càng không bị khống chế, nước mắt cột cột rơi xuống, liền cùng tháng 6 thiên lý hạt mưa giống như, nhìn nàng như thế thương tâm, Tô Hạ Bảo cũng là đau lòng, nàng liền rất là kiên định nói. Thiên Thiên không phải ngươi không tốt, ngươi đã rất tốt thiên hạ này loại người gì cũng có. Người khác đã làm sai chuyện, không thể toàn ôm trên người mình, thế nhưng là Trương Thiên Thiên vẫn là lắc đầu, không ngừng khóc, còn ôm chặt lấy tô hạ bảo, khóc đến cùng đứa bé giống như hạ bảo ta khó chịu, ta thật trong lòng thật là khó chịu. Tô hạ bảo khuyên Trương Thiên Thiên hồi lâu, nàng khóc đến mệt cái này mới đi ngủ, tô hạ bảo cùng nha hoàng cùng một chỗ, đem Trương Thiên Thiên chiếu cố ngủ ngon, nàng lúc này mới ra ngoài phòng, chỉ là nàng vừa ra tới, mới phía trước viện còn chỉ tiết rèn sắt không thành thép trương viên ngoại liền tiến lên đón. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, tô tiểu thần y tiểu nữ nàng thế nhưng là lại phát bệnh rồi, ta một năm này tìm khắp danh y mới khiến cho nàng thoáng rất nhiều, cũng không thể phí công nhọc sức A. À. năm Chương 154, những người này không đơn giản, nhìn trương viên ngoại lo lắng. Tô Hạ bảo lên đường trương viên ngoại ngài yên tâm đi, trương tiểu thư mặc dù khổ sở, nhưng là có thể đem chuyện kia nói ra được, chứng minh giai đoạn khẩn yếu nhất liền đã qua chỉ là tiếp xuống những ngày này trương viên ngoại vẫn là thiếu kích động chút trương tiểu thư tốt chậm rãi nàng liền có thể buông xuống ai nghe tô hạ bảo lời nói trương viên ngoại liền thở dài thôi về sau ta liền không ở nha đầu này trước mặt sách cũng là ta cái này làm cha chiếu cố không chu toàn đến mới gọi nha đầu này thụ này một kiếp quát xem ra nam tử này thật sự là gọi trương gia cha con đau thấu tim gan, tô hạ bảo cũng không biết như thế nào đi khuyên. Nói đơn giản vài câu, mắt thấy thời điểm cũng không còn sớm, lúc này mới cùng Lục Tấn An cùng rời đi trương gia. Trên đường trở về, Lục Tấn An cưỡi ngựa, đem tô hạ bảo vòng trong ngực, đêm khuya trấn nhỏ đường đi vạn lại câu tỉnh, chỉ có bên cạnh tiểu thương nhà đèn lồng đỏ lóe lên, chiếu sáng ở giữa bàn đá xanh đường. Nghe tí tách tí tách thanh thúy tiếng vó ngựa, Tô Hạ Bảo lúc này mới hỏi Lục Đại ca ngươi nói những người kia, thật là Trương tiểu thư trước đó cái kia tình lan phái tới sao? Cái này cần xấu đến mức nào, khả năng nghĩ đến muốn tiêu diệt Trương tiểu thư một nhà a, à, ta cảm thấy lấy không phải người kia trực tiếp phái tới, chẳng qua hẳn là cùng người kia có liên quan. Nhìn Tô Hạ Bảo cũng là để ý chuyện này, Lục Tấn An một bên nắm chặt dây cương, một bên nói như thế, nhìn mới những hắc y nhân kia miệng như vậy gấp, nghĩ đến cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật ta đã để người đem người mang về nha môn, đến lúc đó thật tốt ra một chút liền tốt. Kiếp trước hắn tra được trương gia bản án thời điểm, trương gia đúng là cũng là bị đốt quá như thế một lần, chỉ là kiếp trước trương gia người một nhà phúc lớn mạng lớn, trương tiểu thư đột phát tật bệnh, người một nhà đêm khuya xuất phát đi miếu bên trong dân hương, liền trốn qua một kiếp nạn này, mà một thế này, lại là hạ bảo xuất thủ cứu đến bọn hắn một nhà. Chỉ sợ đây cũng là tại cho hạ bảo góp nhặt thiện duyên nghe những người này địa vị không tầm thường, Tô Hạ Bảo liền cao mày chỉ là liền những sát thủ này đều không tầm thường, chẳng lẽ Trương Tiểu Thư cái kia tình lang vẫn là hoàng thân quốc thích hay sao, liền chính là hoàng thân quốc thích, cũng không làm như thế coi nhân mạng là cỏ rác a. À. Đáng tiếc thiên thiên một mảnh thâm tình, thật sự là không đáng giá, nhìn Tô Hạ Bảo tức thành cái dạng này, Lục Tấn An liền cười đến rất là bất đắc dĩ, hắn nhân tiện nói tốt Hạ Bảo. Ta liền không thể vì chuyện này động khí nói không chừng quay đầu ra rõ ràng chúng ta còn khả năng giúp đỡ trương gia lấy một cái công đạo đâu dù sao những chuyện này nên đều là mã tần cùng mã gia gây nên rất người kia sẽ không có quan hệ thế nào huy cờ mờ thật sự có thể lấy lại công đạo tới sao nghe lục tấn an lời này tô hạ bảo vẫn là có mấy phần hoài nghi lục đại ca ngươi cái này quan có phải rất lớn hay không a à? làm sao những người này lợi hại như vậy ngươi cũng là dám chọc sao dù sao kiếp trước nàng cũng là biết hắn rất lợi hại, đi ra ngoài ủng hộ rầm rộ, muôn người đều đổ xô ra đường. Nhưng là đó cũng là nhiều năm chuyện sau đó a, à, làm sao đời này lục đại ca ngay từ đầu liền lợi hại như vậy sao? Cái này dĩ nhiên không phải ta lợi hại a, à, chỉ là ta biết một chút tương đối lợi hại người, có thế mời bọn họ hỗ trợ thôi. Tô Hạ bảo kiểu nói này, lục tấn an là sợ nha đầu này suy nghĩ nhiều, cho nên tranh thủ thời gian rủ sạch cái này miễn cho tô hạ bảo lại cảm thấy cùng hắn không xứng nhiều sinh chi tiết ra tới a à, dạng này a à. cho tới bây giờ cũng không nghi ngờ lục tấn an tô hạ bảo đột nhiên nghe lời này ngược lại là cảm thấy không quá có thể tin nhưng là mắt thấy đã đến nhà nàng cũng không nói thêm cái gì tùy theo lục tấn an trước xuống ngựa sau đó đem nàng nửa đỡ nửa ôm xuống ngựa đi tiếp lấy bọn hắn mới riêng phần mình xuống ngựa trở về phòng nghỉ ngơi đi bởi vì trở về quá muộn mệt mỏi một ngày tô hạ bảo rất nhanh liền ngủ thiếp đi đợi đến tỉnh nửa lúc đến trời đều đã sáng rõ đợi đến tô hạ bảo mặt tốt xuống lầu lúc đại ca cùng nhị ca đã đều tự tìm tốt xe bò sắp xếp gọn buổi sáng đi bày quầy bán hàng bán đồ ăn tại cửa ra vào chuẩn bị xuất phát hôm nay đi bày quầy bán hàng bán là tô hạ bảo mấy ngày trước đây liền ướp tốt cây cải trắng cùng sớm một ngày ướp tốt chua củ cải đầu cùng chiều hôm qua dành thời gian chuẩn bị kỹ càng tê cây thỏ đinh trước đó từ trên núi tóm lại con thỏ nhỏ tại viện tử phía sau chuyên môn xây cái thỏ bỏ nuôi dưỡng ở nơi đó đã lớn lên một nhóm lục tục ngo ngoe còn hạ không ít con thỏ nhỏ mắt nhìn lấy từ mấy chục con phát triển thành gần trăm con tô hồ vợ chồng nhìn mỗi ngày đều là vui tươi hớn hở nhìn tô hạ bảo xuống tới tô xuân sinh thì nói hạ bảo ngươi đêm qua trở về trễ làm sao cũng không nhiều ngủ một chút lại như thế vất vả xuống dưới cần phải mệt mỏi gầy không có gì đáng ngại nhị ca, trong lòng ta biết rõ. Nhìn nhị ca là lo lắng nàng, Tô Hạ Bảo liền cười cười, mà Lý Nguyệt Phân thì ngồi tại trên xe bò, cười nói vậy chúng ta liền xuất phát, sớm đi bán xong đồ ăn liền tranh thủ thời gian trở về, giữa trưa lại có khách sẽ lên cửa, về sớm một chút cũng khả năng giúp đỡ chút bận biệu, nguồn hố truyện hô truyền com ừm, Lý Nguyệt Phân nói như vậy có đạo lý, Tô Xuân Sinh thì lái xe bò, trực tiếp liền rời đi mà đổi thành một đầu tô đông sơn cũng lái xe bò, mang theo ý cười đầy mặt lục cẩm tâm, trực tiếp đi sát vách thị trấn bên trên, xem bọn hắn đều đi, tô hạ bảo tự nhiên cũng đem còn dư lại kia phần thức ăn dọn dẹp dọn dẹp, sau đó tại cửa hàng cổng mang lên bày, chờ lấy đến chợ sáng mua thức ăn khách nhân tới cửa, chẳng qua nàng vừa mới dọn xong bày, mấy ngày nay đều rất ít xuất hiện ở trước mặt nàng Lý Tùy Hiếu, liền rầu rĩ không vui đến, thấy tô hạ bảo, Lý Tùy Hiếu lên đường sư tỷ ta đến giúp đỡ, từng, nhìn Lý Tùy Hiếu dưới mắt xanh đen, giống như không chút ngủ ngon dáng vẻ. Cô Hạ bảo một bên bày biện đồ ăn, một bên lại hỏi làm sao rồi. Đây là lại thức đêm nghiên cứu y lý, lý thuyết y học, không phải làm sao tiều tụy thành cái dạng này. Nghe nói Hạ Bảo hỏi một chút, Lý Tùy Hiếu liền không nhịn được thở dài. Hắn lúc này mới nói tiếp ta cùng sư phụ nói, muốn chuyển đến sư tỷ nơi này ở, lúc đầu ngay từ đầu từ vạn bảo cư lúc đi ra, sư tỷ chính là nói như vậy thế nhưng là sư phụ nói ta đến chỉ làm cho sư tỷ thêm phiền còn nói trừ phi có một ngày y thuật của ta có thế gặp phải sư tỷ mới hứa ta đi theo sư tỷ chỉ là sư tỷ lợi hại như vậy ta chỉ sợ là làm sao cũng không đuổi kịp từ lúc lý tùy hiếu bái sư trương khải hoài về sau hắn liền tại tiệm thuốc ở lại suốt ngày cùng trương khải hoài sống nương tựa lẫn nhau tô hạ bảo ngược lại là quên lúc trước nói muốn đem lý tùy hiếu tiếp đến bên người ở sự tình cho nên nhìn lý tùy hiếu như thế để ý cái này tô hạ bảo liền không nhịn được cười hóa ra là bởi vì cái này sự tình a à, là sư tỷ gần đây bận quá đều không có lo lắng ngươi dạng này chờ quay đầu ta được không tự mình đi cùng sư phụ nói xuống tới sư phụ không nguyện ý để ngươi qua đây ta chỗ này cũng là sợ hắn bản thân một người cô đơn lớn không được đến lúc đó ngươi cùng sư phụ đều ở qua đến hắn chỉ định nguyện ý dù sao bây giờ cửu hương mở lên còn nhiều mỹ vị món ăn quý và lạ, liền xong sư phụ tấm kia ăn ngon miệng, hắn cũng không thể không đáp ứng, cảm ơn sư tỷ. nghe Tô Hạ bảo muốn đích thân đi cùng Trương Khải Hoài nói, Lý Tùy Hiếu đương nhiên biết chuyện này là không có kém, cho nên liền vui tươi hớn hở, cùng Tô Hạ bảo cùng một chỗ bày quầy bán hàng bán đồ ăn, bởi vì Tô Hạ bảo đồ ăn đã đánh ra thanh danh, cho nên bọn hắn thang vừa dọn xong không bao lâu. Mấy vạt lớn tử đồ ăn liền bị mua thức ăn những người kia, trực tiếp một đoạt mà không, ngược lại là Tô Hạ bảo cái này vừa làm xong, quay đầu nhìn lên. Lục Tấn An chính đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng Hạ bảo ngươi qua đây, ta có trọng yếu mất đi ta muốn nói với ngươi, chương 155, tam môi sáu mời, chuyện gì a? À? Nhìn Lục Tấn An chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, Tô Hạ bảo đã cảm thấy có chút kỳ quái, liền trực tiếp vào cửa, nhìn xem hắn. Mà Lục Tấn An thì ho khan hai tiếng, hắn giọng một cái là như vậy, ta đem tiếu gia tòa nhà cho mua lại, cũng cùng ta mẫu thân các nàng thương lượng, hôm nay hoặc là ngày mai liền dời đi qua. cái gì? không nghĩ tới lục tấn an đột nhiên muốn dọn đi, hơn nữa còn đem tiếu gia lớn như vậy cái tòa nhà cho ra mua, tô hạ bảo nháy mắt liền khiếp sợ không thôi. lục đại ca, cái này em đẹp ngươi tại sao phải dọn đi? còn có tiếu gia lớn như vậy cái tòa nhà, cái này mua lại thế nhưng là có giá trị không nhỏ, ngươi làm sao đột nhiên có tiền như vậy a? À? Ngẫm lại mấy tháng trước, Lục gia còn bụng ăn không no. Vì mấy trăm văn tiền thuốc, kém chút bị nha môn người bắt đi, làm sao cái này ngắn ngủi mấy tháng về sau, hắn lại đột nhiên trở nên như thế giàu có rồi. Quát. Ken Sugar, ha ha, Lục Tấn An liền biết, Tô Hạ Bảo nhất định sẽ hỏi những vấn đề này, hắn liền vừa cười, một bên dắt Tô Hạ Bảo tay. Giải thích nói lúc trước cùng bá phụ bá mẫu đã nói xong, muốn đem hai ta hôn sự định ra tới đã như vậy, ta luôn không khả năng vẫn luôn ở tại tô gia, ta đã muốn cưới ngươi, đương nhiên phải có cái trạch viện. Dạng này ta mua sáu mười tám nhất đại kiệu đưa ngươi cưới vào cửa, mới ra dáng. về phần cái này bạc nha, tiếu gia tòa nhà bởi vì tiếu viên ngoại sự tình, cũng sớm đã biến thành người người cũng không dám tiếp nhận khoai lang bỏng tay, ta tự nhiên thuận tay liền nhặt cái tiện nghi, đem tòa nhà mua lại, hắn luôn không khả năng nói thật cho tô hạ bảo. Hắn xác thực không thiếu những bạc này sao? trước đó trở lại ngưu đầu thôn sở dĩ như vậy túng quẫn đều là bởi vì trong nhà được quan bị tịch thu tất cả gia sản tất cả đều bị giam tại đại lý tự bây giờ trầm quan đắc tuyết gia sản tự nhiên đều trở về đến danh nghĩa còn có thánh thượng cho một bút không nhỏ đền bù ban thưởng mua một tòa này tòa nhà tự nhiên không đáng kể hóa ra là dạng này a à, nghe lục tấn an còn muốn tam môi sáu mời tám nhất đại kiệu đem nàng cưới vào cửa tô hạ bảo tự nhiên có chút xấu hổ ngược lại là lý tùy hiếu đứng ở một bên nghe được bọn hắn nói muốn đính hôn sự tình tiểu tử nhìn giống như có chút thất lạc liền nhìn chằm chằm lục tấn an có chút khiếp đảm nói lục đại nhân ngươi như thật cưới sư tỷ ta ngươi sẽ đối sư tỷ ta tốt a à? dù sao sư tỷ tốt như vậy nàng đáng giá bị tương lai phu quân thiện đãi huy om kia là tự nhiên nhìn lý tùy hiếu giống như có hoài nghi lục tấn an liền đặc biệt nghiêm túc nhẹ gật đầu ngược lại là tô hạ bảo có khác lo lắng liền hỏi chỉ là lục đại ca ngươi đột nhiên dọn đi tiếu gia ta cùng ngươi thi châm coi như không tiện lắm mặc dù bây giờ chỉ cần 7 ngày một lần nhưng là bệnh căn chưa trừ diệt cũng là không thể lười biếng từ lúc tô hạ bảo lần thứ nhất cho lục tấn an châm cứu hiệu quả cũng không tệ lắm trương lan trung liền toàn quyền đem chuyện này giao cho tô hạ bảo tới làm cuối cùng thậm chí liền lên thuốc phối phương cũng làm cho tô hạ bảo to gan sửa đổi tiếp lấy đi nếm thử lại không nghĩ rằng ngắn ngủi hơn hai tháng, lục tấn an chân liền từ vừa mới bắt đầu cực kỳ lợi hại đau nhức gió, chậm rãi trở nên cùng thường nhân không khác, liền những cái kia trưởng thành đau nhức phong thạch cũng chậm chậm tan ra, khôi phục được mười phần tốt đẹp, cái này cũng không trách kia trương viên ngoại, mở miệng một tiếng tô tiểu thần y kêu, không sợ, chuyện này ngược lại là đơn giản. Nghe ra tô hạ bảo không quá muốn cùng hắn tách ra ở, lục tấn an đương nhiên cười đến vui vẻ. Hắn lên đường mặc dù dời đi qua ở, nhưng cũng may khoảng cách này phải cũng không phải là rất xa. Ta có thời gian liền đến Cửu Hương lâu ở lại, thi châm thời gian vẫn là có thể gạt ra, đợi đến thời điểm nên đi lễ tiết đi đến, trong nhà bản án triệt để hết thảy đều kết thúc, hắn liền có thể cùng nàng cử hành đại hôn, nở mày nở mặt đem người cưới trở về. A, à, tốt a. À. Lục Tấn An nói cũng có đạo lý, Tô Hạ Bảo mặc dù không quá cao hứng, cũng là tiếp nhận sự thật này đợi đến đồ ăn đều bán xong về sau tô hạ bảo đem bày tất kỹ lại đơn giản ăn một miếng điểm tâm tiếp lấy mới về nhà bếp đinh đinh đang đang bắt đầu chuẩn bị đồ ăn chuẩn bị nên đón buổi trưa khách nhân cái này vừa mới bận rộn đến một nửa gần đây đều đến giúp đỡ vương vũ chỉ bền lòng vững dạ liền lại tới thấy vương vũ chỉ so với hai ngày trước thương tâm khổ sở dáng vẻ tựa như là tốt hơn nhiều tô hạ bảo lên đường vũ chỉ hai ngày này nhà ngươi kia cô cô cùng thúc thúc không có lại tới tìm các ngươi nhà phiền phức đi, cái này ngược lại là không có, nhấc lên chuyện này, vương vũ chỉ liền lắc đầu, nguồn hố truyện hô truyền com ta dựa theo hạ bảo ngươi thuyết pháp, lại đi cô cô ta nhà tìm nàng hai lần. Đều là lấy vay tiền lý do, sau đó đều bị mắng lên, hôm qua lúc chiều, thậm chí còn náo đi trấn nha môn. Đi theo la đình giảng chứng kiến dưới, hai nhà triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Ta vậy thúc thúc cũng góp lấy náo nhiệt, cùng ta một nhà ký tuyệt cách sách từ nay về sau ba nhà chúng ta cưới tan gã cưới đều có thể không tướng vãng lai chỉ cần suy nghĩ một chút về sau rốt cuộc không cần bị hai nhà bọn họ khi dễ ta đây chính là toàn thân đều là thoải mái dù sao từ nhỏ đến lớn nàng đều là bị cô cô thúc thúc nhà khi dễ lớn lên như thế ác mộng đối với nàng mà nói sớm đã là không sợ người khác làm phiền vậy là tốt rồi nghe vương vũ chỉ cũng triệt để thoát khỏi hai nhà này cực phẩm thân thích Tô Hạ Bảo liền nhẹ gật đầu, vậy ngươi nhà cái này đậu hũ sinh ý, gần đây như thế nào? Bởi vì từ xử lý Trần Khánh Điển chuyện này nhìn lại, Tô Hạ Bảo phát hiện Vương Vũ chỉ thật đúng là cái cầm được thì cũng buông được cô nương. Cổ này sức lực là dùng tại làm trên phương diện làm ăn, kia nhất định là muốn thành đại khí, cũng là như cũ, không có cái gì khởi sắc. Nói lên trong nhà sinh ý, Vương Vũ chỉ liền thở dài, mắt nhìn lấy cha ta cũng tuổi già, cái này về sau sợ là cũng chỉ có ta tiếp lấy làm đậu hữu ta ngược lại là suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền để cha ta được sống cuộc sống tốt thế nhưng là làm sao mình không có bản lĩnh từ lúc nàng nhận biết tô hạ bảo bắt đầu nàng chính là chịu phục dù sao tô hạ bảo bộ dạng này là nàng muốn trở thành cho nên cho dù biết trần đại ca thích người là tô hạ bảo nàng cũng xưa nay không dám sinh lòng lời oán giận đừng như thế tự coi nhẹ mình kỳ thật vũ chỉ ngươi đều đã rất tốt nhìn vương vũ chỉ một mặt thần sắc sa sút tô hạ bảo liền đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng sau đó nàng lúc này mới nói kỳ thật vũ chỉ a à, ba ba của ngươi mặc dù đem đậu hủ làm được rất tốt cái này phương viên mấy chục dặm bán đậu hủ cũng không sánh nổi cha ngươi tay nghề nhưng là dù sao đậu hủ đều là bình thường đồ vật mùi vị kia cho dù tốt cũng kiếm không ra lớn tiền tới chẳng bằng động não nghĩ cái mánh lưới nói không chừng sinh ý có thế náo nhiệt mánh lưới cái gì mánh lới a? À? Nghe Tô Hạ Bảo như thế một giảng, Vương Vũ chỉ lập tức liền hứng thú, lập tức dừng việc làm trong tay, lôi kéo Tô Hạ Bảo nhân tiện nói Hạ Bảo ngươi mau nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đã có biện pháp gì tốt rồi, dù sao Hạ Bảo đầu óc, từ trước đến nay liền phải sau người khác kiếm nhanh rất nhiều. Chương 156, lại tới nói thân, nhìn Vương Vũ chỉ cái này thông minh sức lực, lập tức liền nghĩ đến, Tô Hạ Bảo liền nhịn không được bật cười sau đó nàng lúc này mới nói ta nhìn nhà ngươi cửa hàng rất rộng rãi bên ngoài còn có lớn như vậy một mảnh đất đập tăng thêm mặt sau này chính là chợ bán thức ăn bình thường nhân khẩu dày đặc nhà ngươi làm sao không nghĩ lấy tính cả lấy mở đậu hũ sớm một chút cửa hàng tỉ như nói bán điểm ngon miệng đậu hoa hương nồng sữa đậu nành quay đầu ta sẽ dạy ngươi làm chút khô dầu bánh quẩy cái gì cũng không so cái kia kiếm bạc cô hạ bảo nói như vậy cũng thực là là cái biện pháp tốt vương vũ chỉ nghe một chút gật đầu nhưng lại không có quá hưng thịnh gây nên dáng vẻ biện pháp này mặc dù có thể thực hiện nhưng là trên trấn cũng nhiều có bán đậu hũ não đậu hoa những cái này ta ngày bình thường nhìn bọn hắn cũng không có gì sinh ý a à. cái này như là hạ bảo trước đó nói đậu hũ đều là bình thường đồ vật là một cái đạo lý bốn phía đều có thể mua được người ta lại vì sao nhất định phải chạy đến nhà bọn hắn đến ăn Quá, vương vũ chỉ quả thật là cái tài năng có thể đào tạo cái này sẽ suy một ra ba. Tô Hạ Bảo Nhân tiện nói cho nên nha, lúc này mới cần mánh lới cùng mới nhiều kiểu, ví dụ như cái này tại đậu hũ bên trong gia nhập củ lạc, làm đậu phộng đậu hũ. Cái này cảm giác so với bình thường đậu hũ, nhất định là thiếu đậu mùi tanh, nhiều đậu phộng mùi thơm, tại đậu hũ não bên trong gia nhập hạch đào nát hạt, đây chính là quả hạch đậu hũ. Sữa đậu nành bên trong lại thêm cà rốt nước, hoặc là rau cải sôi nước, đây chính là rau quả sữa đậu nành cũng tương tự có thể đem những cái này rau quả thêm đến đậu hũ bên trong làm được đồ vật chính là hoàn toàn mới không giống coi như cùng mọi người mua đồng dạng giá tiền thế nhưng là ngươi cái này không giống tự nhiên có thể hấp dẫn rất nhiều người nàng ngay từ đầu bày quầy bán hàng mua thức ngắm tự nhiên dùng chính là cái này lý niệm có đạo lý hạ bảo ngươi thật là thông minh bị tô hạ bảo một phen chỉ điểm vương vũ chỉ lập tức liền hiểu ra khi quay đầu ta nhất định trở về thật tốt nghiên cứu một chút đến lúc đó trước làm chút ra tới thăm dò sâu cạn như thật sự có rất nhiều người mua ta nhất định đem cái này làm tốt dù sao cũng không thể phụ lòng hạ bảo vắt hết ốc vì nàng nhà nghĩ ra cái này tốt đường ra tới ừm vương vũ chỉ quả nhiên hiểu tô hạ bảo liền cười ngươi về trước đi cùng cha ngươi nghiên cứu nếu là nơi nào không nghĩ ra thời điểm ngươi trở lại hỏi một chút ta những vật này ta cũng sẽ làm nhưng là gọi các ngươi thử nghiệm thêm nói không chừng hiệu quả càng tốt hơn nghe tô hạ bảo như thế tri kỷ vương vũ chỉ cảm động đến hốc mắt đều có chút đỏ cũng chính là lúc này cửu hương lâu cửa chính đột nhiên liền truyền đến thanh âm tô gia tô gia ngươi thế nhưng là ở nhà một nghe được có người tìm lý nguyệt phân tô hạ bảo liền từ sau đầu nhà bếp đi ra huy cờ mờ nhìn người tới thế mà là trước đó tới qua thái môi bà tô hạ bảo liền có chút kỳ quái nhìn nàng thái gia thím ngài tìm mẹ ta có chuyện gì không nàng đi ra cửa không ở nhà ôi nguyên lai like tô tiểu trưởng quỷ mình ở nhà đâu nhìn thấy tô hạ bảo cái này thái môi bà thế nhưng là thay đổi trước đó đến làm mai thất bại lúc nhìn tô hạ bảo kia khó chịu ánh mắt cái này vẻ mặt tươi cười tiến lên đón cha mẹ ngươi không tại đều không có quan hệ chỉ cần ngươi ở đây nói cho ngươi cũng giống như vậy dù sao tô tiểu trưởng quỷ một nữ tử đều có thể mở tửu lâu chắc hẳn ngươi tại nhà các ngươi đó cũng là có thể chắc chắn, lần trước thấy nha đầu này lúc, nàng chỉ cảm thấy nha đầu này đẹp mắt, có thể làm chút thức ăn là cái tài giỏi, lại không nghĩ rằng nàng lại có đảm lượng mở tủ lâu, cái này coi như không phải tài giỏi liền có thể nói thấu, vậy phải xem Thái gia thím nói là chuyện gì nhi, thím vẫn là ngồi trước đi. Nhìn thái môi bà một giảng lời này, Tô Hạ Bảo liền không nhịn được trong lòng bồn chồn, có ngay, được rồi, nghe Tô Hạ Bảo gọi nàng ngồi xuống, thái môi bà liền tự mình ngồi xuống còn ngẩng đầu nhìn nhìn cái này thật lớn cửa hàng kia là một mặt ao ước dáng vẻ vừa lúc lúc này vương vũ chỉ đưa bát trà nóng đi lên trong lòng liền nghĩ thái môi bà tới cửa chỉ định là muốn cho tô gia làm mai dù sao tô gia cái này ba đứa con cái không chỉ có cũng có thể làm mà lại từng cái tuấn tú lịch sự cái này mặc kệ là bản lĩnh còn tại hình dạng đặt ở vân lý thật đều là xuất chúng nha đây không phải vương gia cô nương sao thấy vương vũ chỉ thái môi bà liền lên hạ dò xét nàng lần trước trần thị mời nàng bên trên vương gia làm mối đi nha đầu này đỏ không nói ngu sao mà không nói liền đem hôn sự cho cự mà lại kiên định thật nhiều mảy may cũng không nể mặt nàng liền thái môi bà hiện tại nhớ tới đều cảm thấy ngực đổ đắc hoảng đâu thái gia thím thấy thái môi bà vương vũ chỉ liền lạnh nhạt nhẹ gật đầu ai u ngươi làm sao lại tại tô gia chỗ này sẽ không phải là coi trọng tô gia hai đứa con trai trong đó một cái dự định trèo chức cao đi nhìn vương vũ chỉ thái môi bà liền đông đưa nàng cây quạt một mặt gió mát nhìn xem vương vũ chỉ ta ngược lại là nhìn không ra ngươi nha đầu này tâm thế mà lớn như vậy chứ ta nói ngươi làm sao lại cự tuyệt trần gia hôn sự tình cảm sớm đã có mục tiêu nha nguồn hố truyện hô truyền com chỉ là tô gia hiện tại tô gia cùng trước kia đây chính là tuyệt đối không thể giống nhau mà nói tô xuân sinh trúng án thủ vậy sau này nhất định cũng có thế thi đậu tiến sĩ trở thành mệnh quan triều đình tô đông sơn mặc dù không có quá lớn bản lĩnh thế nhưng là người ta lại bái một cái tốt sư phụ học công phu về sau liền xem như mở cái gì tiêu cục võ quán cả một đời cũng là không lo ăn uống liền hai tiểu tử này cái kia cũng không nhìn trúng hắn vương vũ chỉ a à, ngươi vương vũ chỉ cũng không nghĩ tới nàng hảo tâm ra đến dân trà lại bị thái môi bà dạng này nhục nhã nàng tại chỗ liền tức giận đến không được cái này hốc mắt đều đỏ ngược lại là tô hạ bảo thấy một màn này vẫn lạnh lùng nở nụ cười ta nói thái gia thím ta gặp ngươi vào cửa không nghĩ phật mặt mũi ngươi cho nên mới lấy lễ để tiếp đón nhưng là nếu như ngươi muốn tại trong tiệm của ta để hảo hữu của ta không thống khoái kia thật là ngượng ngùng ta khả năng cũng chỉ có thể mời thím đi trước một bước dù sao mặc kệ cái này thái môi bà tới cửa là vì cho bọn hắn nhà ba cái cái kia làm mối đều là không thể thành sự nhi đại ca đã cùng cẩm tâm đặt trước cốt hôn sự Tiếp qua từng cái đem Nguyệt nên liền có thể đem hôn sự định ra đến nhị ca đã là án thủ, coi như về sau không muốn làm phò mã. Khi đoán chừng cũng sẽ không ở thời điểm này, tùy ý đi nói cửa thân. Cốt a, vậy ta liền xem ở tô tiểu trưởng quỷ trên mặt mũi, không cùng ngươi nha đầu này so đo. Nhìn tô Hạ Bảo che chở Vương Vũ Chỉ, cái này thái môi bà mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng là dưới mắt hắn cũng không dám đắc tội tô Hạ Bảo. Cho nên nàng liền cười quay đầu lại nói kỳ thật ta hôm nay đến đâu là có đại hỷ sự muốn cùng Tô cô nương nói. Dù sao Tô cô nương cũng trưởng thành, hôn sự này thực sự là nên định ra đến nha. Nghe xong thái môi bà quả thật là đến làm mai, vẫn là cho Tô Hạ Bảo làm mai, Vương Vũ chỉ liền quay đầu lại cười, nàng đều nhìn ra Tô Hạ Bảo cùng Lục Tấn An là một đôi, thái môi bà còn vội vàng đi lên làm mai, đây không phải tìm mắng sao? Tô Hạ Bảo nghe vậy, sắc mặt tự nhiên mà vậy liền chìm xuống. Lúc này mới lên tiếng nói, Ngượng ngùng a thím, lần trước ta liền đã nói rất rõ ràng, cái này việc hôn nhân ta không nói, nàng ngược lại là không nghĩ tới đều quá nhiều như vậy thời gian, Trần Khánh biển mẹ con thế mà còn chưa hề tuyệt vọng, thấy thế, thái môi bà liền gấp cô nương đừng cự tuyệt nhanh như vậy, lần này cũng không phải Trần gia a. À. Chương 157, có bản lĩnh nhà các ngươi cưới, không phải Trần gia, vậy cái này lại là cái kia một nhà, nghe thái môi bà tô hạ bảo liền quay đầu nhìn thoáng qua vương vũ chỉ mà thái môi bà thì nói là thương nhân buôn muối tề gia a à, tề gia kia duy nhất công tử tề kính lãng đối cô nương tình thâm không cho phép nhất định phải cuốn lấy tề phu nhân tìm lão bà tử ta tới muốn nói cùng cái này một mối hôn sự đấy cái này tề gia đây chính là người tốt nhà nha không chỉ có trong nhà sinh ý làm được lớn mà lại gia tài bạc triệu liền cái này tề công tử cũng thi đậu tú tài về sau khẳng định cũng là tiền đồ vô lượng, quát. Phong, chỉ cần tô cô nương gả đi, vậy coi như là muốn trở thành thiếu nải nải. Ăn ở đều có người hầu hạ, vậy nhưng hưởng phúc nữa nha, dù sao tề kính lãng dáng dấp còn tuấn tú lịch sự, hơn nữa còn là tô xuân sinh đồng môn, chắc hẳn tề kính lãng tốt bao nhiêu, không cần nàng nói, tô hạ bảo đều biết rõ ràng. Đây chính là nàng nha đầu này thiên đại phúc khí đâu, không nghĩ tới hôm nay chuyện này, thế mà là tề kính lãng ẩu tả ra tới. Tô Hạ Bảo nghe liền có chút đau đầu, nàng nhân tiện nói xin lỗi thím, cửa hôn sự này ta cũng không thể nói. Ta bây giờ chỉ muốn kiếm bạc hiếu kính cha mẹ, còn không có ý định làm mai lấy chồng, huống hồ tề kính lãng bên kia, nàng cũng đã sớm nói rõ ràng, tô cô nương ta không có nghe lầm chứ. Liền tề gia ngươi thế mà cũng không nói. Nhìn tô hạ bảo lại cự tuyệt, thái môi bà gần như đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng khó mà tin nổi nhân tiện nói tề gia đây chính là giàu có nhà nha, mà lại được tổ tiên phù hộ còn có thể bán muối, cái này phương viên trăm dặm có bao nhiêu cô nương muốn gả tiếng nhà hắn, thế nhưng là cũng không thể toại nguyện a. À. Cái này nha đầu chết tiệt kia liền nhà như vậy cũng không chịu nói, chẳng lẽ nàng còn muốn tiếng cung đi làm nương nương hay sao? Nhìn ra thái môi bà là chấn kinh xấu, cô hạ bảo lại lần nữa cười cười thím những cái này ta đều biết, chỉ là cửa hôn sự này ta đúng là không thể đáp ứng. Ngài liền mời về đi, ngươi nha đầu này. Nàng nói hết lời, Tô Hạ Bảo thế mà không có chút nào dao động, thái môi bà gọi là một cái khí a, nàng liền không nhịn được đứng lên, đưa tay chỉ Tô Hạ Bảo mũi, đang muốn mở miệng nói chút gì, không nghĩ ở bên trong đêm thái môi bà nghe cái rõ ràng lục lão phu nhân, trực tiếp nổi giận đùng đùng liền đi ra, từng thanh từng thanh Tô Hạ Bảo bảo hộ ở sau lưng nói, "Ngươi muốn làm gì? Nhà chúng ta bảo nha đầu nói không nói môn thân này." sự tình ngươi nghe không được đúng hay không? Nàng lúc trước liền nói, muốn mời bà mối đến nói đính hôn sự tình, nhưng là tấn an tiểu tử kia không chút hoang mang, nhất định phải nói đợi đến giờ đi qua nơi ở mới về sau, lại mời bà mối tới nói, huy om, thế nhưng là không nghĩ tới lại đến cái nhanh chân đến trước, nàng ở phía sau nghe được cái này bà mối đến làm mai, kia thật là muốn chọc giận xấu, ngươi. Các ngươi. Nhìn lục lão phu nhân tức giận như vậy, đụng cái đinh thái môi bà cũng là giận không kềm được, nàng liền trừng mắt lục lão phu nhân nói. Ngươi cho rằng ngươi là giúp nha đầu này, ta nhìn ngươi là hại nha đầu này, tề gia nhà như vậy nàng cũng không chịu nói, nàng còn muốn tìm được như thế nào người trong sạch. Đến lúc đó thanh danh xấu không gã ra được, còn có nàng khóc thời điểm, ha ha, nhìn cái này bà mối nổi giận đùng đùng, lục lão phu nhân liền nở nụ cười lạnh, nhà chúng ta bảo nha đầu cũng sẽ không không gã ra được, muốn lấy nàng người trong sạch nhiều đi. Khi tề gia chính là cái không có phúc khí, ngươi cũng không cần tới cửa đến nói những cái này làm người ta ghét, không nghĩ tới lục lão phu nhân bình thường ôm nhu rộng lượng, hôm nay lại vì tô hạ bảo cùng thái môi bà đổi, tô hạ bảo nhìn đều kinh ngạc không thôi, mà thái môi bà trực tiếp liền nổ, cắn răng lên đường hừ, đã các ngươi không biết điều, vậy chúng ta liền chờ xem đi, đợi đến tô hạ bảo ngươi thật không gã ra được, nhìn xem cái này lục lão bà tử có thể hay không để con trai của nàng cưới ngươi vào cửa, phải biết cái này lục tấn an thật không đơn giản, nhà môn cái kia la thanh thiên đều là đối với hắn tất cung tất kính, muốn thật không có cái này lớn bản lĩnh, chỉ sợ sớm đã bị tiếu gia vạn gia giết chết, còn có thế đắc ý như vậy, chỉ là hắn càng là lợi hại, liền càng là không thể nào cưới tô hạ bảo. Không phải hai nhà này người ở cùng một chỗ lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã đem thân định, ngậm miệng đi ngươi nghe cái này thái môi bà lời nói, lục lão phu nhân hoàn toàn là khịt mũi coi thường, ta chính là coi trọng hạ bảo, chính là muốn để nàng làm ta lục gia con dâu. Cho nên ngươi trở về cùng cái kia tề gia nói, đừng muốn cùng ta lục gia cướp người, cốt xấu nhà bọn hắn cũng là danh môn chi hậu, cùng một cái thương nhân buôn muối nhà so sánh, kia đến vẫn là dư xài, ngươi. Không nghĩ tới lục lão phu nhân thật đúng là muốn để con trai của nàng cưới tô hạ bảo. Thái môi bà hiển nhiên là kinh ngạc đến ngay người, nàng trực tiếp liền mắng lão nương vậy mới không tin các ngươi những cái này chuyện ma quỷ. Các ngươi chờ lão nương, chờ lấy, kể xong cái này, mũi dính đầy cho thái môi bà xám xịt liền đi, ngược lại là bọn người vừa đi, vương vũ chỉ cái này bu lại. Nhìn chầm chầm tô hạ bảo nhìn hạ bảo, ngươi cùng cái kia lục đại nhân định ra hôn sự A, nguồn hố truyện hô truyền com, kia lục đại nhân võ công cao cường, gián dấp cũng là tuấn Mỹ vô song cùng hạ bảo phối nha, đúng là rất đăng đối a à, cái này. Chính là mọi người vừa nói như vậy, còn không có định ra đến đâu. Bị vương vũ chỉ hỏi một chút, tô hạ bảo mặt đều đỏ, mà lục lão phu nhân lại lôi kéo tô hạ bảo tay, vẫn như củ thở phì phì bảo nha đầu ngươi chờ, thím cái này đi tìm người tới. Dám cùng ta lục gia cướp người, bọn hắn thật sự chính là suy nghĩ nhiều, cướp xuống lời này, lục lão phu nhân cái này tức giận đi ra cửa, ai, thím, xem xét lục lão phu nhân cứ như vậy đi, tô hạ bảo chính là có chút lo lắng, ngược lại là vương vũ chỉ cười không ngừng xem ra cái này lục lão phu nhân thật đúng là thích hạ bảo ngươi, nhìn xem cho nàng tức giận đến, đừng cười, quái để người ngượng ngùng. Bị vương vũ chỉ làm cho mặt đỏ tới mang tai, tô hạ bảo một bên chặt chân nói nàng, một bên liền xoay người về nhà bếp đi, đợi đến nửa bên trên buổi trưa, ra ngoài bán thức nhắm tô đông sơn tô xuân sinh liền đều trở về đầu này tô hạ bảo vừa mới đem nhà bếp bên trong chuẩn bị đồ ăn chuẩn bị xong ra tới liền gặp bọn hắn từng cái vui tươi hớn hở vào cửa vừa đi còn vừa nói nhà ta hạ bảo thanh danh này a à, nhìn là thật đánh đi ra người khác nghe xong là tô gia cô nương đồ ăn tất cả đều tranh cướp giành giật muốn đâu cũng không phải sao nói lên cái này lý nguyệt vân cũng là liên tiếp gật đầu cái này vừa đi vừa về trên đường đều hoa gần hai canh giờ nhưng bán đồ ăn lại là một hai khắc đồng hồ liền bán xong còn không ít người nghe ngóng nhà ta tử lâu vị trí nói về sau bên trên trong tiệm đến mua đâu cho nên về sau trong tửu lâu sinh ý chỉ định là không kém a à. mắt nhìn lấy thời gian càng ngày càng tốt mọi người trong đầu đều là cao hứng tô hạ bảo tự nhiên cũng nở nụ cười cái này vừa mới đi đến cửa hàng đến đây muốn mở miệng nói chuyện cửu hương lâu trước cửa đột nhiên liền đến một chiếc xe ngựa mọi người đều hiếu kỳ người đến là ai đâu liền đều đưa đầu đi xem, dù sao cái này cũng còn chưa tới giờ cơm, hẳn không phải là tới dùng cơm khách nhân đến, cũng chỉ thấy có chút khí phái trong xe ngựa, ra tới một cái thân mặt lăng la, nhìn có chút phú quý phụ nhân xuống xe ngựa, đi theo, còn có nở nụ cười lục lão phu nhân, mẹ, ngày đây là đi làm cái gì đây? Vị này là... Nhìn thấy lục lão phu nhân, lục cẩm tâm liền nhanh nên đón hỏi chương 158, tiên hạ thủ vi cường, lục cẩm tâm hỏi một chút, lục lão phu nhân lên đường vị này a à, là thanh điền huyện nổi danh người săn sóc nàng dâu cũng là nhà chồng nhà mẹ để phụ mẫu song toàn an khang con cái hiếu thuận tiền đồ lớn phúc người phàm là kinh đặng đại nương làm mai người a à, cứ sau đều là trôi qua hạnh phúc mỹ mãn hai ngày này a à, đặng đại nương tại sát vách trấn nàng thân thích nhà đâu cái này không liền để nương cho mời đi qua nương có ý tứ là muốn chính thức vì đại ca cầu hôm sao nghe lục lão phu nhân lời nói lục cẩm tâm là cười đến miệng không khép lại, mà người tô gia nghe lời này, cũng là nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng, ngược lại là đứng tại cổng tô hạ bảo, lập tức cho làm cho mặt đỏ tới mang tai, không biết nói cái gì cho phải, ngược lại là kia đặng đại nương vừa đến tô gia cổng, liền thấy mặt một thân xanh nhạt cùng trắng ngoãn giao nhau hẹp tay áo nho sam váy nữ tử xinh đẹp. Quát! Phe nờ dê, chợt liếc thấy phải không dời mắt nổi con ngươi, nhất là thiếu nữ kia cặp mắt kia thật thật ra bên ngoài bốc lên linh khí nàng gặp qua không ít đại hộ nhân gia khuê tú tiểu thư so với cô nương này cũng là khác rất xa a à. cho nên đặng đại nương liền không nhịn được hỏi vị này nhưng chính là lục phu nhân muốn nói kia tô gia cô nương rồi không sai không sai đây chính là chúng ta nhà hạ bảo trong thấy đặng đại nương kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi thang bộ dáng lục lão phu nhân là một mặt tự hào nhà chúng ta hạ bảo không chỉ có ngày thường đẹp mắt mà lại đặc biệt tài giỏi Tử lâu này chính là nàng mở còn làm được một tay thức ăn ngon cái này phương viên trăm dặm cô nương sợ là không có so với nàng càng tài giỏi nghe lục lão phu nhân nhất lên tô hạ bảo kia là khen không dứt miệng đặng đại nương cũng nhẹ gật đầu cô nương này đúng là không tệ lục phu nhân tốt ánh mắt a à. cái này nếu là con của nàng chưa từng kết hôn gặp tốt như vậy cô nương nàng sợ rằng cũng phải ước gì nhanh lên đem người cưới trở về nhìn nhiều như vậy người đều chày tại cửa ra vào làm cho chợ bán thức ăn bên kia đều không ít người thần quay đầu lại nhìn lén hai mắt lục lão phu nhân tranh thủ thời gian liền đem người mời đến cửa tốt tốt ta cũng đừng tại đứng ở cửa mặc kệ cái gì vậy cũng phải vào nhà nói mới là không sai không sai đều mời đến đi nhìn lục lão phu nhân đều đem bà mối mời đến cổng lý nguyệt phân cái này mới phản ứng được nhanh lên đem người đón vào ngược lại là vào nhà giật dưới kia bà mối vẫn như cũ nhìn chầm chầm tô hạ bảo nhìn, không dời mắt nổi con ngươi. Cái này khiến tô hạ bảo thực sự là ngượng ngùng vùi đầu phải trầm thấp, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào dáng vẻ. Mà lục cẩm tâm thấy tình huống này, liền hỏi đối nương, ngươi đều đem đặng đại nương mời đi theo, vậy anh của ta đâu? Cái này cầu hôn, tổng thiếu không được đại ca tại A, Huy, Cờ Mờ, ta đã phái người đi gọi, lúc này cũng nhanh trở về. Liên quan tới chuyện này, lục lão phu nhân cũng không mập mờ quả nhiên nàng vừa mới nói xong xuyên thân quan phục lục tấn an liền cưỡi ngựa vội vàng đến cửu hương lâu cổng một chút ngựa hắn liền đem dây cương dao cho cùng hắn cùng một chỗ cưỡi ngựa trở về nha dịch sau đó vội vã vào cửa nói nương ngài nói trong nhà ra việc cấp nhi trong nhà làm sao rồi làm sao vậy đương nhiên là làm mai sự tình a à, ngươi lại muốn mang xuống đến lúc đó hạ bảo bị người đoạt đi ta nhưng không để yên cho ngươi nhìn thấy Lục Tấn An trở về, Lục Lão Phu Nhân rất là bất mãn trừng nhà mình nhi tử một chút, Ây, ta đã đem thanh điền huyện Đặng Đại Nương mời về. Nên chuẩn bị cũng chuẩn bị kỹ càng, chúng ta hôm nay liền đem thiếp canh đổi, trước tiên đem sự tình định ra đến lại nói, nguyên lai mẹ hắn chỉ phải gấp sự tình, chính là nói thành thân sự tình. Lục Tấn An nghe xong, lập tức liền có chút cái dở khóc dở cười mẹ, ta không phải nói chờ bận biểu quá những ngày gần đây, thật tốt chuẩn bị một phen, nhắc lại cầu hôn sự tình sao, như thế vội vàng, cũng đừng gọi bá phụ bá mẫu cùng hạ bảo cảm thấy, chúng ta mạng đãi bọn hắn, hắn chính là sợ quá mức vội vàng, vĩ khuất hạ bảo, không chậm đợi, không chậm đợi, ta đều chuẩn bị kỹ càng. Biết lục tấn an lo lắng cái gì, lục lão phu nhân liền lắc đầu. Còn giảm thấp thanh âm nói ngươi cho rằng liền ngươi một người nhìn chầm chầm hạ bảo đâu. Sáng sớm thời điểm kia tề gia đã phái người tới cầu hôn, ta nếu là không đem người đuổi đi, cái này nàng dâu coi như không phải của ngươi loại chuyện này kéo không được phải tốc chiến tốc thắng nếu không đến lúc đó bị người đoạt trước còn có phải lúc ngươi hối hận cái gì nghe xong tề gia phái người tới làm mai lục tấn an cũng có chút hoảng tự nhiên cũng liền mặc kệ cái gì tranh thủ thời gian liền quay đầu lại mắt nhìn ngồi ở chỗ đó tô hạ bảo tiếp lấy mới đi đến đặng đại nương trước mặt cung cung kính kính nói đặng đại nương như vậy chuyện hôm nay coi như làm phiền ngươi, không phiền phức, không phiền phức. nhìn lục tấn an là tuấn tú lịch sự, mà lại hắn thân mang quan phục vì màu ửng đỏ, cổ áo ống tay áo theo lấy hoa điểu, thân treo gấm thụ, rơi xuống lỗ trắng với da đen dày, nhìn quan vị này, thế nhưng là so huyện lệnh đại nhân cao hơn mấy cấp. đặng đại nương vừa nói lời này, liền một bên tranh thủ thời gian đứng dậy, tại lục tấn an trước mặt cũng không dám ngồi dáng vẻ. nguồn hố truyện hô com Nhìn cái này Tô gia cô nương xinh đẹp như hoa, Lục đại nhân lại là dáng vẻ đường đường, thực sự là ông trời tác hợp cho a." Nói, nàng lại quay đầu nhìn lại hướng ngồi ở một bên Lý Nguyệt Vân. Vẻ mặt tươi cười nói: "Cái kia không biết cửa hôn sự này, Tô phu nhân cái này có thể hài lòng, nếu là hài lòng, như vậy chúng ta hôm nay liền trao đổi canh gián. Quay đầu lại chọn ngày tháng tốt, là có thể đem thân đứng yên, dù sao hai nhà bọn họ người đều tốt ở lại với nhau lại hiểu rõ, đây cũng chính là gật đầu sự tình, cái này. Mặc dù Lý Nguyệt Phân đã sớm biết, Lục Gia là một môn người trong sạch. Hạ Bảo cùng Lục Tấn An lưỡng tình tương duyệt, kia là đỉnh tốt, hôn sự, nhưng cái này mắt nhìn lấy lại muốn đem nữ nhi bảo bối làm mai ra ngoài, Lý Nguyệt Phân kia là mọi loại không bỏ, nàng liền liền đỏ hồng mắt nói. Cưới cả đại sự như vậy, ta một cái phụ đạo nhân gia nói tự nhiên là không đếm. Còn phải chờ nhà chúng ta chủ nhà trở về, cầm cái chủ ý mới được, khi là nên, cũng không biết tô lão gia giờ phút này người ở nơi nào à. Đặng đại nương làm nhiều năm như vậy môi, nhìn Lý Nguyệt phân cái dạng này, cũng biết nàng là không nở, tiếp lấy liền quay đầu, trong phòng tìm tô hồ thân ảnh, mà giờ khắc này mới bị tô xuân sinh trộm đạo lấy gọi xuống lầu đến tô hồ, vừa nghe đến đặng đại nương lời nói, cái này cởi mở phá lên cười, cử hôn sự này là tốt. Chúng ta cái này làm cha mẹ tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Hai đứa bé cũng nguyện ý, vậy dĩ nhiên là có thể thành. Hai ngày trước hắn còn đang suy nghĩ, Lục gia lúc nào sẽ mời người đến mở cái miệng này, không nghĩ tới Tề gia hôm nay như thế một pha trộn, ngược lại để Lục gia lấy nóng nảy, cái này cũng có thể nhìn ra được, Lục gia là thật đem Hạ Bảo Nha đầu này đặt ở trong lòng. Tô Hồ ngược lại là cái dễ nói chuyện, hắn như thế mới mở miệng đặng đại nương coi như mừng rỡ không ngậm miệng được vậy thì tốt cái này công tử nhà họ lục thiếp canh a chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng cái này cho tô lão gia quá xem qua ngài lại cho bên trên tô tiểu thư thiếp canh ta coi như đem cái này việc hôn nhân nói định mà lục tấn an nghe vậy thì quay đầu về tô hồ cùng lý nguyệt vân cuối người thật sâu bá phụ bá mẫu ta về sau nhất định sẽ đối hạ bảo tốt tuyệt đối sẽ không gọi các ngươi thương tâm kia là đương nhiên chúng ta đều tin ngươi nhìn ra lục tấn an thực tình, tô hồ là rất hài lòng, nói, tô hồ lúc này mới quay đầu nhìn Lý Nguyệt Phân một chút nhanh đi đem bảo muội cùng canh mang tới đi, có thế rơi xuống tốt như vậy người ta, hạ bảo nha đầu này có phúc. Chương 159, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, từng, Lý Nguyệt Phân dù tiếc đến đâu, cũng biết nữ nhi dù sao cũng là phải lập gia đình, làm sao lưu đều lưu không được, nàng liền một bên đỏ hồng mắt, một bên đứng dậy gạt lệ đi lấy thiếp canh cô hạ bảo thấy thế tự nhiên là đau lòng nhà mình mẫu thân nàng liền đi theo nhẹ nhàng kêu một tiếng mẹ ngài đây là làm sao rồi ngài là không bỏ được ta xuất giá sao nương chính là sợ ngươi gã đi thụ ủy khuất thấy cô hạ bảo theo tới lý nguyệt phân liền quay đầu lôi kéo nữ nhi của mình tay càng phát khóc không thành tiếng ngươi cùng giả gia việc hôn nhân lui về sau mặc dù cho tới nay không nói bên trên việc hôn nhân nương là trong lòng lại sốt ruột lại cảm thấy may mắn có thể để ngươi tại nương bên người lưu thêm mấy ngày này, nương là đánh trong đáy lòng vui vẻ, dù sao ngươi nha đầu này cá tính thẳng, không phải cái có thế nén giận. Đến một loại nhà chồng đi, thiếu không được chịu lấy ủy khuất, nếu không phải lục gia là cái hiếm có người trong sạch, ta là thế nào đều không đáp ứng, nhìn Lý Nguyệt Phân khóc thành dạng này, Tô Hạ Bảo cũng đi theo đỏ cả vành mắt, gần như đều không cách nào tưởng tượng, kiếp trước mình đem thời gian quá thành như thế. Mẫu thân không biết ở sau lưng, len lén rơi bao nhiêu nước mắt. Quát. Fan Sugar. Info, cho nên Tô Hạ Bảo cũng chỉ có thể cười lớn nói nương ngài yên tâm, lúc này ta nhất định sẽ đem thời gian quá tốt, huống hồ ta đi đến chỗ nào đều là muốn dẫn lấy cha mẹ, nương có thể ngày ngày nhìn ta, cùng ta không có gã thời điểm đồng dạng, huống hồ hiện tại chỉ nói là thân, vẫn chưa tới xuất giá thời điểm đâu, nha đầu ngốc, nào có mang theo cha mẹ đi khắp nơi. Liền xem như chúng ta đáp ứng, hai người ca ca cũng không thể đáp ứng, bị Tô Hạ Bảo chọc cho nín khóc mỉm cười, Lý Nguyệt Phân liền nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Hạ Bảo cánh tay, tiếp lấy nàng lại thở dài thôi, chỉ cần ngươi trôi qua tốt, nương cũng an tâm, nói xong lời này, Lý Nguyệt Phân liền trở về phòng mở cái rương, lại đem trước đó liền cho Tô Hạ Bảo chuẩn bị kỹ càng thiếp canh đem ra, sau đó hai mẹ con lại đi ra, tùy theo Tô Hồ tiếp nhận thiếp canh về sau, trực tiếp giao cho Đặng Đại Nương. Mà Đặng Đại Nương tiếp nhận thiếp canh, kia càng là cười đến một mặt sáng lạng được mắt nhìn lấy hai đứa bé này sinh nhật năm tháng đều không có cái gì tương xung khi quay đầu ta liền cầm lấy hai đứa bé này sinh canh bác tự đi tìm đáng tin cậy bác tự tiên sinh thật tốt đoán một quẻ đợi đến thời điểm làm thỏa đáng chúng ta người một nhà tại ngồi cùng một chỗ thật tốt nghị thân hai nhà lão gia phu nhân các ngươi liền mời tốt a à, vậy liền làm phiền đặng đại nương nhìn xem thuận lợi trao đổi thiếp canh lục phu nhân nổi lòng lo lắng cũng trở xuống trong bụng, huy. Cờ mờ, vừa nói cười, một bên liền đem đặng đại nương đưa ra cửu hương lâu, ngược lại là vương vũ chỉ một mực đứng ở một bên, nhìn cái này việc hôn nhân nhanh như vậy liền nói rõ. Nhịn không được liền cười nói đây chính là ta thấy qua, nhất bớt việc nhi bà mối, hạ bảo a, à, ngươi nhìn một cái ngươi cái kia tương lai bà bà, mặt cũng vui vẻ nở hoa, vương vũ chỉ hôm nay quan sẽ cầm nàng dễu cợt, Tô hạ bảo liền không nhịn được quay đầu nện nàng một quyền kiều sơn nói quay đầu chờ ngươi nói việc hôn nhân ngươi kia tương lai bà bà nếu là thích ngươi đoán chừng sẽ so lục gia thím càng cao hứng ngược lại là vương vũ chỉ không quan trọng nhún vai ta lại không có ý định lấy chồng cả một đời trông coi cha ta rất tốt mà lục tấn an trông thấy cô tiểu bảo cùng vương vũ chỉ nói chuyện hắn liền thừa dịp đám người không có chú ý tới hắn trực tiếp đi tới vương vũ chỉ nhất là thức thời thấy lục tấn an đi tới nàng liền trộm đạo lấy trở về nhà bếp đem tô hạ bảo một người ở lại nơi đó mà lục tấn an đi đến tô hạ bảo trước mặt liền cười thấp giọng nói hôm nay thực sự là vội vàng như thế vội vàng liền đến cầu hôn hạ bảo ủy khuất ngươi quay đầu đợi đến đến hôn thành thân thời điểm hắn nhất định phải thật tốt chuẩn bị một phen nở mày nở mặt đem nàng cưới vào cửa không ủy khuất nghe lục tấn an như thế một giảng tô hạ bảo liền cúi đầu đỏ mặt cười so với kiếp trước cả đi giả gia, chịu những cái kia không phải người đãi ngộ, bây giờ lục đại ca cùng người lục gia đối dụng tâm của nàng, đã là cực kỳ dụng tâm, đây chính là kiếp trước, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đãi ngộ, mà lục tấn an nghe tô hạ bảo, liền cười sờ sờ đầu của nàng. Lúc này mới nói, lúc trước ngươi sách sự tình, hai ngày này ta đều làm thỏa đáng, đồng thời đã phái người đi ngưu đầu thôn, đoán chừng tiếp qua một hai ngày. Liền có thể xác định đi mỏ bên trên người, thật sao? Quá tốt, cảm ơn ngươi A Lục đại ca. Nghe xong chuyện này làm thỏa đáng, Tô Hạ bảo là cười đến miệng không khép lại, lúc trước từ tiếu gia bên kia đoạt lại quan mỏ, chỉ khai thác đến chẳng qua 10 bên trong một trong, kinh qua một đoạn thời gian chỉnh lý, bây giờ quan mỏ cũng định tiếp lấy khai thác, mà cái này khai thác công nhân, bình thường tình huống đều là từ huyện nha bên kia tuyển nhận. Tô Hạ bảo vì ngưu đầu thôn thôn dân ít lợi, tự nhiên là cùng lục tấn an lấy ân tình này, nguồn hố truyện hô com, dù sao chỉ cần ngưu đầu thôn mỗi một nhà trong nhà hán tử có việc làm, có tiền cầm, coi như không lo không thể ấm no, nghe tô hạ bảo cùng hắn nói lời cảm tạ, lục tấn an lại cười cùng ta cảm ơn cái gì. Ta cũng là ngưu đầu thôn người, cũng hy vọng tất cả mọi người trôi qua tốt, nhìn lục tấn an cùng tô hạ bảo đứng chung một chỗ, hai người đều cười cười nói nói. Tô Xuân Sinh đứng xa xa nhìn, liền không nhịn được thở dài thật không nghĩ tới, ta thật muốn đem hạ bảo cho lục tấn an. Làm gì đều có một loại, cảm giác không thoải mái lắm, cũng không phải sao, nói lên cái này, một bên tô đông sơn cũng gật gật đầu, vừa mở, bắt đầu ta cái này trong lòng cũng không thoải mái, nhưng nghĩ đến chỉ cần hạ bảo về sau trôi qua tốt, cũng liền tiêu tan, dù sao về sau, cẩm tâm cũng là muốn cưới được nhà ta đến. Chờ ngươi đại ca ta có sở tác vì, đến lúc đó liền đi cầu hôn nói lên tô đông sơn cùng lục cẩm tâm việc hôn nhân tô xuân sinh cái này quay đầu nhìn xem tô đông sơn đại ca mặc dù ta biết kia ruộng công phu của sư phụ lợi hại tại trên giang hồ cũng có địa vị vô cùng quan trọng nhưng là luyện công cần lề mề người cái này cần chờ tới khi nào mới có thể có sở tác vì luôn không khả năng gọi lục gia tiểu thư đợi đến hoa tàn ít bướm a cái này xem ra không thiếu được muốn giúp đại ca tìm cái càng đáng tin cậy việc cần làm chỉ nói là lên cái này, Tô Đông Sơn lại thần bí cười cười, yên tâm đi, chuyện này ta tương lai muội phu đã làm tốt. Chờ không được hồi lâu, đại ca ngươi ta liền có thể mở ra quyền cước. Tranh thủ năm nay mùa đông thời điểm, liền đem đại tẩu cho ngươi cưới về nhà tới, đã làm tốt rồi. Tô Xuân Sinh nghe xong lời này, nháy mắt liền hiểu rõ, nhìn lục tấn an cái này một thân quan phục, nên là lục phẩm trở lên võ tướng. Hắn như thật muốn cho đại ca tìm cái gì tốt việc cần làm, đúng là so hắn Tô Xuân Sinh nghĩ điện pháp muốn dễ dàng hơn nhiều, cho nên Tô Xuân Sinh lên đường vậy là tốt rồi, vậy đại ca thật tốt làm. Cuộc sống sau này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, người một nhà ghé vào một hồi nói một lát lời nói, mắt nhìn lấy liền đến trưa giờ cơm, khách nhân cũng lục tục ngo ngoe tới cửa. Tô Hạ Bảo liền về nhà bếp đi bận rộn đi, Cửu Hương lâu lại lần nữa náo nhiệt, ngược lại là cái này Cửu Hương lâu bên ngoài nhìn cái này nối liền không dứt thực khách, vạn bảo cư trưởng quỷ điền hồng phú trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Ta nói là mấy ngày nay ta tử lâu sinh ý làm sao lại kém như vậy nữa nha, tình cảm là đều bị cái này nha đầu chết tiệt kia đem khách nhân cướp đi. Chương 160, cản tài lộ người tất không buông tha, đúng vậy a, à, trưởng quỷ, nhìn Điền Hồng Phú tức giận như vậy, bên cạnh hắn vạn bảo cư mới tiểu nhị, liền không nhịn được phụ họa, từ lúc chúng ta nghe đầu bếp bị cái này tô hạ bảo cùng lục tấn an hại về sau chúng ta vạn bảo cư sinh ý coi như càng ngày càng tệ bây giờ cái này nha đầu chết tiệt kia còn mở lên tủ lâu chỉ bằng thủ nghệ của nàng khẳng định càng là không ai đi chúng ta vạn bảo cư cho nên trưởng quỷ chúng ta hiện tại nhưng làm sao bây giờ a à? hừ nói lên cái này điền hồng phú liền nghiến răng nghiến lợi hận đến thẳng hừ hừ dám cản ta điền hồng phú tài lộ ta chắc chắn sẽ không bỏ qua tô hạ bảo cái này nha đầu chết tiệt kia. Nàng như thật tốt bán nàng thức nhắm, ta ngược lại là có thể cho nàng một đầu sinh lộ đi, nhưng là nàng thế mà cùng ta điền hồng phú đối nghịch, vậy liền cũng đừng trách ta đối phó nàng, cái này. Nhìn điền hồng phú động cái này không buông tha tô hạ bảo tâm tư, tiểu nhị kia lại nói thế nhưng là trưởng quỷ, cái kia lục tấn an cũng không phải dễ treo, nghe nói hắn quan so huyện lệnh đại nhân đều lớn hơn, mà lại hắn còn nhìn chúng tô hạ bảo, cái này nếu là chúng ta động hắn người, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta nha, ha ha, chỉ là tiểu nhị này sợ, Điền Hồng Phú lại xem thường, yên tâm đi, ta chỉ là để cái này nha đầu chết tiệt kia sinh ý không làm tiếp được, cũng sẽ không muốn tính mạng của nàng. Coi như cái này lục tấn an bao che khuyết điểm, hắn cũng không thể làm gì ta. Quát, phong, hắn Điền Hồng Phú tại Vân Lý Trấn hỗn cả một đời, chẳng lẽ còn sợ một cái hoàng mau tiểu tử hay sao? Nói, Điền Hồng Phú lại quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nhị này dựa theo ta trước đó nói biện pháp tốt, ngươi liền an bài xong xuôi đi. Trong vòng ba ngày, ta muốn cái này cửu hương lâu tại Vân Lý Trấn biến mất, dù sao toàn bộ Vân Lý Trấn, cũng chỉ có thể có vạn bảo cư một nhà tử lâu, bất luận kẻ nào muốn cản hắn tài lộ, cũng đừng nghĩ có kết cục tốt, vâng, trưởng quỷ. Nhìn Điền Hồng Phú tâm ý đã quyết, tiểu nhị này cũng không dám nói gì liền ngoan ngoãn đáp ứng từ giữa trưa đến ban đêm cửu hương lâu khách nhân liền không từng đứt đoạn liền xem như đến buổi chiều khoảng trống cũng có linh tinh khách nhân tới dùng cơm tô hạ bảo mang mang ngừng ngừng cũng không có làm sao rảnh rỗi đến chạng vạn tối nàng ngay tại nhà bếp bên trong bận rộn lục cẩm tâm cùng tô đông sơn cũng đang giúp lấy truyền món ăn thời điểm bên ngoài liền truyền đến cái thanh âm tô hạ bảo nghe rất là quen thuộc ta hôm nay đến đâu, chính là muốn nếm thử hạ bảo hảo thủ nghệ. Tùy ý chọn mấy cái lấy tay đồ ăn, tốt nhất đến liền có thể, huy, cờ mờ, vừa nghe thấy lời ấy âm thanh, tô hạ bảo liền đi tới cửa, kiếm ra đầu đến xem, vừa nhìn thấy mặt chính là lâm lan doanh, nàng liền cười mau chạy ra đây minh nhị phu nhân, ngài đến A, à, từ lúc cửu hương lâu mở về sau, vẫn luôn ngóng trong ngài đến đâu, nhưng cuối cùng là đem ngài cho đợi đến, lần trước ở ngoài sáng nhà náo ra chuyện này về sau, Lâm Lan Doanh che chở nàng, nhưng gọi Tô Hạ Bảo đối cái này Minh Nhị Phu Nhân ấn tượng tốt đến không được, dù sao nàng tại Kinh Đô thời điểm, chính là quan gia tiểu thư. Đến Minh Gia cũng là nhà giàu sang, lại có thể vì nàng một cái không quyền không thế nông nữ ra mặt, đây là rất lỗi lạc trượng nghĩa, ta đã sớm nghe nói cửu hương lâu mở, vốn nghĩ sớm đi đến. Thế nhưng là gần đây tú phường sự tình đều bề bộn nhiều việc, cho nên liền chậm trễ. Thấy Tô Hạ Bảo ra tới, lâm lan doanh liền cười cười chỉ là nhìn hạ bảo ngươi tử lâu này quả nhiên là mở ra dáng sinh ý như thế náo nhiệt khẳng định là tay nghề của ngươi đặc biệt tốt một hồi ta nhất định phải thật tốt nếm thử lúc đầu lấy chồng ở xa cái này vân lý trấn lâm lan doanh mặc dù không có bị nhà chồng ngược đãi trôi qua còn được thế nhưng là một người độc thân tại nàng hương mỗi lần nhớ tới vẫn là khổ sở không thôi nhưng là từ lúc gặp cô hạ bảo cùng lục cẩm tâm nàng đã cảm thấy cái này hai tiểu cô nương là có thể kết giao. Có thế nhiều hai cái nói chuyện khuê trung mật hữu, cái này cũng là rất không tệ. Mà nghe Lâm Lan Doanh lời nói, Tô Hạ Bảo liền nhẹ gật đầu vậy được, một hồi ta nghiêm túc cho nhị phu nhân xào vài món thức ăn, định để ngươi ăn lưu luyến quên về, tốt, vậy ta coi như rửa mắt mà đợi. Nhìn Tô Hạ Bảo cười miệng không khép lại, Lâm Lan Doanh cũng cười theo, biết Tô Hạ Bảo hiện tại vội vàng, nàng cũng không nhiều chậm trễ Tô Hạ Bảo thời gian liền từ nha hoàng bồi theo tìm cái yên lặng chỗ ngồi xuống bởi vì lâm lang doanh là kinh đô đến cô hạ bảo biết nàng khẳng định nhớ nhà liền cho nàng nổ sen dung ngó sen hột, thịt cua phù dung canh tam bảo thịt đinh cùng hoa cúc cá mặt cuối cùng trả lại một cái phỉ thúy chân bánh ngọt nhìn xem ống ánh sáng long lanh gọi người đều không nở ngoạm ăn vừa nhìn thấy bưng lên đồ ăn đạo đạo tinh xảo lại sắc hương vị đều đủ lâm lang doanh kẹp lên một đũa đến nếm tiếp lấy nàng tại chỗ liền sửng sốt, sau đó nước mắt từ từ tại hốc mắt lan tràn, nguồn hố truyện hô com nhị phu nhân, ngày đây là làm sao rồi? Cái này đồ ăn ăn không ngon sao? Nhìn xem lâm lan doanh ăn ăn liền khóc lên, nha hoàng của nàng liền có chút nóng nảy, nha hoàng liền vội nói ta đi tìm kia tô cô nương, nhìn nàng làm đều là những thứ gì, chỉ là nha hoàng này một lần quá mức, liền nhìn đổ ra ngoài tô hạ bảo, tô hạ bảo chỉ là phất phất tay, để nha hoàng lui sang một bên, sau đó nàng lúc này mới tại lâm lan doanh bên cạnh ngồi xuống, vẻ mặt tươi cười nói nhị phu nhân ta cũng chưa từng đi kinh đô, không biết kinh đô phong vị đồ ăn là cái bộ dáng gì. Liền mấy cái này đồ ăn vẫn là ta nghe cẩm tâm miêu tả, tận lực còn, nguyên cải tiến sau đồ ăn, đều là vì nhị phu nhân đặc biệt chuẩn bị, chỉ là hy vọng ngươi có thể nếm đến quê quán mùi vị. Cũng không biết nhị phu nhân có thích hay không, thích, thích, đương nhiên là thích không nghĩ tới tô hạ bảo vì nàng tới dùng cơm, thế mà lại dụng tâm như vậy, lâm lan doanh thâm thụ cảm động, một cái liền tóm lấy tô hạ bảo tay, nàng còn nước mắt đầm đìa nói. Đến vân lý trấn lâu như vậy, đây là ta nếm qua, nhất giống quê quán khẩu vị đồ ăn. Cám ơn ngươi hạ bảo, ngươi thật sự là cô nương tốt. Nếu không nói nàng nói tô hạ bảo cùng lục cẩm tâm có thể kết giao đâu, cái này dụng tâm đối xử mọi người người, thích hợp nhất làm khuê trung mật hữu nhị phu nhân ngươi thích liền tốt, vậy sau này nếu như ngươi nhớ nhà, liền có thể đến cửu hương lâu, ta liền làm gia hương ngươi đồ ăn cho ngươi ăn. Đạt được lâm lan doanh tán thành, tô hạ bảo cũng rất vui vẻ, ngược lại là lâm lan doanh một vòng nước mắt, lại nín khóc vì nở nụ cười có ngươi đồ ăn giải cảm giác nhớ nhà, vậy ta về sau cần phải tốt qua rất nhiều. Chỉ là ngươi về sau không cần gọi ta mở miệng một tiếng nhị phu nhân, thực sự là lộ ra quá mức khách khí ngươi liền gọi ta khuê danh doanh doanh đi ta bảo ngươi hạ bảo trái phải ta liền lớn các ngươi ba bốn tuổi kêu tên cũng là thích hợp tốt lâm lang doanh mặc dù chỉ lớn cô hạ bảo ba bốn tuổi thế nhưng là khả năng bởi vì nàng đã gả làm vợ nguyên nhân cho nên ăn mặc thập phần thành thục để cô hạ bảo lúc này liền gọi nàng doanh doanh cô hạ bảo thật đúng là có điểm không quen cũng liền ta hai người cười cười nói nói trò chuyện chính vui vẻ thời điểm đột nhiên trong tiệm khách nhân có một bàn liền náo vọc lên một cái râu ria lôi thôi mang theo đại đao đại hán, một bàn tay liền vỗ lên bàn, ngay sau đó vừa giận mắng tiệm này trưởng quỷ đây này. Nhanh cút ngay cho ta ra tới.